Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 191. Chương 3485, vị trí phó quân đoàn trưởng. Tốt nhất là không nên làm như vậy. Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với Trịnh Phương để xem ý kiến của ông ấy. Đương nhiên, nếu ông ấy không chịu nói thì ta đành phải nghĩ cách khác. Anh em của chúng ta ở trong quân giới chức vụ đều không cao lắm. Hiện giờ cao nhất chỉ có Lang Phá Thiên. Trong đội ngũ của chúng ta ngay cả một trung tướng cũng không có, phải nỗ lực. Diệp Phàm nói. Việc này còn phải thông qua quân khu lĩnh Nam. Trương Cường nói. Từ sau khi bác cả rời khỏi quân khu lĩnh Nam đến tổng nhậm chức, lãnh đạo của quân khu lĩnh Nam tôi không biết một ai, cửa này thật sự là có chút nguy hiểm. Diệp Phàm nói. Cố gắng là được thôi. Nếu như không được thì cũng coi như chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Trương Cường thoải mái cười nói. Ngay sau đó Diệp Phàm gọi điện cho Tề Chấn Đào, nói về chuyện này. Tề Chấn Đào cũng thở dài nói, việc này đương nhiên là chuyện tốt rồi nhưng cũng rất khó. Có lẽ số người cạnh tranh cũng không phải là ít. Ừ, những đồng chí nhìn vào vị trí này nhất định là không ít. Nhưng Tề lão gia trước kia ở trong ủy ban chắc là còn có người quen. Người quen thì đương nhiên là có, nhưng tất cả đều rút lui rồi, đều già rồi, không mất thì cũng nghỉ hưu, đến giờ sức ảnh hưởng cũng không còn lớn nữa. Nhưng dù như thế nào việc này cũng phải ra sức làm. Đời này có lẽ là tôi chỉ lên đến vị trí này rồi lui về tuyến 2 thôi. Tôi thấy tiểu tử này có thể đi xa hơn, Tề Chấn Đào nói. Không thể nào, chú Tề. Thời hạn công tác của cán bộ cấp bậc giống như các chú có thể lên tới 65 tuổi. Chú Tề bây giờ mới có 60, vẫn có thể thăng tiến. Diệp Phàm nói. Khó lắm, vì ở cấp bậc của chú nếu muốn tiến thêm nữa thì khó như lên trời. Trừ phi phải có cơ vô cùng to. Đối với chuyện này, nhà họ Tề chúng ta cũng không chuẩn bị. Cho dù là thăng tiến thì vẫn phải gia nhập vào phe của người khác thì mới có cơ hội. Không có hy vọng người ta đưa chú lên, Tề Chấn Đào có lẽ rất thua thiệt. Chú Tề, tranh thủ một chút, lui về tuyến 2 không được, ít nhất là quay về bộ làm một phó bộ trưởng thường vụ vài năm nữa thì vẫn có thể. Đến lúc đó, chú cũng có thể giúp cho Tề Thiên đi lên có phải không? Chẳng hạn như, nhà họ Lam chính là đi lên bằng cách này. Lúc đó Chủ tịch Lam cũng đã nói với cháu, hiện giờ lên bộ làm thứ trưởng thường trực cũng là vì sau này giúp cho con trai Lam Tổn Quân có nhiều cơ hội thăng tiến. Diệp Phàm nói, muốn thì đương nhiên là muốn, chú cũng là ở đây được vài năm rồi, cũng sắp đến lúc phải đổi địa bàn rồi. Đổi địa bàn cháu nghĩ là đổi như thế nào, lại đến nơi khác làm chủ tịch tỉnh thì có ý nghĩa gì, còn đường lên làm bí thư lại không thể thực hiện được. Cho nên, quay về bộ chính là một cách, còn nữa, đó là đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dưỡng lão trước, đương nhiên cái gì nên tranh thủ tôi sẽ tranh thủ. Tề Chấn Đào này cũng không phải loại người hèn nhát, Tề Chấn Đào hừ nói, vẫn còn khí phách của một người lính kiên cường. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh mở cuộc họp các thành viên nội bộ. 11 đồng chí đều sắp xuống dốc đến nơi rồi. Trước bàn các vị đều có một tập tài liệu, đây là đề án tập đoàn Hoành Không làm. Đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bởi vì trong đó có đề cập đến khu Lục Loan, mà tỉnh sắp bắt đầu việc cải tạo khu Lục Loan. Cho nên, đưa phương án này lên thảo luận trước được không? Thực ra, phương án này thời gian trước đã bị bác bỏ rồi. Lúc đó đồng chí Diệp Phàm cũng hết sức phản đối phương án này. Nhưng không hiểu đồng chí Diệp Phàm có ý tưởng gì, không lâu sau lại muốn đưa phương án của mình lên một lần nữa. Ý kiến của các đồng chí tuy rằng có thể thay đổi. Nhưng tôi hy vọng các đồng chí có thể ổn định ý kiến của mình. Như vậy thì không hay lắm. Chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc bắt đầu bằng những lời có vẻ như đang phê bình sự thay đổi thất thường của Diệp Phàm. Hơn nữa, nhìn thái độ thì có vẻ như không ủng hộ phương án này. Diệp Phàm cũng hiểu, chuyện này trên thực tế là thủ đoạn của Chủ tịch tỉnh Khúc và Ninh Đại Lão. Đúng vậy, một số đồng chí không thể làm việc như đùa như vậy được. Không thể hôm nay nghĩ như thế nào thì làm. Ngày mai nghĩ lại làm kiểu khác. Làm đi làm lại không những làm khổ người khác còn cho người ta cảm giác không được tôn trọng. Khu Lục Loan đã sửa lại nhiều lần rồi, đã định phá rồi thì không nên sửa nữa. Cứ làm khổ chúng ta như vậy thì còn muốn làm việc không? Triệu Hướng Vân tích cực hưởng ứng, phối hợp với Chủ tịch tỉnh Khúc bổ đại đao về phía Diệp Phàm. Thật ra, quan hệ của Triệu Hướng Vân và Chủ tịch tỉnh Khúc cũng không phải thân thiết gì, chỉ là trong chuyện này thấy Khúc Chí Quốc phê bình Diệp Phàm. Triệu Hướng Vân thích thú, thêm dầu vào lửa chính là thế mạnh của hắn. Tôi muốn nói một chuyện,
việc này nội bộ tập đoàn Hoành Không đã thông qua rồi. Nhưng trên danh nghĩa lại là lấy danh nghĩa đại quy hoạch Hoành Không để báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hơn nữa, lúc trước đồng chí Diệp Phàm phủ định đề án lúc trước tại Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm lại đề án này. Vốn dĩ, đề án này cũng đã bị phủ quyết ở Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế chúng tôi rồi. Vậy mà đồng chí Diệp Phàm lại muốn đưa ra để thảo luận tiếp. Hơn nữa, đề án lần này đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn không hỏi ý kiến Ủy ban Quản lý, thậm chí còn chưa đưa lên Ủy ban Quản lý đã gửi lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là hành động gì vậy? Đồng chí Diệp Phàm đang làm chuyện sai quy định nghiêm trọng. Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế chính là cấp trên của tập đoàn Hoành Không. Chuyện lớn như vậy mà lại có thể không hỏi ý kiến Ủy ban Quản lý, đồng chí còn coi Ủy ban Quản lý ra gì nữa? Nếu như tất cả các xí nghiệp phía dưới đều học theo thì Ủy ban Quản lý còn có thể quản lý được ai nữa? Ủy ban Quản lý này thành lập ra còn có tác dụng gì nữa? Đây là đồng chí Diệp Phàm đang coi quyền lực của một bộ hai tỉnh ra gì? Đây là hành động mang tính ngạo mạn tự đại, Nhậm Thời Mãn liền mạnh mẽ tấn công. Đồng chí Thời Mãn, việc này tôi đã nói rồi. Sáp nhập khu Lục Loan là chuyện nội bộ của Hoành Không. Cho dù là đại quy hoạch Hoành Không trước kia cũng là tập đoàn Hoành Không quản lý, chuyện của nội bộ tập đoàn tôi cho rằng không cần phải thảo luận với Ủy ban Quản lý. Đưa khu Lục Loan vào không phải là trực tiếp đưa vào khu kinh tế mà là đưa vào tập đoàn Hoành Không. Cho nên, cách làm của tôi hợp lý hợp tình. Không phải Diệp Phàm tôi coi thường Ủy ban Quản lý mà Diệp Phàm tôi vẫn là chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý, không lẽ tôi coi thường quyền lợi của chính mình sao? Chuyện này phải làm rõ ràng. Đồng chí Thời Mãn ông chỉ trích tôi như vậy là không có căn cứ. Có phải tất cả mọi việc của tập đoàn Hoành Không ông đều muốn tham gia vào? Tôi thấy suy nghĩ này của ông mới là không được. Nếu ông muốn tham gia quản lý thì hay là giải tán tập đoàn Hoành Không đi rồi đổi Ủy ban Quản lý thành ban giám đốc tập đoàn Hoành Không. Nếu như một bộ hai tỉnh đồng ý lời nói của tôi thì Diệp Phàm tôi sẽ không nói hai lời, lập tức từ chức tất cả các vị trí ở tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm phản bác. Nếu mâu thuẫn đã không thể hòa giải được rồi, vậy thì phải theo cách của Ninh Chí Hòa. Trong chuyện này, Khúc Chí Quốc cũng không có cách. Đồng chí Diệp Phàm, cậu như vậy là có ý gì? Cậu đang làm bừa rồi đấy. Tôi nói muốn tham gia vào chuyện nội bộ của tập đoàn Hoành Không bao giờ. Trước kia tôi cũng đã nói, nếu khu kinh tế Hoành Không hoặc khu hoặc là có chuyện gì quan trọng liên quan đến khu kinh tế thì phải bàn bạc với Ủy ban Quản lý. Tôi đã nói là chuyện quan trọng chứ không phải là chuyện nội bộ của tập đoàn các cậu. Mà việc sáp nhập khu Lục Loan cũng liên quan đến toàn thể khu kinh tế. Nhập thêm một khu vực cấp phó bộ và chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên theo quy định thì phải bàn bạc với Ủy ban Quản lý khu kinh tế mới đúng. Nhậm Thời Mãn mặt trầm xuống. Ha ha, trước khi khu kinh tế còn chưa thành lập đại quy hoạch bao gồm Giang Hoa và Hạng Nam. Ngay khu hành chính cấp sở đều có thể đưa vào trong đại quy hoạch được thì tại sao một khu hành chính cấp phó sở lại không thể đưa vào được? Đây là đạo lý gì? Lẽ nào tập đoàn Hoành Không càng phát triển thì càng đi lùi? Diệp Phàm cười lạnh nói. Trước kia là lúc chưa thành lập khu kinh tế Hoành Không, hơn nữa, đại quy hoạch Hoành Không thật ra chính là hình thức ban đầu của khu kinh tế. Bây giờ có Ủy ban Quản lý, tập đoàn Hoành Không không thể lại đưa đại quy hoạch Hoành Không ra để nói. Không lẽ ban giám đốc tập đoàn Hoành Không còn giỏi hơn Ủy ban Quản lý ở trên sao? Đồng chí Diệp Phàm, cậu mới là người phải phân chia rõ ràng. Hơn nữa, phương án cậu đưa ra ngày hôm nay ở Ủy ban Quản lý đã bị bác bỏ, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phủ quyết rồi. Tôi thấy không cần thiết phải tranh cãi nữa. Chưa kể là lãng phí thời gian, còn khiến mọi người lưu lại ấn tượng làm việc dây dưa, không hiệu quả với chúng ta. Phó Chủ tịch tỉnh Thái Cường nói. Rõ ràng là trong chuyện này cũng theo phe của Khúc Chí Quốc. Ha ha, hai cuộc họp lần trước đã phủ quyết đề án này rồi. Đó là bởi vì đề án này không giống với đề án lúc đó. Lúc đó chỉ là sáp nhập khu Lục Loan vào khu kinh tế Hoành Không. Còn hiện giờ đề án có chút thay đổi, đó là sáp nhập khu Lục Loan vào đại quy hoạch Hoành Không. Thật ra chính là ban giám đốc tập đoàn Hoành Không và chính quyền tỉnh cùng nhau quản lý khu Lục Loan. Chủ yếu là trên một hệ thống cơ bản. Đó chính là khu vực quốc gia thí điểm đổi mới đồng bộ. Thật ra, chính là tiến hành thí điểm ở khu Lục Loan và đại quy hoạch Hoành Không. Mà việc này lấy khu Lục Loan làm chủ, còn đại quy hoạch Hoành Không đã có những bước cải cách đồng bộ ban đầu. Khu Lục Loan muốn học tập những kinh nghiệm quý báu này của đại quy hoạch Hoành Không. Cho nên, đề án lần này của đồng chí Diệp Phàm rất thích hợp với khu Lục Loan. Hơn nữa,
cũng cùng với Tôn Chỉ về cải cách đồng bộ của tỉnh. Khương Quân Sơn nói, đồng chí Quân Sơn, khu thí điểm cải cách đồng bộ ở tỉnh chứ không phải là ở tập đoàn Hoành Không. Ông đưa đại quy hoạch Hoành Không vào cải cách đồng bộ, điều này có phải là đã sai với dự định ban đầu của Quốc vụ viện? Hơn nữa, việc này, nói nghiêm trọng một chút thì đó chính là chui qua lỗ hổng của chính sách. Khu thí điểm tỉnh ở tỉnh, nếu không, cấp trên tại sao lại còn muốn phân chia phạm vi thí điểm? Nếu tất cả mọi người đều làm giống như tập đoàn Hoành Không thì tỉnh Thiên Vân chúng ta cũng có thể học theo đồng chí Quân Sơn để trở thành khu thí điểm. Phong Hồ Ninh đang nói thay cho chủ tịch tỉnh Khúc nên không hề khách khí. Chương 3486, thách thức uy quyền của chủ tịch tỉnh Khúc. Dù sao đã Khương Quân Sơn đã gây ra thách thức rất lớn đối với địa vị của Khúc Chí Quốc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ha ha, đồng chí Hồ Ninh, vừa rồi đồng chí Quân Sơn cũng không nói nhất định phải đưa đại quy hoạch Hoành Không vào trong khu thí điểm. Đại quy hoạch Hoành Không chúng tôi và khu Lục Loan chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau tham khảo. Hơn nữa, tuy rằng tỉnh là khu thử nghiệm, nhưng cũng không thể khẳng định khu thử nghiệm này không thể đưa vào các khu vực hoặc là những xí nghiệp liên quan. Nếu như cần thiết thì chính sách cũng có thể linh hoạt thay đổi chứ không nhất thiết phải cố định không đổi. Chẳng hạn như, nếu khu Lục Loan muốn phối hợp cùng với đại quy hoạch Hoành Không, chúng ta đương nhiên cũng không thể từ chối như vậy. Diệp Phàm cười nói, chủ đề hôm nay chính là bàn về việc sáp nhập khu Lục Loan vào đại quy hoạch Hoành Không. Các đồng chí ở cả hai bên cứ nói thoải mái. Nhưng khu kinh tế Hoành Không vừa mới đi vào hoạt động, mà đại quy hoạch Hoành Không hiện giờ thật sự đã sắp bị khu kinh tế thay thế. Từ một khu kinh tế còn non trẻ mà lại mở rộng ra đến tỉnh thành rồi, có phải là hơi mù quáng rồi không? Sự mở rộng mù quáng này sẽ đem đến cho khu kinh tế một loạt những rắc rối không cần thiết. Các đồng chí có nghĩ đến những vấn đề xảy ra sau này không? Còn nữa, có tạo thành ảnh hưởng nhất định đến khu kinh tế Hoành Không không? Những điều này là những vấn đề chúng ta phải thực sự đối mặt. Đối với chuyện lớn như vậy, mọi mặt đều phải nghĩ cho chu toàn. Đây chính là vấn đề liên quan tới khu kinh tế mấy triệu người dân. Liên quan đến sự phát triển của khu kinh tế, mỗi người trong chúng ta ngồi đây đều không muốn nhìn thấy khu kinh tế vì chút nguyên do mà bị thiệt hại. Khúc Chí Quốc nói, quan điểm rõ ràng là không ủng hộ. Tôi không ủng hộ đồng chí Diệp Phàm làm đề án này. Nhậm Thời Mãn phản đối trước tiên. Trước mắt mà nói quan trọng nhất vẫn là phát triển bản thân, không nên quá vội vàng. Thái Cường nói. Cuối cùng thì vẫn biểu quyết. Diệp Phàm, Khương Quân Sơn, Yến Nguyệt, Lưu Minh Nguyệt, Cái Thiệu chung ủng hộ đề án của Diệp Phàm. Nhưng có 5 trong 11 thành viên trong ban của Khúc Chí Quốc là Nhậm Thời Mãn, Triệu Hướng Vân, Phong Hồ Ninh, Thái Cường tỏ vẻ phản đối chuyện sáp nhập khu Lục Loan vào đại quy hoạch Hoành Không. Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Sảng bỏ phiếu trắng. Diệp Phàm vì không được một nửa nên đề án không thể được thông qua. Nhưng sự phản đối của phía Khúc Chí Quốc cũng không đạt quá một nửa. Cuối cùng, tuy rằng đề án này không thể được thông qua. Nhưng đề án này cũng không bị phủ quyết như vậy, chỉ có thể nói là tạm thời gác lại, sau này bàn tiếp. Đối với kết quả này, Khúc Chí Quốc đương nhiên là không hài lòng. Việc này vô hình chung lại cổ vũ cho thế lực của Khương Quân Sơn. Làm cho Khúc Chí Quốc cảm thấy địa vị không còn vững chắc như trước. Trước kia có thể nắm trong tay tuyệt đối Ủy ban Nhân dân này. Hiện tượng này tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Nói cách khác, Khúc Chí Quốc dùng cách gì để có thể cầm lái được lại Ủy ban Nhân dân tỉnh? Diệp Phàm hắn muốn làm gì đây? May mà trước đây Chủ tịch tỉnh Khúc còn cưng chiều hắn, muốn giúp đỡ thì giúp đỡ, muốn cái gì được cái đó. Bây giờ thì hay rồi, tự nhiên lại mất một người ủng hộ vững chắc như vậy. Tôi thấy hắn ta hồ đồ rồi. Bây giờ thành ngọn cỏ cạnh tường, tự nhiên lại có được sự ủng hộ của Khương Quân Sơn. Khương Quân Sơn cho được hắn cái gì, hắn đến đây mới được bao lâu? Phong Hồ Ninh vào trong phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh Khúc bất mãn nói. Cậu ta không hồ đồ mà rất tỉnh táo. Chính vì tỉnh táo nên mới làm như vậy. Khúc Chí Quốc âm trầm nhìn Phong Hồ Ninh, nói, Lão Ninh, ông nghĩ xem, trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta lại thay đổi suy nghĩ là vì sao? Lẽ nào hắn thật sự làm cùng với Khương Quân Sơn? Phong Hồ Ninh sửng sốt nói. Hai người họ muốn làm cùng nhau sẽ không dễ dàng như vậy. Trong đó phải có người thứ ba làm trung gian. Khúc Chí Quốc hừ lạnh một tiếng. Chắc chắn là có, nếu không làm sao có thể chưa đến 10 ngày đã thay đổi. Hơn nữa còn thay đổi rất nhiều. Việc này có thể là do trong khu kinh tế có khúc mắc. Ví dụ như khi Diệp Phàm và Nhậm Thời Mãn mâu thuẫn chính là khởi đầu.
Khi Nhậm Thời Mãn đưa chuyện Diệp Phàm nói lên tỉnh, việc này Bí Thư Đường đã tự giải quyết, trong cuộc họp vừa rồi Nhậm Thời Mãn không phải là trực tiếp đối đầu với Diệp Phàm. Đây là họp Ủy ban Nhân dân tỉnh chứ không phải là họp Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế, nhưng trái lại rất thú vị. Phong Hồ Ninh nói, phía dưới là chuyện nội bộ của bọn họ, mâu thuẫn của Diệp Phàm và Nhậm Thời Mãn sẽ không ảnh hưởng đến ý tưởng của Diệp Phàm. Hơn nữa trong đó còn có Khương Quân Sơn đứng đầu là bên thứ ba. Khúc Chí Quốc hừ nói, tôi hiểu rồi, chắc chắn là người đó. Phong Hồ Ninh chấn động nói, việc này nói tới vẫn tương đối phức tạp, có vài mức độ. Xung đột giữa Diệp Phàm và Nhậm Thời Mãn là mức độ thấp. Mà Ủy ban Nhân dân tỉnh thì tôi và Khương Quân Sơn có chút bất đồng, mà ở tỉnh ủy còn có một mức độ. Khúc Chí Quốc nói, thật ra, tôi nhìn ra Diệp Phàm chỉ là một chiếc bánh quy có nhân, việc này chưa chắc đã là ý của cậu ta. Không phải ý của hắn nhưng bây giờ cũng thành ý của hắn rồi. Đối với loại người không biết phân biệt như vậy tôi thấy cũng không cần thiết phải nể mặt hắn. Hắn cũng không nể mặt ông thì ông còn chú ý đến hắn làm gì. Việc hôm nay nếu như thành công thì sẽ là thắng lợi lớn của Khương Quân Sơn. Sau này chúng ta làm sao có thể sống yên ổn ở ủy ban. Tôi thấy lần này hay là mượn lực lượng của Nhậm Thời Mãn một lần. Phong Hồ Ninh hừ lạnh. Mượn Nhậm Thời Mãn, Khúc Chí Quốc nhắc lại một câu, nhíu mày. Đúng vậy, đồng chí Quang Hùng không phải đang xử lý chuyện của Diệp Phàm sao? Nghe nói Diệp Phàm một chút cũng không nhận sai, lại còn tranh luận với Đường Quang Hùng. Hơn nữa, nghe nói Diệp Phàm còn khá cứng đầu, ngay cả bản kiểm điểm cũng không muốn viết, ý của Đường Quang Hùng là phải nghiêm túc xử lý Diệp Phàm. Đến lúc đó, Chủ tịch tỉnh Khúc ông nói vài câu, việc xử lý Diệp Phàm này có thể thực hiện rồi. Tới lúc đó tôi xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Hiện giờ tập đoàn Hoành Không toàn toàn nằm trong tay Diệp Phàm. Tôi cảm thấy cái chức chủ tịch tập đoàn Hoành Không này có nên sắp xếp tiếp người tiếp không? Còn nữa, Nhậm Thời Mãn tuy rằng là thường ủy nhưng hiện giờ dường như còn không nắm được toàn bộ ủy ban quản lý khu kinh tế. Tình hình này càng khiến cho Diệp Phàm vinh váo, kiêu ngạo hơn. Bây giờ lại còn muốn kết hợp với Khương Quân Sơn để chống lại chủ tịch tỉnh Khúc ông. Tôi thấy hắn ta đúng là quá quát lắm rồi. Phong Hồ Ninh nói. Ha ha, có người muốn mượn lực của Khương Quân Sơn, nhưng hiện giờ hội nghị thường ủy tỉnh phức tạp hơn so với trước kia nhiều. Đồng chí Đường Quang Hùng không nên tùy ý tới đó để làm bừa. Khúc Chí Quốc cười. Đúng vậy, cục diện ủy ban tỉnh ủy đã thay đổi rất nhiều rồi. Phong Hồ Ninh thở dài. Buổi tối, Diệp Phàm tới nhà họ Ninh. Sao rồi, chuyện sáng nay trong lòng không thoải mái hả? Ninh Chí Hòa cười nói, đi pha trà tiếp. Xin lỗi chú Ninh, sức cháu có hạn. Việc này ở bên dưới cháu còn có cách thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh không phải là do cháu quản lý, việc này không thành công. Diệp Phàm nói, ha ha, không có gì, tuy rằng không thành nhưng cũng không bị phủ quyết đúng không? Ninh Chí Hòa thản nhiên. Như vậy có phải là vẫn không có cách nào giúp được khu Lục Loan? Diệp Phàm nói, đừng nóng vội, có một số việc vẫn còn có cách. Ninh Chí Hòa ngược lại còn gọi Diệp Phàm tới an ủi, đúng rồi, cháu với đồng chí Thời Mãn rốt cuộc tại sao lại như vậy? Diệp Phàm đành phải thành thật kể lại. Hai, cháu xem, người này thật là xấu tính. Thật ra việc này, chuyện đề án của cháu đưa ra đã được thông qua khiến cho Nhậm Thời Mãn tức giận đập bàn hai cái cũng không sao đúng không? Dù nói thế nào thì ông ta cũng là lãnh đạo, ông ta dù có đập bàn như thế nào cũng không thể thay đổi được tình hình. Diệp Phàm cháu vẫn là người thắng. Đến lúc đó ông ta muốn nói gì cũng khó. Cháu làm như vậy thì rơi vào hoàn cảnh bị động tương tự rồi. Cháu vốn là muốn nhịn, nhưng chú cũng hiểu tính xấu của cháu. Ông ta đập hai cái thì cháu cũng phải đập lại một cái để ra vẻ có đúng không? Diệp Phàm nói. Để chú nói cho cháu nghe cái gì là đúng. Nhưng sau đó Đường Quang Hùng gọi cháu đến bắt viết kiểm điểm thật ra cũng không có gì. Viết thì viết thôi, nói bí thư cho cháu làm một bản đơn giản thôi. Việc này cháu đều làm không được, dù sao cũng dưới Đường Quang Hùng một bậc đúng không? Ninh Chí Hòa nói. Nhưng cháu cảm thấy ông ta bắt đầu đã có thành kiến với cháu. Dựa vào cái gì mà chưa hiểu sự thật đã chỉ trích cháu là không đúng. Lẽ nào làm lãnh đạo thì đều đúng cả, dù họ sai cũng thành đúng. Việc này bảo cháu thừa nhận thì cháu không làm được. Viết kiểm điểm cũng như vậy, viết thì chính là thừa nhận mình sai rồi. Chuyện hôm đó là do Nhậm Thời Mãn sai trước. Sau đó là cháu sai. Nếu viết thì cả hai đều phải viết. Diệp Phàm hừ nói. Thôi, việc này đồng chí Thời Mãn đúng là cũng có chỗ không đúng. Nhưng,
Ông ta dù sao cũng là lãnh đạo của cháu, phải biết tôn trọng lãnh đạo mà. Cháu chỉ viết bản kiểm điểm thôi, không lẽ mất mặt sao? Chuyện này thật ra đối với người ngoài mà nói thì càng nói càng thể hiện trí tuệ của Diệp Phàm cháu thôi. Ninh Chí Hòa nói. Không viết, chú Ninh yêu cầu cháu viết cháu cũng không viết, cháu cho Đường Quang Hùng xử lý là được rồi. Việc này nếu ông ta muốn xử lý cháu thì phải đưa ra lý do chính đáng. Nếu không thì cháu tuyệt đối không đồng ý. Diệp Phàm sụ mặt. Cháu xem, đừng làm bừa. Phải tôn trọng lãnh đạo. Ninh Chí Hòa nghiêm túc phê bình Diệp Phàm. Sau đó Ninh Chí Hòa cũng không nói tiếp về chuyện này nữa. Sau khi nói chuyện về khu kinh tế Hoành Không một chút, Diệp Phàm liền lên chuyến bay đêm bay đến thành phố Thủy Châu, tỉnh Nam Phúc. Đến Thủy Châu đã là 8 giờ 30 tối. Vừa xuống máy bay liền nhận ra Tề Thiên đang đứng trước một chiếc xe Jeep. Còn Lô Vĩ thì đang ở một bên xe hút thuốc. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đi từ cửa khách quý ra, Tề Thiên đã cười cười chạy tới, từ rất xa đã gọi lão đại lão đại. Tiểu tử, cũng không chú ý một chút, cũng thiếu tướng rồi còn lão đại lão đại. Nếu người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Diệp Phàm liền gõ một cái vào đầu hắn. Sợ cái gì, em gọi lão đại của em, ai có ý kiến thì nói đi. Sẽ biết thế nào là Tề Thiên nổi giận. Tề Thiên cười hề hề nói. Anh Diệp, lại gặp rồi. Lô Vĩ thì có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều rồi. Vĩ tử, nghe nói là bây giờ lại sắp thăng chức rồi đúng không? Diệp Phàm cười nói. Chương 3487, liên lụy. Thăng chức, khó lắm. Khuôn mặt vui vẻ của Lô Vĩ đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt có chút khổ tâm. Sao, không lẽ Tề Thiên nói dối? Diệp Phàm nhìn Tề Thiên một cái. Anh Diệp, thật ra việc này lúc trước thì có hy vọng. Phó giám đốc thường trực sở tỉnh 2 tháng trước đã đi rồi. Việc này Vĩ tử cũng luôn ra sức làm, vốn là đang có chút hy vọng. Nhưng bây giờ không được rồi, Vĩ tử bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Tề Thiên chua xót. Trưởng ban Lô, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Diệp Phàm chấn động, vội hỏi. Chúng ta vào xe rồi vừa đi vừa nói. Anh Diệp, việc này nói thì rất phức tạp, trong đó còn liên quan một chút đến việc cạnh tranh ở tỉnh. Cô của em đã bị liên lụy. Lô Vĩ hơi nổi giận. Liên lụy, nói vậy là bị oan. Diệp Phàm hỏi. Về phương diện trách nhiệm lãnh đạo thì phải thừa nhận. Lô Vĩ nói. Rốt cuộc là có chuyện gì, tiểu tử đừng có lấp lửng nữa, nói rõ đi. Diệp Phàm hơi nổi nóng. Nhà họ Lô có ơn với mình, Diệp Phàm là người biết trả ơn. Hơn nữa, tập đoàn bàn đế của anh trai mình cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ nhà họ Lô. Cho nên, chuyện này đương nhiên là không thể không quan tâm. Anh Diệp. Anh cũng biết cô trước kia là thư ký trưởng của tỉnh ủy, sau đó lại giữ chức trưởng ban tổ chức. Chức bí thư tổ chức này bác cũng đã làm nhiều năm rồi, lần này có cơ hội tới. Phó bí thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong đều đi rồi mà không có ai đến thay. Hơn nữa, lần này cấp trên có chính sách là phải trọng dụng cán bộ nữ, đề cao địa vị của phụ nữ. Vô hình chung cô em có ưu thế hơn những người khác. Qua quá trình sang lọc, cuối cùng có 3 người trở thành những người tranh đấu cuối cùng. Một người hiện là thư ký trưởng của tỉnh ủy Nhậm Thành Thiên, một người là người ngoại tỉnh tên là Cung Khách Đông, giữ chức trưởng ban tổ chức ở Chiết Ninh. Đương nhiên, nghe nói thì là như vậy, tình hình thực tế là như thế nào thì bọn em cũng không thể nắm rõ. Trong cuộc đua này đã có người chơi xấu, cô trước kia là trưởng ban tổ chức, số cán bộ qua tay cô cũng không ít. Cô còn bổ nhiệm một số cán bộ quan trọng, cũng cái tên Hứa Lâm do chính là phó thường vụ sở tỉnh lập nên đó xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn. Lô Vĩ bình tĩnh. Cầu lớn Cùng Phúc bị sập 3 chiếc xe thì chết 5 người, còn 10 mấy người bị thương. Qua điều tra thì chất lượng có vấn đề nghiêm trọng. Mà lúc đó cây cầu là do Hứa Lâm trực tiếp phê duyệt, hơn nữa bao thầu còn là em họ Lâm nhất danh của hắn. Tên họ Lâm này cuối cùng không thoát được đã thật sự thú nhận. Ngay cả anh họ Hứa Lâm của hắn cũng bị hắn khai ra. Nhưng sau khi Hứa Lâm bị khai ra thì đã có người âm thầm công kích người lúc đó đã đề cử Hứa Lâm. Mà Hứa Lâm thì như phát điên cắn người bừa bãi, nói là lúc trước để ngồi lên vị trí này đã từng hối lộ cho trưởng ban Lô. Đương nhiên, Hứa Lâm sẽ không trực tiếp tặng quà mà là em họ Lâm nhất danh của hắn đưa, lại đổ lên tên Lâm nhất danh. Mà tên Lâm nhất danh còn nói là lúc trước cầu lớn Cùng Phúc có thể được phê duyệt cũng là do bộ trưởng ra tay. Tề Thiên nói, trưởng ban Lô là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, có liên quan gì đến việc phê duyệt xây dựng cây cầu này? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Bởi vì cầu Cùng Phúc ở phía sau thành phố là một thị xã.
ngày trước sau khi anh công tác ở tỉnh Nam Phúc, thành phố còn chưa là một thị xã. Rồi sau đó bí thư thành ủy Tằng Thiệu Lâm từng là cấp dưới của bộ trưởng, hơn nữa quan hệ với bộ trưởng cũng rất tốt. Nghe nói cũng là do trưởng ban lô đề bạt lên, mà lúc trước khi xây dựng cầu Cùng Phúc thì tiền đầu tư đạt tới hơn 1 tỷ. Cây cầu đó đúng là một cái bánh thơm, mấy nhà có thực lực xây dựng trong tỉnh đều thèm muốn. Chỉ dựa vào một thị xã sau thành phố thì không thể có được nhiều kinh phí như vậy, mà số tiền đó có một nửa là do Hứa Lâm làm ra. Nhưng Tằng Thiệu Lâm lúc ấy không đồng ý giao cây cầu cho tên Lâm Nhất Danh. Làm cho lúc đó mọi người còn tranh cãi một thời gian dài. Nhưng lúc đó Tằng Thiệu Lâm vẫn chỉ là một bí thư. Lâm Nhất Danh và Hứa Lâm đều thừa nhận là bộ trưởng đã ra mặt. Cuối cùng Tằng Thiệu Lâm cũng chính thức đồng ý, và cầu Cùng Phúc cuối cùng cũng được giao cho Lâm Nhất Danh. Mà Lâm Nhất Danh để cảm ơn bộ trưởng đã tặng cho trưởng ban lô hơn 10 vạn nhân sâm. Tề Thiên nói. Trưởng ban lô nói như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Trưởng ban lô đương nhiên là kiên quyết phủ nhận chuyện này, nói lúc trước đề bạt Tằng Thiệu Lâm là vì ông ta xuất sắc, thành tích và lý lịch đều đạt. Chuyện đó không liên quan gì đến chuyện cầu Cùng Phúc. Hơn nữa, trưởng ban lô cũng kiên quyết phủ nhận đã nhận nhân sâm của Lâm Nhất Danh. Tề Thiên nói. Việc này đã liên quan tới vấn đề cán bộ. Nhất định là do Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm, có phải do Hạ Hải Vĩ phụ trách vụ này? Diệp Phàm hỏi. Không phải, Lô Vĩ lắc đầu. Vậy do ai phụ trách? Diệp Phàm hỏi. Do Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Ủy Tôn Vân phụ trách. Lô Vĩ nói. Chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn liên quan đến một thường vụ tỉnh ủy, ít nhất cũng phải do Phó Bí thư thường vụ Ủy ban Kỷ luật Hạ Hải Vĩ đứng ra thì mới có thể đủ khả năng phụ trách. Hơn nữa, theo lẽ thường thì việc này phải do Ủy ban Kỷ luật phái người mới đúng. Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái một phó bí thư phụ trách một vụ án lớn như vậy có phải là quá cầu thả không? Hơn nữa, cũng không hợp với lẽ thường. Diệp Phàm nói. Việc này anh có thể vẫn không biết, bí thư Ủy ban Kỷ luật bây giờ là Hướng Đông Phương. Người này cũng đối đầu với bí thư Hạ. Hiện giờ Hải Vĩ sống cũng không dễ chịu gì, tuy rằng có bí thư Đoạn Hải Thiên giúp đỡ. Nhưng dù sao thì bí thư Đoạn cũng công tác ở bên đảng ủy, rất nhiều chuyện không thể nhúng tay vào. Còn Hướng Đông Phong cũng khá là có thế lực, hắn làm việc thích làm một mình, mà trước kia bí thư Hạ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất mẫu mực, vẫn là bí thư Thiết Thác còn tại vị. Hướng Đông Phong có lẽ là đố kỵ, cho nên sau khi lên hắn luôn chèn ép bí thư Hạ. Bí thư Hạ tuy rằng bây giờ đã là chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng trên thực tế đã bị gạt ra rìa rồi. Quyền lực trên thực tế còn không bằng phó bí thư Tôn Vân. Hơn nữa, còn có người nói bí thư Hạ có quan hệ rất tốt với trưởng ban lô, không thích hợp phụ trách vụ này. Phải cử người khác để tránh nghi ngờ. Cho nên, việc này ở trong Ủy ban Kỷ luật bí thư Hạ hoàn toàn là người ngoài, muốn nghe tin tức cũng không cách nào làm được. Lô Vĩ nói. Hướng Đông Phong muốn làm gì? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Nhưng trưởng ban lô thì đâu? Tôi muốn gặp và nói chuyện với bà ấy một chút. Không gặp được, Lô Vĩ căm phẫn lắc đầu. Không gặp được là sao? Vụ này đã kết án rồi, đã thẩm lý và xét xử rồi. Diệp Phàm hỏi. Đã báo lên Ủy ban Kỷ luật, cấp trên phái chủ nhiệm Vương Phong xuống phụ trách vụ này. Mà Tôn Vân là nhân viên tham gia phối hợp chủ lực. Ngay cả bí thư Hạ muốn gặp trưởng ban Lô một chút cũng đều không được. Người nhà họ Lô cũng triển khai hoạt động, nhưng Tôn Vân và Vương Phong kẻ sướng người họa không cho gặp. Bây giờ ngay cả cô bị giam ở đâu đều không thể biết được. Bọn họ rất quỷ quyệt, em cũng đã âm thầm đi điều tra, nhưng cũng không điều tra ra nơi giam giữ. Lô Vĩ nói. Thật ra, về Hạ Hải Vĩ cũng có người nói là thế lực quá mạnh, Hương Đông Phương muốn ngăn chặn ông ta. Nếu không vụ này sẽ không giao cho Hạ Hải Vĩ phụ trách. Tề Thiên nói. Vương Phong là ai? Diệp Phàm hỏi. Phó chủ nhiệm trong phòng giám sát thứ 7 trong 8 phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật. Phạm vi trách nhiệm gồm có chính là mấy tỉnh chúng ta. Lô Vĩ nói. Người này chúng ta lại không có một chút quan hệ nào. Như vậy đi, tôi gọi điện thoại hỏi Lý Long một chút rồi nói tiếp. Diệp Phàm nói xong xe cũng đã tới Diệp Phủ Sở Thiên Các. Vừa đi vào Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lý Long. Lý Long là chủ nhiệm thứ 2 trong 8 phòng giám sát. Sau khi nghe xong Diệp Phàm kể lại sự tình, Lý Long nói. Tôi hiện giờ phụ trách phòng giám sát thứ 2 chủ yếu là giám sát các cơ quan tài chính. Tuy rằng tôi và đồng chí Vương Phong cùng là chủ nhiệm ở Ủy ban Kỷ luật nhưng các phòng giám sát đều có công việc của mình. Hơn nữa, nếu vụ án không liên quan đến phòng giám sát khác thì không thể can thiệp vào.
Đây là quy tắc. Điều này cũng không phải quan trọng, điều quan trọng nhất là quan hệ của tôi và đồng chí ở phòng 7 cũng không tốt lắm. Vụ án liên quan đến cán bộ cấp cao như vậy, cho dù tôi đến chào hỏi thì họ cũng sẽ không để ý tới. Ngược lại càng là cho bọn họ khó chịu, nếu có người khó chịu còn mang chuyện này ra nói. Chúng tôi rất nghiêm mật trong vấn đề này. Tôi chỉ muốn gặp Lô Minh Châu mà thôi, cũng không có ý gì khác. Hơn nữa, theo trực giác tôi cảm thấy Lô Minh Châu rất có khả năng là bị oan. Nhà họ Lô cũng không thiếu tiền, có tài sản đến 20-30 triệu, không cần thiết phải làm việc này vì hơn 10 vạn như vậy. Còn về tại sao lại có chuyện này thì có lẽ không phải không liên quan đến cuộc tranh đua chức vị phó bí thư tỉnh sau khi đồng chí Nạp Lan chuyển đi. Việc này cho dù là oan hay không oan, tôi đều phải điều tra một chút. Nếu Lô Minh Châu thật sự cầm, tôi cũng không nói gì. Hiện giờ vụ án là do mọi người ở trên điều tra, phía dưới căn bản là không làm gì được. Mà Lô Minh Châu là nhân vật mấu chốt, tôi sợ bà ta ở trong đó có thể bị đối xử không công bằng. Diệp Phàm nói. Nếu việc này không liên quan đến chuyện chúng tôi phá án ở bên trên thì là công bằng. Đương nhiên bởi vì cũng không phải là không có nguyên nhân. Làm việc ở ủy ban kỷ luật cũng không phải là thần tiên, bọn họ cũng có thất tình lục dục. Đương nhiên tình trạng này là rất ít. Như vậy đi, tôi gọi điện thoại thử xem sao rồi sẽ nói lại với cậu. Lý Long nói xong liền cúp máy. Diệp Phàm ra uống trà chờ điện thoại. Mười mấy phút trôi qua, cha của Lô Vĩ, cũng chính là chủ nhà họ Lô hiện giờ Lô Bạch Vân, lão nhị của nhà họ Lô Lô Đông Phong và những người nhà họ Lô đang làm việc ở các bộ và ủy ban trung ương vội tới sở thiên các của Diệp Phàm. Chắc chắn là Lô Vĩ đã gọi điện thoại. Đương nhiên, Lô Minh Châu bị giam giữ bí mật khiến cho cả nhà họ Lô giống như bị đặt trên đống lửa. Lô Minh Châu chính là người nhà họ Lô có chức vị cao nhất trong quan trường, bà ta tuyệt đối không thể bị đánh ngã. Sắc mặt người nhà họ Lô đều không khó coi lắm. Nhưng sau khi Diệp Phàm lên tiếng mời bọn họ ngồi xuống uống trà, bọn họ cũng ngượng ngùng mở miệng thúc giục. Chương 3488, ông đây xuống dưới là để đốc thúc. Đương nhiên, Lô Húc Thăng luôn hướng ánh mắt về phía Lô Vĩ, điều này Diệp Phàm đương nhiên cũng biết. Trong khoảng thời gian này các anh chắc chắn đang âm thầm triển khai điều tra, vậy đã điều tra ra được tình hình gì hữu dụng hay chưa? Diệp Phàm hỏi Lô Bạch Vân. Việc này do Vĩ Tử phụ trách. Lô Bạch Vân nói. Chúng tôi cũng hoạt động rồi, nhưng hình như tiền không phải là vấn đề chính đối với việc này. Đúng vậy, ở thủ đô tôi cũng nghe ngóng từ nhiều nguồn rồi. Nhưng Ủy ban kỷ luật TW phá án căn bản là chúng ta không có khả năng nghe được. Hơn nữa, việc này bọn họ rất giữ bí mật, chúng ta không thể xuống tay được. Lô Húc Thăng nói. Trong nhà Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh thì sao? Diệp Phàm hỏi. Hai người bọn họ đều bị giam giữ bí mật, không tìm thấy người đâu cả. Tìm người nhà bọn họ thì cũng nói là không biết chuyện gì, phỏng chừng việc này người nhà bọn họ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Lô Húc Thăng nói, tôi đã thử qua biện pháp đặc thù, thậm chí sắp xếp người bí mật dùng hình, nhưng hỏi thì cũng không biết, chắc là không biết thật. Lô Vĩ gật đầu. Nửa giờ trôi qua, điện thoại của Diệp Phàm vang lên, hắn liền đi vào nhà vệ sinh. Anh Diệp, việc này không có cách nào, Vương Phong không dàn xếp. Về sau tôi lại gọi điện cho phó trưởng ban quản lý giám sát Lan Tiềm. Sau đó còn bị ông ta phê bình vài câu, bảo tôi hãy làm tốt việc của mình là được, đừng có quản chuyện của người khác. Lý Long có chút buồn bực. Từ sau khi Ký Khiếu Phong qua đời, Lý Long có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm phòng hai còn là vì một số người nể mặt Ký Khiếu Phong mới được như vậy. Người đi trà lạnh, tuy nói không phải tuyệt đối chính xác, nhưng sau khi Ký Khiếu Phong qua đời, trong Lý gia đã không có người đủ năng lực để đứng ra đối phó. Mà người nhà Lý gia cũng không giàu có, hiện tại Lý Long còn phải dựa vào Diệp Phàm. Lúc trước Ký Khiếu Phong cưỡng chế con trai bái Diệp Phàm làm anh nuôi, cũng không phải không suy nghĩ đến nhân tố này. Người này thật đúng là cổ lỗ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Việc này thật ra cũng có căn do, Lan Tiềm đến hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở chức phó trưởng ban, vẫn chưa được lên trưởng, ông ta băn khoăn điều này cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi cảm thấy Lan Tiềm muốn từ vụ án này xây dựng được danh tiếng hay không. Nếu thật sự có thể hoàn thành được vụ án này, thì đối với Lan Tiềm mà nói đây cũng là một cơ hội. Cho nên, ông ta không cho phép người ngoài nhúng tay vào. Lý Long nói, việc này cậu cố gắng hết sức là được, không sao cả, tôi nghĩ cách khác. Diệp Phàm nói, việc này sau khi tôi gọi điện báo cho Nhất Độ một lần rồi, anh ấy nói sẽ nghĩ cách.
Có lẽ không lâu nữa anh ấy sẽ gọi điện đến thôi. Lý Long nói. Hai, cậu thật có tâm. Diệp Phàm thở dài. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Phí Nhất Độ gọi điện báo. Lan Tiềm Thất sự cứng nhắc, thái độ kiên quyết không cho người nhúng tay vào. Tuy nhiên, tôi có một biện pháp khác. Phí Nhất Độ cười nói. Ồ, cậu cũng nhiều biện pháp nhỉ. Diệp Phàm nói. Bảo họn họ trực tiếp cho anh gặp Lô Minh Châu bọn họ không chịu, nhưng sau tôi tìm được người. Không phải anh còn kiêm chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an nữa sao? Cho nên, bắt tay vào làm từ điểm này, anh hoàn toàn có thể đi hỗ trợ bọn họ phá án. Hơn nữa, cấp bậc anh cao, sau khi đến có đủ tư cách để bãi bình. Ngay cả Vương Phong nhìn thấy anh cũng phải khách khí đôi chút. Phí Nhất Độ cười nói. Làm thế nào tôi liên hệ được với bọn họ? Diệp Phàm hỏi. Việc này Ủy ban Kỷ luật Quốc gia đã phát chiếu lệnh với Bộ Công an rồi. Phỏng chừng muộn nhất là tối ngày mai Bộ sẽ thông báo cho anh. Đến lúc đó, Bộ sẽ nói với anh phương thức liên hệ. Phí Nhất Độ nói. Tuy nhiên, chuyện lần này tôi đã nói với ba. Nhưng, xin lỗi, còn đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì, cậu không bán tôi đi đấy chứ? Diệp Phàm hỏi. Thật ra cũng là chuyện về chú Phương Thành, ba đồng ý rồi, cho nên đã gọi điện thoại. Hơn nữa, có thể anh không biết, chuyện của Lô Minh Châu ba đã chú ý. Lúc trước chú Mãn Thiên ở Nam Phúc, trưởng ban Lô có ủng hộ công tác của chú ấy. Cho nên, việc này, chú Mãn Thiên đã nói với cha tôi rồi, tuy nhiên việc này cũng không dễ trực tiếp làm. Lần này anh chịu ra mặt thì có thể tìm được một điểm đột phá. Phí Nhất Độ nói. Xem ra, tôi đã làm việc mù quáng rồi. Dù tôi không ra mặt thì các cậu chắc cũng không thể nhìn Lô Minh Châu bị người ta bắt đi có đúng không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, có lẽ vậy, nhưng mà, cũng không chắc. Có những việc liên lụy quá nhiều, ngay cả cha tôi cũng khó mà giải quyết được có đúng không? Phí Nhất Độ cười gượng một tiếng. Cái này cũng tốt, tôi thấy các cậu giải quyết phiền toái còn nợ các cậu một ân tình. Ở đây thật khó để nói. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, hai nhà chúng ta là quan hệ gì chứ? Phí Nhất Độ cười gượng. 9 giờ sáng hôm sau. Trên bộ rốt cuộc cũng gửi thông báo xuống. Diệp Phàm sau khi nhận được thông báo, liền đi thẳng đến Ủy ban Kỷ luật. Hướng Đông Phương vẻ mặt giải quyết việc chung tiếp đón Diệp Phàm. Hơn nữa, còn nói một số việc cần chú ý. Không lâu sau, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tôn Vân đi đến. Sau khi Hướng Đông Phương nói xong, Tôn Vân liền dẫn Diệp Phàm ngồi lên xe đi thẳng đến địa điểm giam giữ bí mật. Không lâu sau, xe được lái vào bảo tàng tỉnh. Đám người này cũng thật biết làm, không ngờ lại giam người ở trong bảo tàng của tỉnh như vậy. Diệp Phàm rốt cục đã nhìn thấy Vương Phong, người này khá gầy gò, còn đeo đôi mắt kính dày cộp. Tôn Vân giới thiệu xong đám người Diệp Phàm, Vương Phong tiến đến bắt tay khá khách khí, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Trợ lý Diệp, hoan nghênh cậu gia nhập tổ điều tra của chúng tôi. Tổ điều tra chúng tôi rất cần những người có năng lực phá án như cậu. Tuy nhiên, trợ lý Diệp chưa trải qua công tác ở Ủy ban Kỷ luật. Mấy mục kỷ luật trong công tác phá án của Ủy ban Kỷ luật tôi sẽ nói cụ thể với cậu. Vương Phong thật không khách khí, trực tiếp coi Diệp Phàm đến đây là để hỗ trợ. Không coi Diệp Phàm là lãnh đạo đến, thậm chí còn có chút coi thường. Diệp Phàm hiểu, Vương Phong đây là đang nhắc nhở mình. Trong vụ án này là việc của ông ta, còn mình tuy cấp bậc cao nhưng cũng không thể làm chủ ở đây được. Cái này thì không cần phải nói nữa, công an chúng tôi phá án cũng hiểu được cái gì là kỷ luật. Nếu cả điểm ấy mà cũng không rõ thì có lẽ bộ cũng không cử tôi xuống đâu. Diệp Phàm có chút tức giận. Đồng chí Diệp Phàm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu về việc này. Vụ án này không phải là nhỏ, liên quan đến cán bộ cao cấp, chỉ cần có chút vô lễ là sẽ phiền phức to. Hơn nữa, Ủy ban Kỷ luật chúng tôi trước giờ đều thận trọng và nghiêm túc trong phá án. Ý của ông là tôi không thận trọng nghiêm túc à? Diệp Phàm cười lạnh nhìn Vương Phong. Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu và những đồng chí trong Ủy ban Kỷ luật của chúng tôi về phong cách và quy củ phá án mà thôi. Vương Phong đây là đang cảnh cáo Diệp Phàm, nơi này là địa bàn của ông ta, đến đây phải tuân thủ quy tắc. Phong cách của các ông thì tôi biết từ lâu rồi, tôi còn hiểu rõ hơn cả ông cơ. Việc này không cần nói nữa, hiện tại chúng tôi sắp bắt đầu công việc rồi. Tôi rất bận, không muốn một vụ án mà kéo dài đến mấy năm. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đương nhiên là không nể mặt ông ta rồi. Đồng chí Diệp Phàm,
đây là cậu đang trách ủy ban kỷ luật chúng tôi phá án câu giờ đúng không? Vương Phong hiển nhiên cũng tức giận, khẩu khí nặng lên không ít. Đừng có mở miệng là ủy ban kỷ luật chúng tôi này, ủy ban kỷ luật chúng tôi nọ nữa. Ủy ban kỷ luật là của đảng và nhà nước, không phải của riêng các ông. Hơn nữa, liên quan đến một cán bộ cao cấp như vậy, thì càng phải thận trọng và nhanh chóng hơn. Đừng có ở đây thao thao nha đàn bà như vậy. Thời gian của tôi rất quý giá, tôi đến đây không phải để nghe ông rông dài. Diệp Phàm cũng không khách khí phê bình Vương Phong. Hai người nói chuyện càng lúc càng sặc mùi thuốc súng. Cái này gọi là rông dài sao? Tôi thấy đồng chí Diệp Phàm căn bản chưa nhận thức được tính nghiêm túc của vụ án này. Cũng không lĩnh hội được tính kỷ luật trong phá án của ủy ban kỷ luật chúng tôi. Cậu tới đây là để hỗ trợ công tác cho chúng tôi. Muốn gặp Lô Minh Châu không phải cậu nói là có thể gặp được, việc này phải nghe sự sắp xếp của chúng tôi. Hôm nay các đồng chí xuống dưới âm thầm điều tra, cậu có thể cùng với bọn họ đi xuống. Vương Phong nói với giọng của một trưởng đoàn, hoàn toàn coi Diệp Phàm là cấp dưới, cứ thoải mái sai khiến. Mẹ kiếp, ông ở trong này rông dài cái gì? Muốn ngăn cản tôi phá án hả? Ông rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mau cút ra một bên cho tôi. Diệp Phàm đập cái bốp lên mặt bàn, quát. Đồng chí Diệp Phàm, thái độ của cậu như vậy là thế nào? Cậu còn mắng chửi người khác, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên về thái độ thô lỗ này của cậu. Hơn nữa, cậu còn nói tôi cản trở cậu phá án. Tôi cản trở cậu lúc nào? Hôm nay tôi sắp xếp cho cậu cùng với các đồng chí phía dưới điều tra việc của Lô Minh Châu. Cậu không những không muốn đi còn chửi mắng tôi như đàn bà vậy. Hành vi này của cậu căn bản là hành vi cãi lời tổ chức. Vương Phong tức điên người, ngón tay run run, miệng nói không lưu loát nữa. Phải biết rằng người này bình thường oai phong như thế nào, không ngờ hôm nay bị mắng như vậy, không tức giận mới là lạ. Phó Bí Thư ủy ban kỷ luật Tôn Vân sợ hãi không dám lên tiếng, hai vị thần tiên này đánh nhau, y cũng không muốn bị vạ lây. Vương Phong tuy rằng cấp bậc cũng là phó giám đốc sở giống như mình, nhưng Vương Phong là từ cấp trên tới, có quyền lực điều tra cán bộ cao cấp cấp phó tỉnh. Bản thân mình không thể so sánh được với ông ta. Chửi là còn nhẹ đấy, cho ông vài cái tát cũng không phải là nặng. Nếu ông đã công tác ở phòng giám sát, nên chắc sẽ biết thời gian quý giá như thế nào. Ông muốn kéo dài đến bao lâu nữa? Tham gia thì không thể giải quyết vụ án hay sao? Hôm nay tôi nói thẳng cho ông biết. Tôi là xuống để đốc thúc vụ án này. Diệp Phàm cũng tức giận, áp chế dáng vẻ bệ vệ của Vương Phong. Chương 3489, có giỏi thì tát thử xem. Tát à, có giỏi thì tát xem. Vương Phong bị chọc tức, cũng không yếu đi khí thế. Nếu không sau này ai còn nghe mình nữa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc. Bốp, âm thanh giòn tan vang lên, chỉ thấy Vương Phong ngã sụp xuống, may mà còn có Tôn Vân nhanh tay kéo lại. Bằng không ông ta sớm phải đi bệnh viện rồi. Cậu dám đánh tôi, cậu dám đánh người phụ trách phá án của ủy ban kỷ luật à? Người đâu, còng tên này lại cho tôi. Vương Phong sờ sờ mặt nói với vẻ khó tin, lúc này ông ta đã tức đến nỗi mặt xanh như tàu lá chuối. Bốn tay thủ hạ nhìn nhau do dự. Không muốn làm nữa có đúng không? Vương Phong phát điên, Tôn Vân muốn ông ta giải thích cho đống tài liệu trên bàn cũng không có cơ hội. Không những vậy còn bị Vương Phong đẩy mạnh vào góc tường. Sau đó là những tiếng mắng chửi của Vương Phong. Đồ vô dụng. Tôn Vân cũng tức giận, không ngờ lại bị mắng như vậy. Tuy không dám chửi lại, nhưng y cứ ngồi rụp trong góc tường xem náo nhiệt. Mấy người của ủy ban kỷ luật nhìn nhau, cũng không còn cách nào khác, đành phải bước lên phía trước Diệp Phàm. Ai dám? Vương Triều cầm còng số 8 bước ra, giống như một thần hộ mệnh đứng trước mặt Diệp Phàm. Cục trưởng Vương, chúng tôi đang thực hiện công vụ, xin tránh ra cho. Anh nên biết hậu quả của việc ngăn cản ủy ban kỷ luật thi hành công vụ. Có một tên mặt nghiêm lại nói. Đồng chí ủy ban kỷ luật, tôi hy vọng các anh làm cho rõ ràng, công kích lãnh đạo trên bộ sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Nói khó nghe một chút, nếu như có người công kích trợ lý Diệp thì tôi sẽ bắn chết kẻ đó ngay. Không tin thì mấy người cứ thử xem. Vương Triều mặt lạnh như băng, căn bản không thèm nể mặt. Bốn tay kia thấy vẻ hung hãn của Vương Triều, vẻ mặt bối rối nhìn Vương Phong. Họ đều biết Vương Triều là phó cục trưởng thường trực cục cảnh sát hình sự của bộ. Thân thủ của người ta bốn người mình căn bản không phải là đối thủ. Phỏng chừng người ta chẳng cần dùng đến súng thì mình cũng đã thảm lắm rồi. Đồng chí Tôn Vân, lập tức dẫn tôi đi gặp đồng chí Lô Minh Châu. Tôi muốn nắm một số tình hình mới nhất của vụ án,
Diệp Phàm không thèm rông dài với Vương Phong nữa mà nói với Tôn Vân. Bởi vì Diệp Phàm đã phát hiện ra đống tài liệu mà Tôn Vân mang đến. Cái này, Tôn Vân do dự, nhìn Vương Phong với vẻ khó xử. Không được, ở đây tôi là người phụ trách, ai đưa tên khốn này đi gặp Lô Minh Châu thì kẻ đó đang phạm tội. Vương Phong tức giận phát điên. Chủ nhiệm Vương, trợ lý Diệp là Lục Thư. Tôn Vân vừa nói đến đây đã bị Vương Phong cắt ngang. Là ai cũng vô dụng, Bí Thư Tôn, lập tức kêu người đến đây. Bí Thư Tôn, lập tức dẫn tôi đi gặp đồng chí Lô Minh Châu. Tôi muốn hỏi một số vấn đề, nếu anh không thực hiện thì anh biết hậu quả rồi đấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Xin lỗi chủ nhiệm Vương, tôi dẫn trợ lý Diệp đi hỏi trước đã. Tôn Vân khó khăn nói ra câu này, sau đó dẫn đám người Diệp Phàm đi ra phía sau. Thật ra Tôn Vân cũng rất khó chịu thái độ cảnh cao của Vương Phong đối với mình. Trịnh Thanh, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Vương Phong quát lên. Chủ nhiệm Vương, việc này khó giải quyết rồi. Anh nhìn đống tài liệu trên bàn kia đi. Trịnh Thanh nói, sau đó chuyển cho Vương Phong. Tài liệu khỉ gì thế này? Vương Phong miệng thì nói vậy, nhưng tay liên lục lật, trong phút chốc mặt ông ta đỏ bừng. Bởi vì tài liệu là Phó Bí Thư ủy ban kỷ luật TW Lục Hải Bình đích thân phê đồng chí Diệp Phàm đôn đốc giải quyết vụ án Lô Minh Châu. Trong lúc cần thiết có thể yêu cầu tổ điều tra phối hợp chặt chẽ. Vương Phong xem xong tài liệu mặt trắng bệch, không biết làm thế nào. Một lúc lâu sau ông ta mới cắn răng hừ nói. Gọi điện cho trưởng ban Lan đi. Diệp Phàm cho dù có ngàn lý do thì cũng không thể đánh người được, hơn nữa còn đánh người phụ trách của tổ điều tra. Lô Minh Châu trông rất tiểu tụy, ngồi ngẩn người trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. Tuy nhiên khi nhìn thấy Diệp Phàm, vẻ mặt khiếp sợ bỗng chốc biến mất, cả người trông tinh thần hẳn lên. Cái này không phù hợp với quy định đâu trợ lý Diệp, không thể hỏi riêng như vậy, ít nhất phải có thêm hai đồng chí nữa. Tôn Vân do dự nói. Bớt sông dài đi, đi ra ngoài cho tôi. Diệp Phàm không nhẫn nại được nữa, xua xua tay. Tôn Vân cũng không còn cách nào, đành phải ra hiệu cho mấy đồng chí của Ủy ban Kỷ luật đi ra ngoài cùng với Vương Triều. Còn nữa, khóa tất cả hệ thống giám sát lại, tôi muốn bí mật nói chuyện. Diệp Phàm nói. Cái này không được, trong tổ có quy định. Tôn Vân vừa nói đến đây thì bị Diệp Phàm cho một cái bạt tai, hừ nói. Lằng nhằng mãi. Vương Triều tự mình đi tắt hết hệ thống giám sát. Đồng chí Minh Châu, chị chịu khổ rồi. Sau khi tắt hết tất cả máy móc, Diệp Phàm ngồi lên ghế, an ủi Lô Minh Châu một câu. Cảm ơn, cảm ơn. Lô Minh Châu có chút nghẹn ngào, hai mắt rớm lệ. Ở trong này một thời gian rồi, Lô Minh Châu chịu rất nhiều áp lực. Lúc này nhìn thấy Diệp Phàm chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc. Chị nhanh chóng nói với tôi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai chúng ta thôi, chị không cần phải giấu điều gì cả, dù có khó nói cũng phải nói ra. Nếu không thì tôi không có cách nào đâu. Diệp Phàm nói thẳng vào vấn đề. Việc này tôi chẳng có gì không chính đáng cả, điểm này thì cậu cứ yên tâm. Lô Minh Châu tôi lấy tư cách của một đảng viên để đảm bảo. Lâm Nhất Danh hãm hại tôi, hắn và Hứa Lâm cùng làm. Mà việc này vốn chẳng có liên quan gì đến Lâm Nhất Danh cả. Dù sao tôi và Lâm Nhất Danh không có chút quan hệ nào. Trước khi vụ án này xảy ra tôi còn không quen biết hắn. Không ngờ hắn lại tàn độc ra tay hãm hại tôi như vậy. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ mãi, không biết bọn họ vì sao lại đổ chậu nước bẩn này lên người tôi như vậy. Hiện tại tôi nghĩ thông rồi, căn bản chính là vì Nạp Lan Nhược Phong sau khi đi còn để chống một vị trí dẫn đến sự cạnh tranh. Phỏng chừng có người đứng sau chống lưng cho Hứa Lâm, cho nên hắn mới quyết tâm hại tôi như vậy. Đầu óc của Lô Minh Châu vẫn rất tỉnh táo. Xem ra mấy năm nay cố gắng công tác ở Ủy ban Kỷ luật cũng không uổng công. Lâm Nhất Danh nói lúc đầu vì chuyện cầu cùng phúc nên đã hối lộ chị Sâm Vương núi Trường Bạch trị giá 200 ngàn. Chị có từng nhận quà của hắn không? Diệp Phàm hỏi. Thì tôi đã nói rồi mà, trước khi vụ án này xảy ra tôi căn bản là không quen biết hắn. Sao có thể nhận đồ của hắn được chứ? Hơn nữa, Lô gia chúng tôi đâu có thiếu tiền. Những chuyện liên quan đến tài sản tôi đều báo cáo đầy đủ với tổ chức. Mỗi năm nộp thuế đầy đủ. Cậu nói xem, liệu tôi có để vài trăm ngàn làm cho ra nông nỗi này không? Vả lại, bởi vì có tiền, cho nên tôi chưa từng nhận phong bì của ai cả. Bình thường dù có nhận trà nhận thuốc thì cũng đều rất cẩn thận. Giá trị của trà thuốc này cũng chưa đến 1 ngàn, nếu hơn thì tôi sẽ trả lại ngay, nếu không thì nộp lên tổ chức. Là một cán bộ nhà nước,
tôi cảm thấy bản thân mình rất thanh liêm. Không ngờ chỉ vì việc cạnh tranh một vị trí mà có người giở trò bẩn thỉu như vậy. Lô Minh Châu nói, như vậy việc hối lộ mà Lâm Nhất Danh nói kia là vụ oan giá họa, bọn họ không có chút chứng cứ nào có đúng không? Đúng vậy, tuyệt đối không có chứng cứ, bởi vì việc này căn bản là không có thật. Vì vậy tôi kiên quyết phủ nhận. Tuy nhiên, vì liên quan đến cạnh tranh, họ chỉ muốn làm ô danh của tôi, tạm thời lôi tôi đến đây. Cuối cùng cho dù điều tra không ra thì vị trí này cũng đã sớm bị người ta cướp mất rồi. Bởi thế mà số tiền mà họ bỏ ra đâu có cao, chỉ có hơn 100.000. Bọn họ biết là khó đưa ra chứng cứ, vì vậy dùng một số tiền để lôi tôi xuống mới là mục đích thật sự của bọn chúng. Lô Minh Châu nói, tôi nghĩ cũng phải, nhưng, nếu đã không có chứng cứ gì thì dựa vào đâu mà đưa cậu đến đây? Diệp Phàm hừ nói, việc này ai cũng khó mà nói rõ ràng được, có người muốn hại cậu thì sẽ có cách để đưa cậu vào bẫy. Đây là có người nói trực tiếp nói với tôi, hơn nữa còn là nhân viên án phát, vì vậy, Ủy ban kỷ luật ra mặt điều tra trước cũng là bình thường. Việc này tuy là nhỏ, nhưng kết hợp với chuyện sập cầu Cùng Phúc thì sẽ nghiêm trọng lên. Vì vụ sập cầu là việc lớn, chết mất mấy người, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Lô Minh Châu nói, tôi thấy điểm mấu chốt của chuyện này nằm ở Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh. Hai người này đã thông đồng với nhau. Hơn nữa, chủ mưu nhất định là Hứa Lâm, Lâm Nhất Danh chưa đủ tư cách này. Mà đằng sau Hứa Lâm nhất định có người chống lưng, nếu không hắn dựa vào cái gì mà nhắm vào chị như vậy. Diệp Phàm nói, nhìn Lô Minh Châu một cái, hỏi. Trong những ngày này, chị đã nghĩ ra kẻ đứng sau lưng đó là ai chưa? Chương 3490, bí mật đưa đi. Phạm vi lớn nhất mà nói có lẽ là đối thủ cạnh tranh chức vị với tôi lần này, nhưng khái niệm này cũng khá mơ hồ, rốt cuộc là người nào đang giở trò thì tôi không rõ lắm. Lô Minh Châu nói, nghe nói hiện tại người có tư cách để cạnh tranh với chị có hai vị, một người là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Ninh Thành Thiên, người còn lại là cung khách đông đến từ tỉnh Chiết Ninh. Chẳng lẽ người thao túng là một trong hai người này hay sao? Diệp Phàm hỏi, muốn tìm ra nhiều manh mối một chút. Dựa vào điểm này mà suy đoán tôi thấy không khoa học lắm, tuy rằng hai vị này là người có tư cách nhất, nhưng thật ra cũng còn khá nhiều những người khác trong cuộc đua này, chăng qua hai người này biểu hiện nổi bật nhất mà thôi. Đối với vị trí này bước lên một bước cũng khó, mà quyền chủ động nhất là của Trung ương. Cấp trên có ý tưởng gì thì mình cũng không thể nào biết được. Biết đâu cấp trên đột nhiên cử một người xuống đảm nhiệm cũng không biết chừng. Cho nên phạm vi rộng lắm, Lô Minh Châu cũng khá buồn rầu, đến hiện tại đối thủ là ai cũng chưa làm rõ được. Được rồi, việc này cứ giao cho tôi là được. Tôi nghĩ, bất luận đối thủ lợi hại đến đâu, nhưng người này chắc chắn có mối liên hệ với Hứa Lâm. Chị vất vả thêm trong ngày một thời gian ngắn nữa chờ tôi. Yên tâm, người của Lô Gia bắt đầu hành động rồi, chúng tôi đều đang nghĩ cách. Diệp Phàm an ủi. Chuyện này tôi biết, người trong nhà chắc chắn đều rất lo lắng. Nhưng tôi cũng biết đối thủ của mình quá mạnh, người trong nhà căn bản không có cách nào giúp tôi bãi bình việc này. Cho nên, Chủ tịch tỉnh Diệp, tất cả nhờ cậu vậy. Lô Minh Châu vẻ mặt cảm kích nói. Tôi là huynh đệ của mà. Diệp Phàm nói một câu cuối cùng rồi đi ra ngoài. Sau khi đi ra cũng không nhìn thấy Vương Phong, mà Tôn Vân thì đứng ở cửa sau. Thấy Diệp Phàm đi ra cũng không hỏi cái gì, chỉ cười cười để chào mà thôi. Dẫn tôi đi gặp Lâm Nhất Danh. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, Tôn Vân trần trờ nói, Diệp Phàm và Vương Triều đi theo gã đến một căn phòng khác ở trong góc. Tuy nhiên vừa nhìn thấy cánh cửa kia, Tôn Vân liền cảm thấy nghi hoặc. Sao thế? Diệp Phàm hỏi. Đồng chí trông cửa không biết chạy đâu rồi. Tôn Vân nói. Chắc là phải sắp xếp người trông cửa chứ? Diệp Phàm hỏi. Tuyệt đối có, tôi sắp xếp hai đồng chí là Lưu Sài và Lý Thủy thay phiên nhau trông cửa mà. Một người canh cửa còn người khác ở trong phòng nhìn. Tôn Vân gật đầu nói. Liệu có phải đi WC không? Vương Triều hỏi. Không có khả năng, đi WC thì cũng phải gọi người đến trông dùm mới được đi. Kỷ luật của chúng tôi thật sự rất nghiêm. Tôn Vân nói xong liền đi đến gõ cửa, bên trong quả nhiên không có động tĩnh. Vì vậy, Tôn Vân lấy chìa khóa của mình ra mở, nhất thời, vẻ mặt Tôn Vân trắng bệch. Sao lại trống rỗng thế này? Người đâu? Vương Triều nhìn quanh phòng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, tôi sẽ gọi điện cho Lưu Sài. Tôn Vân vẻ mặt âm trầm, rút điện thoại ra gọi. Không lâu sau, một người trung niên dáng thấp bé đi đến. Sao lại thế này Lưu Sài? Tôn Vân đần mặt hỏi.
Cái này Lưu Xài nhìn Diệp Phàm và Vương Triều một cái, định nói rồi lại thôi. Đồng chí Lưu Xài, người anh canh giữ bây giờ đâu rồi? Có phải để người ta trốn thoát rồi không? Vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng đấy. Diệp Phàm nghiêm mặt hỏi. Không không có tôi đâu dám thả anh ta ra chứ. Lưu Xài sợ hãi vội nói. Không thì người đâu rồi? Nếu không thẳng thắn khai nhận thì anh có biết tính nghiêm trọng của việc này thế nào không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Việc này là Ủy ban Kỷ luật TW giao cho đồng chí Diệp Phàm trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an xuống đốc thúc xử lý vụ án. Lưu Xài, anh có nói sự thật hay không? Tôn Vân cũng tức giận, lớn tiếng quát hỏi. Người bị chủ nhiệm mang đi rồi. Lưu Xài nói xong, sắc mặt trắng bệch. Tại sao không báo cáo với tôi? Tôn Vân tức giận, mặt đen xì. Chủ nhiệm Vương không cho nói, bất luận thế nào cũng không được nói. Hơn nữa còn cảnh cáo tôi lần này ông ấy mới là tổ trưởng tổ điều tra, nếu tôi để lộ bí mật thì phải chịu kỷ luật. Lưu Xài nói. Thủ đoạn được lắm, dám giở trò này với tôi. Vương Phong gan to thật. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Bọn họ đi đâu vậy? Tôn Vân hỏi. Chủ nhiệm Vương không cho chúng tôi đi theo, bọn họ tự lái xe. Lãnh đạo cấp trên nói như vậy, chúng tôi còn làm gì được chứ? Lưu Xài vội nói. Đồ vô dụng, mấy năm nay cho ông ăn không ngồi rồi rồi. Tôn Vân tức giận, giáng cho Lưu Xài một cái bạt tai thật mạnh, thiếu chút nữa thì Lưu Xài đập vào cánh cửa. Sau đó lập tức nói với Diệp Phàm, trợ lý Diệp, việc này tôi thật sự không biết, tôi lập tức báo cáo với bí thư Hướng ngay. Việc này có liên quan đến ông hay không thì trời mới biết, tuy nhiên, người là bị mất ở trong tay của ông. Vương Triều châm chọc nói. Chúng ta lập tức đến chỗ Hứa Lâm, Tôn Vân vì muốn chứng minh mình trong sạch nên cũng có chút nóng nảy. Có cần phải đi nữa không? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Tôn Vân còn ôm hy vọng đi sang một phòng khác, nhưng không lâu sau đã trở lại, vẻ mặt uể oải. Có phải cũng không thấy người đâu không? Diệp Phàm hừ nói. Vương Phong. Ông cũng thật quá đáng rồi. Dù thế nào thì đây cũng là chỗ của Tôn Vân tôi, ông muốn dẫn người đi thì cũng phải báo tôi một tiếng chứ, để tôi gọi điện cho ông ta. Nói xong, Tôn Vân liền rút điện thoại ra gọi. Không lâu sau, mặt ông ta càng đen hơn. Có phải người ta không thèm nghe điện thoại của ông hay không? Diệp Phàm hỏi. Bị ông ta gài rồi, tôi phải nhanh chóng báo cáo với bí thư Hướng. Tôn Vân thở phì phì chạy ra bên ngoài. Tên Vương Phong này làm cũng thật tuyệt tình. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến ông ta sao? Người đứng sau việc này chính là ông ta sao? Hai người bước lên xe, Vương Triều nói. Đứng đằng sau thì không biết có phải ông ta hay không thì không rõ lắm, nhưng mà, người này lòng dạ rất cao mà, không ngờ lại còn muốn đấu với tôi, nếu ông ta muốn đấu thì chúng ta chiều vậy. Dừng xe, chúng ta quay lại thăm dò hiện trường một chút. Người vừa đi thì chắc chắn sẽ để lại chút dấu vết gì đó. Diệp Phàm hừ nói. Hai người lại vội vàng trở lại hiện trường. Dưới sự phân hình của đôi mắt ưng, không lâu sau xuất hiện điểm sáng mơ hồ của phạm nhân. Đi, Diệp Phàm cứ theo dấu vết đó mà đi. Một giờ qua đi, rốt cuộc cũng phát hiện mấy chiếc xe dừng ở bên ngoài chùa Tượng Đồng. Diệp Phàm và Vương Triều bí mật đi vào, không lâu sau thì phát hiện Vương Phong. Mẹ kiếp, giấu ở trong chùa à, Vương Phong thật biết giấu người đấy. Vương Triều nhìn không được bèn mắng một câu. Ha ha. Người ta là cán bộ lâu năm của Ủy ban Kỷ luật mà, phỏng chừng làm việc này quen rồi. Diệp Phàm cười nói. Hay là chúng ta cướp người đi để bọn họ sốt ruột một hồi xem sao. Vương Triều cười gượng một tiếng. Vương Phong đi đang phân cao thấp với chúng ta, không cho chúng ta nhìn thấy người. Một khi đã như vậy thì việc này cậu có thể làm. Diệp Phàm cười cười, Vương Triều gật đầu định đi vào, nhưng bị Diệp Phàm kéo lại. Vương Triều không hiểu nhìn Diệp Phàm. Ha ha. Thời cơ còn chưa đến mà, Diệp Phàm cười nói. Vậy khi nào thì làm? Vương Triều hỏi. Rất đơn giản, Vương Phong làm như vậy thì đồng chí Hướng Đông Phương của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Nam Phúc sẽ thoải mái sao? Diệp Phàm cười nói. Chắc chắn là không thoải mái rồi, Tôn Vân bây giờ đang báo cáo với ông ta việc này. Nơi này là địa bàn của bí thư Hướng mà, Vương Phong muốn làm gì thì cũng phải báo với ông ta một tiếng chứ. Vương Triều sửng sốt, không kịp phản ứng. Đúng rồi. Không lâu nữa chắc Tôn Vân sẽ dẫn người đi tìm Vương Phong. Việc này chúng ta đã biết địa điểm thì có thể báo cáo với bí thư Hướng một chút có phải không? Đến lúc đó tha hồ có kịch hay mà xem. Diệp Phàm cười nói. Hay lắm, Vương Triều vẻ mặt khâm phục nhìn Diệp Phàm. Hơn nữa, việc này nếu Lô Minh Châu đã vào rồi thì cậu nói xem,
cái này chứng tỏ điều gì? Diệp Phàm hỏi. Chứng tỏ trước đó đã được tỉnh Nam Phúc đồng ý, việc này chẳng lẽ là trong tỉnh ủy Nam Phúc cũng có người muốn hại Lô Minh Châu? Vương Triều vẻ mặt kinh ngạc. Nếu đã có người muốn làm việc này, thì hướng Đông Phương cũng muốn biểu hiện một chút chứ đúng không? Nếu công lao để Vương Phong cuỗm hết thì nói làm gì nữa? Diệp Phàm cười nói, Vương Phong cướp công cũng quá thô thiển rồi. Vương Triều nói, lần này Vương Phong không quan tâm đến cái đó đâu, ông ta đang phân cao thấp với tôi. Diệp Phàm cười, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ứng Đông Phương. Gần 20 phút qua đi, Lô Vĩ gọi điện đến nói là Ứng Đông Phương đang tự mình dẫn người đến chùa Tượng Đồng. Hướng Đông Phương tự mình đến, ha ha, vở kịch này càng ngày càng gay cấn đây. Vương Triều, cậu có thể động thủ rồi. Đúng rồi, động thủ nhanh lên, tí nữa chúng ta còn phải đứng bên đường đợi bí thư Hướng nữa cơ. Diệp Phàm cười nói, Vương Triều dẫn theo Lý Cường lẩn vào bên trong. Không lâu sau, chùa Tượng Đồng rối loạn rồi. Một lúc sau nữa, Vương Triều cười tủm tỉm đứng bên người Diệp Phàm. Không tồi, 10 phút nữa là xong rồi, hiệu suất cao thật đấy. Diệp Phàm cười nói, chẳng thú vị tí nào, đối phó với mấy tên chẳng có thân thủ chẳng khoái chút nào. Vương Triều lắc lắc đầu nói. Không lâu sau, chiếc xe Audi A6 của Ứng Đông Phương đã đi đến đường cái, phía sau là chiếc Toyota. Vừa thấy, Diệp Phàm liền đi ra nghênh đón. Người vẫn ở trong chùa à? Hướng Đông Phương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không thấy bọn họ xuống, chúng tôi chỉ có 2 người, bọn họ nhiều người như vậy, cho nên chúng tôi vẫn đứng ở đây chờ các anh tới. Diệp Phàm nói. Đi thôi, Hướng Đông Phương vung tay lên giống như một tướng quân, từ xe Toyota có khoảng chục đồng chí đi xuống, Tôn Vân đích thân dẫn vào chùa Tượng Đồng. Không lâu sau ở cổng chùa Tượng Đồng chợt truyền đến những tiếng ồn ào. Sao lại thế này, còn ra thể thống gì nữa? Hướng Đông Phương vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Diệp Phàm phát hiện, người của Vương Phong và Tôn Vân đứng lại cũng có đến gần 30 người. Vương Phong và Tôn Vân bắt đầu cãi nhau. Chương 3491, tôi sai rồi. Bí thư Hướng, bọn họ không giao người ra. Vừa thấy Hướng Đông Phương tiến vào, Tôn Vân liền phẫn nộ nói. Chủ nhiệm Vương, sao lại như vậy? Hướng Đông Phương nghiêm mặt hỏi. Thật xin lỗi bí thư Hướng, người không thể giao cho các vị được. Đây là công tác của chúng tôi. Vương Phong cũng cứng rắn nói. Diệp Phàm trong lòng rất thoải mái, nhưng miệng cũng cười lạnh nói. Chủ nhiệm Vương, chúng tôi không đến để dẫn người đi, chỉ yêu cầu gặp một chút mà thôi. Không lẽ cấp trên mới giao quyền phá án cho ông sao? Cái này Vương Phong nhất thời nghẹn họng. Chúng tôi gặp một lát cũng không được sao. Hướng Đông Phương vừa nhìn, đã biết cấp trên không thể như vậy, cho nên cũng nói thêm vào. Bí thư Hướng, người đang được bí mật thẩm vấn, cho nên tạm thời không thể để các vị gặp được. Vương Phong thiếu chút nữa thì phát điên. Đồng chí Vương Phong, tuy rằng vụ án này là do anh chủ sự, nhưng chúng tôi cũng là bên hỗ trợ chủ yếu. Hơn nữa, vụ án này lúc ban đầu là do chúng tôi làm chủ. Anh đem người đi như vậy là không coi chúng tôi ra gì. Chẳng lẽ ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi còn có mật báo hay sao? Đây là anh đang nghi ngờ chúng tôi. Tôn Vân khí thế lên, nói. Không phải ý như vậy, đồng chí Tôn Vân, anh hiểu lầm rồi. Vương Phong gấp đến độ đổ mồ hôi hột, vốn việc người bị Vương Triều đem đi đã khiến ông ta phát điên rồi, bây giờ còn gặp việc này, chỉ có thể cứng rắn chống lại thôi. Không phải có ý đó thì có ý gì, chẳng lẽ đang né tránh Diệp Phàm tôi hay sao? Dù có né tránh Diệp Phàm tôi thì cũng nên báo một tiếng với Bí Thư Hướng đúng không? Chẳng lẽ ông nghi ngờ Bí Thư Hướng sẽ mềm tay, Bí Thư Hướng để lộ bí mật hay sao? Diệp Phàm đổ thêm dầu vào lửa. Đồng chí Diệp Phàm, tôi nói không tin tưởng Bí Thư Hướng lúc nào. Đừng có cắn người lung tung như vậy, cậu công kích nhân thân Vương Phong tôi còn chưa nói kìa. Tôi thấy cậu chính là lòng dạ khó lường. Vương Phong mạnh mồm nói. Cắn người, câu này của ông có ý gì? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Người ta nói trợ lý Diệp là cái đó. Tôn Vân cũng chọc tức nói. Là cái gì, Vương Phong, ông nói rõ ra cho tôi. Hôm nay nếu ông không nói rõ thì tôi không để yên cho ông đâu. Diệp Phàm chỉ tay vào mặt Vương Phong nói. Cắn người ở đây chính là ăn nói lung tung, tôi không có ý nói cậu là cái gì cả. Điểm này cậu phân biệt cho rõ ràng một chút. Vương Phong ngoan cố. Mẹ kiếp, ông nghĩ Diệp Phàm tôi là thằng ngốc có đúng không? Đến ý tứ của câu này cũng không hiểu. Tôi được Phó Bí Thư Ủy Ban Kỷ Luật TW Lục Hải Bình đích thân giao nhiệm vụ xuống dưới đốc thúc vụ án.
ông không những không cho tôi gặp người còn bí mật đưa người đi. Ông đang nghi ngờ tôi có đúng không? Ông nghi ngờ tôi chính là đang nghi ngờ bí thư Lục. Vương Phong, lá gan của ông cũng không nhỏ nhỉ. Dưới không tin tưởng bí thư Hướng, trên nghi ngờ bí thư Lục. Tôi không hiểu ông đang làm cái quái gì nữa. Diệp Phàm hừ nói. Tôi không nghi ngờ bí thư Lục, tôi sao có thể nghi ngờ bí thư Lục được chứ? Diệp Phàm, lời này cậu đừng có nói lung tung. Vương Phong phát điên rồi, giọng nói đầy vẻ ấm ức. Lời này của Diệp Phàm đúng là cũng hơi nặng, nếu để bí thư Lục nghe được thì khỏi nói đến hậu quả nữa. Vậy thì ông đang nghi ngờ bí thư Hướng. Diệp Phàm hừ lạnh. Họ Diệp kia, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Vương Phong chỉ tay vào Diệp Phàm quát. Cậu ấy muốn làm gì à? Tôi nghi ngờ ông mới đang dở trò thì có. Đồng chí Diệp Phàm là được bí thư Lục đích thân giao nhiệm vụ, ông tự ý đem người đi như vậy, bây giờ chúng tôi yêu cầu gặp người ông cũng không cho gặp. Đồng chí Vương Phong, tôi thật sự không hiểu ông làm như vậy là để làm gì. Tôi thực sự nghi ngờ hành vi này của ông. Lời này của Hướng Đông Phương cũng rất nặng nề. Ủy ban kỷ luật phá án bí mật, tôi không muốn để nhiều người biết, trước khi vụ án được điều tra rõ ràng thì tất cả đều phải bảo mật. Cho dù các vị là bên hỗ trợ chủ yếu, nhưng vì vụ án quan trọng, chúng tôi có thể độc lập phá án. Việc này tôi sẽ báo cáo với trưởng ban Lan, đến khi nào cần sự giúp đỡ của các vị thì tôi sẽ thông báo. Vương Phong không còn cách nào khác, biết lời này sẽ đắc tội với Hướng Đông Phương nhưng cũng đành phải nói như vậy. Được lắm đồng chí Vương Phong, thời điểm điều tra vụ án ông quăng chúng tôi ra bên ngoài như vậy. Ông nghi ngờ chúng tôi càng nghi ngờ ông. Thôi được rồi, nếu ông đã muốn phá án độc lập thì cứ làm như vậy đi, Hướng Đông Phương tôi sẽ chống mắt lên coi. Tôi muốn nhìn xem ông sẽ đưa vụ án này đi đến đâu. Hướng Đông Phương cười lạnh nói. Cậu lại đây, Diệp Phàm đột nhiên chỉ tay vào một đồng chí trẻ tuổi của Ủy ban kỷ luật đứng phía sau Vương Phong nói. Trợ lý Diệp gọi tôi. Cán bộ trẻ tuổi kia sừng sốt. Đúng vậy, cậu tên gì, đến đây một chút, tôi có việc muốn hỏi cậu. Diệp Phàm nói. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Chu Lâm. Chu Lâm nói xong liền đi tới. Đồng chí Chu Lâm, cậu nói một chút, Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh đang ở chỗ nào? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cái này. Chu Lâm định nói, nhưng nhìn Vương Phong lại không dám. Đồng chí Chu Lâm. Bây giờ tôi thay mặt bí thư Lục của Ủy ban kỷ luật TW đang hỏi cậu. Cậu nghĩ cho kỹ, không nói cũng được, nhưng Diệp Phàm vẻ mặt như đang nghiền ngẫm, nhìn Chu Lâm nói. Chủ nhiệm Vương, việc này Chu Lâm sắp khóc nhìn Vương Phong. Hừ, Vương Phong hừ lạnh một tiếng không đáp. Chu Lâm, lời của bí thư Lục cậu cũng không nghe có đúng không? Diệp Phàm đột nhiên thi triển hóa âm mê thuật vào người Chu Lâm. Người mất tiêu rồi, Chu Lâm đột nhiên nhảy dựng lên. Vừa khóc vừa nói. Mất tiêu rồi, có ý gì vậy? Hướng Đông Phương vừa nghe, lớn tiếng hỏi. Bị người ta cướp đi rồi. Chu Lâm không thể không nói sự thật. Ai cướp? Đồng chí Vương Phong, ông giải thích việc này đi. Hướng Đông Phương nói. Hai, Chu Lâm, cậu nói sự thật đi. Vương Phong cúi đầu xuống, mặt mày u ám. Vừa rồi có hai người mặc áo đen xông vào cướp người đi rồi. Chu Lâm nói. Đồng chí Vương Phong. Ông đang làm cái quái gì thế? Vừa rồi không cho gặp người, giờ lại nói người bị cướp đi rồi. Rốt cuộc là ông đang chơi trò gì vậy? Tôi thấy vấn đề của ông rất nghiêm trọng, tôi sẽ trực tiếp trao đổi với trưởng ban Lan của các ông. Hướng Đông Phương lớn tiếng hỏi. Bí thư Hướng, việc này tôi phụ trách, người đích xác là bị cướp đi rồi. Tôi đang chuẩn bị báo cáo lên tỉnh nhờ hỗ trợ đi tìm. Vương Phong mặt đen lại. Phụ trách, ông phụ trách được không? Nếu không tìm được người, hoặc người bị giết chết rồi thì ông đến mà phụ trách nhé. Đây chính là thủ phạm chính của vụ án đấy. Hướng Đông Phương hừ lạnh nói. Cái này thật sự có vấn đề bí thư Hướng ạ, tôi nghi ngờ căn bản là Vương Phong cố ý đem người đi. Ông nghĩ xem, Vương Phong dẫn theo nhiều người như vậy canh chừng, người làm sao có thể bị cướp đi được trong giây lát như thế chứ? Vương Triều hừ lạnh nói. Đúng vậy, bao nhiêu người canh hư vậy lại để bị cướp đi? Hai tên áo đen kia phải là người bia pháp thuật. Đồng chí Vương Phong, việc này ông phải nói cho rõ ràng. Vẻ mặt Hướng Đông Phương nghiêm khắc, cơ hội đến tay, Hướng Đông Phương tuyệt đối không nương tay. Tôi sắc mặt Vương Phong càng lúc càng đen, thân mình run lên bần bật đến mức sắp ngã khuỵu xuống, người bên cạnh phải vội đỡ lấy ông ta. Bệnh cũ của chủ nhiệm Vương lại tái phát rồi, phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Có đồng chí vội nói. Hướng Đông Phương vừa thấy cũng đành phải gật đầu để người đưa ông ta vào viện,
nếu không ông ta lăn ra chết thì mình cũng phiền phức. Khoan đã, tôi biết một chút y thuật, để tôi kiểm tra xem. Diệp Phàm sớm phát hiện người này giả vờ, cho nên nhấn vào huyệt vị của ông ta. Vương Phong nhìn không được bèn nhảy lên. Trợ lý Diệp y thuật lợi hại, chỉ như vậy thôi đã chữa được rồi. Hướng Đông Phương tán thưởng nói, nhưng ý châm chọc trong đó thì ai cũng biết. Có gì đâu, Diệp Phàm cười nói. Chủ nhiệm Vương, sao không nói gì vậy? Tôn Vân châm chọc nói. Hai, việc này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi sẽ thỉnh tội với lãnh đạo. Các vị mau nghĩ cách tìm người đi. Việc này, tôi sai rồi. Vương Phong thở dài, cả người lập tức suy sút xuống. Trợ lý Diệp, chúng ta bây giờ tìm người mới là quan trọng. Tôi phải về sắp xếp một chút. Hướng Đông Phương nói. Vâng, tôi còn có chuyện phải đi trước. Diệp Phàm nói, Vương Triều lái xe, không lâu sau xe chở hai người Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh chạy thẳng đến căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Bọn họ dù có lật tung thành Thủy Châu lên cũng đừng hòng mà tìm được. Vương Triều cười nói. Hừ, Vương Phong muốn phân cao thấp với chúng ta phải để ông ta nếm mùi đau khổ. Thẩm vấn xong, thời điểm thích hợp sẽ ném người ra ngoài là được. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cứ giam đến nửa tháng để cho Vương Phong sốt ruột cho sướng, đến lúc đó không chừng ủy ban kỷ luật TW cũng xử lý ông ta. Vương Triều nói. Thôi khỏi, chúng ta giam lâu thì Lô Minh Châu cũng không ra dược, có chừng mực thôi. Diệp Phàm khoát tay nói. Nghe nói Diệp Phàm sắp đến, tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Trung tướng Lâm Hoành và tư lệnh phó Trung tướng Cố Thiên Kỳ và thủ trưởng báo săn là Trịnh Phương đều đứng bên ngoài sơn động đi vào báo săn để nghênh đón. Hại thiếu tá gác cổng không dám ra ngoài, tưởng rằng hôm nay có lãnh đạo lớn nào đến. Nhìn thấy xe Diệp Phàm liền chào hỏi rồi mở cửa cho xe vào, không lâu sau xe dừng lại. Chương 3492, Trịnh Phương rất cứng rắn. Lâu rồi không gặp. Trợ lý Diệp càng ngày càng phong thái ra. Lâm Hoành cười nói. Đâu có, tư lệnh Lâm càng phong độ hơn thì có. Diệp Phàm cười cười bắt tay mọi người. Chúng ta đi uống rượu thôi. Cố Thiên Kỳ cười nói. Sau khi ăn cơm xong, Cố Thiên Kỳ và Lâm Hoành đi trước, Diệp Phàm đến văn phòng của Trịnh Phương uống trà. Trợ lý Diệp, tay đào tẩu ở núi Sương Bối nghe nói vẫn chưa bắt được. Trịnh Phương hỏi. Đúng vậy, chắc là chuồn đi xa lắm rồi. Tìm cũng vô ích thôi, người này có thân thủ tiên thiên. Tuy nhiên, từ đám công kích chúng ta có thể nhìn ra có người Mỹ và Nhật. Phỏng chừng là do Hải Lang và Tổ Thần Đạo liên thủ làm. Tuy nhiên, lần này bọn chúng coi như đen đủi rồi. Diệp Phàm cười nói. Bọn chúng đen đủi thì đúng rồi, nhưng tổn thất của báo săn cũng rất lớn. Mất đi mười mấy đồng chí tam đẳng đỉnh giai. Điều này đối với báo săn chúng ta mà nói là chí mạng. Tôi đã thông báo cho Trần Quân nhanh chóng đưa người về. Nếu không, đến nhiệm vụ bình thường thì báo săn cũng không thể thực hiện được ấy chứ. Trịnh Phương nói. Trần Quân cũng nên rút người về rồi. Chuyện bên kia xử lý cũng tương đối rồi. Còn báo săn chắc cũng phải nhanh chóng tuyển thêm người mới, nếu không thì sẽ bị tê liệt mất. Diệp Phàm gật đầu. Trần Quân dẫn theo một trung đội tinh anh nhất của báo săn đến đảo Duy Cơ Tư giúp đỡ tộc người Nạp Tây Mễ huấn luyện quân đội. Theo tin tức mà Trần Quân báo về, là đã thành lập được cho bọn họ một trung đoàn. Tuy nhiên, vũ khí thiếu thốn nghiêm trọng, dù sao tất cả đều cần một khoản tiền lớn. Diệp Phàm cũng phát sầu, đầu tư hơn 2 tỷ vào đảo Duy Cơ Tư như vậy nhưng chưa nhìn thấy chút bọt nước nào cả. Theo tính toán ban đầu của Trần Quân, quần đảo Duy Cơ Tư muốn thành hình thành dạng, không có 100 tỷ thì không thể nào làm được. Số tiền Diệp Phàm đầu tư vào cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng tuyển người ở đâu bây giờ ấy chứ, việc này mong trợ lý Diệp để tâm một chút. Anh quan hệ rộng, bạn bè nhiều, xem họ có nghĩ cách chọn được thêm người không. Nếu không, báo săn chắc sẽ không thể tiếp tục duy trì được. Trịnh Phương cau mày nói. Đương nhiên, Trịnh Phương cũng khóc quá lợi hại. Diệp Phàm biết được ý tứ này. Tác dụng mấu chốt của báo săn chính là huấn luyện nhân tài cho tổ nòng cốt thứ 8. Mà vụ ở núi Sương Bối kia tất cả đều là tam đẳng đỉnh giai. Những người này có khả năng bước vào tứ đẳng và vào tổ nòng cốt thứ 8. Mất đi những người này không khác nào mất đi tài nguyên hậu bị. Trịnh Phương lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Bạn bè thì cũng có một chút, nhưng mà, muốn chiêu nạp người mới thì thực sự rất khó. Người ta không muốn vào, thứ hai những người tôi kết giao được đều là cao thủ, tuổi tác cũng không nhỏ nữa. Diệp Phàm thở dài. Tổ trưởng Diệp, anh chọn giúp tôi 8 người là được. Tôi cũng dám nói hơn. Nhưng số này anh phải giúp tôi một phen. Lần trước tổn thất mất mười mấy người, dù thế nào thì cũng phải bổ sung lại được một nửa số đó.
Trịnh Phương nói. 8 người, hơi nhiều, 2-3 người thì còn có thể. Diệp Phàm lắc lắc đầu, sau đó nhìn Trịnh Phương một cái, cười nói, thật ra, việc này anh hỏi Tề Thiên một chút, có lẽ anh ấy có cách đấy. Cậu ta thì có cách gì, tôi biết mà. Tuy nói có 3-4 người dưới tay cậu ta, nhưng cậu ta coi như bảo bối vậy. Bình thường có hoạt động gì thì đều dựa vào mấy người đó. Nếu để họ vào báo săn thì Tề Thiên lấy cái gì để oai với tôi nữa? Chắc chắn cậu ta sẽ không chịu đâu, Trịnh Phương nói. Vẫn có cách mà. Diệp Phàm cười thần bí. Cách gì? Trịnh Phương hỏi. Tập đoàn quân thứ hai của Vịnh Lam Nguyệt không phải đang thiếu một vị trí quân đoàn trưởng sao? Diệp Phàm cười nói. Ý của anh là đẩy Tề Thiên lên ngựa, anh ta đi rồi thì lôi người về đây sao? Trịnh Phương vừa nghe liền hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, đến lúc đó nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành, kéo hết mấy thủ hạ của anh ta về đây. Diệp Phàm cười nói, việc này tôi không có biện pháp. Không ngờ Trịnh Phương vẫn lắc lắc đầu. Sao lại không có cách, anh lấy danh nghĩa của báo săn đề cử là được mà. Hơn nữa, trước kia Tề Thiên cũng từng làm ở tổ. Đối với cậu ấy tổ cũng không phải là bí mật gì. Anh nói báo săn cần một đồng chí quen thuộc với báo săn đến tập đoàn quân thứ hai để làm công tác liên lạc cụ thể. Đến lúc đó đề cử của anh chính đáng quá còn gì. Cấp trên sẽ suy xét một cách toàn diện. Dù sao, tập đoàn quân thứ hai chú đóng ở đây trên danh nghĩa là hiệp phòng vùng Duyên Hải. Trên thực tế chỉ có một vài người là rõ việc tập đoàn quân thứ hai có tác dụng thực sự là phòng vệ bên ngoài tổ nòng cốt thứ 8. Diệp Phàm nói, hơn nữa, thủ hạ của Tề Thiên không phải chỉ có 3-4 người. Mà còn có 2 đồng chí có thân thủ hơn ngũ đẳng. Thân thủ cao đến đâu thì tôi cũng không có cách trợ giúp Tề Thiên. Trịnh Phương tiếp tục lắc đầu. Ý của anh tôi không hiểu, chẳng lẽ anh không muốn? Diệp Phàm có chút tức giận, khẩu khí nặng lên không ít. Hai, việc này, anh bảo tôi phải nói thế nào chứ? Trịnh Phương gãi đầu, vẻ mặt khó xử. Chẳng lẽ có người giao cho anh cái gì à? Diệp Phàm hỏi, có chút hiểu ra vấn đề rồi. Thôi tôi nói thật với anh vậy, việc này đã có người nói với tôi. Trịnh Phương vẻ mặt xấu hổ. Xem ra cái mặt của tôi cũng không bằng đồng chí giao đãi với anh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Không phải, vấn đề mấu chốt là đồng chí kia tôi không thể từ chối được. Trịnh Phương nói. Anh có thể nói chút được không, dù sao việc này anh cũng không giấu được lâu nữa. Diệp Phàm hỏi. Trịnh Phương hít sâu một cái, cuối cùng mới lên tiếng. Đó là sư đoàn trưởng Trấn Trung Lương của sư đoàn A. Về lý lịch và tuổi tác đã đạt đến tiêu chuẩn, hơn nữa, đồng chí Trấn Trung Lương tác phong cứng rắn. Mấy năm nay đồng chí này làm rất xuất sắc, cấp trên vốn đã có ý định này, vừa hay lại chống một vị trí. Cho nên, anh nói chút xem, tôi có thể từ chối sao? Nếu cấp trên đã có ý này thì đổi một nơi khác, cũng không nhất thiết phải là vị trí quân đoàn trưởng của tập đoàn quân thứ hai mà. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Trấn Trung Lương là con trai của tổ trưởng Trấn Đông Hải của tổ A. Cho dù là Diệp Phàm cũng cảm thấy khó xử. Dù sao khi còn sống tổ trưởng Trấn đối với Diệp Phàm cũng rất tốt. Tất cả mọi người đều biết tập đoàn quân thứ hai là quân đội như thế nào, không những được trang bị đầy đủ, mỗi năm kinh phí được cấp gấp đôi các nơi khác. Hơn nữa, tập đoàn quân thứ hai lại làm một chỗ với báo săn, nhờ sân huấn luyện của báo săn, cái này gọi là gần quan được ban lộc. Có một sân huấn luyện tốt như vậy, không muốn có thành tích cũng khó ấy chứ. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua lãnh đạo ủy ban quân giới đều coi trọng tập đoàn quân thứ hai. Mà lãnh đạo của tập đoàn quân thứ hai cũng được đề bạt rất nhanh, cơ hội nhiều. Anh nhìn Cố Thiên Kỳ thì biết ngay thôi đây đối với quân nhân mà nói đều là giấc mộng. Trịnh Phương nói, anh ngẫm lại xem việc đề cử Tề Thiên có lợi bao nhiêu như thế còn gì. Diệp Phàm nói. Có lợi hơn nữa thì tôi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi, căn bản không có cách gì. Trịnh Phương vẻ mặt khó xử. Không thay đổi ý tưởng đúng không? Diệp Phàm hỏi. Không có cách nào thay đổi, việc này tôi đành phải xin lỗi anh thôi. Trịnh Phương nói. Vậy thì coi như tôi chưa nói gì, tuy nhiên tôi sẽ lấy danh nghĩa của tôi để đề cử đồng chí Tề Thiên. Diệp Phàm nói. Hai, việc này tùy anh thôi, tôi chỉ có thể đề cử đồng chí Trấn Trung Lương. Có một số việc tôi cũng lực bất tòng tâm. Trịnh Phương khẩu khí kiên định. Diệp Phàm biết, không có cách nào để thuyết phục được anh ta. Tuy nhiên, chuyện của báo săn mong anh hãy để tâm một chút. Dù sao anh cũng từng là thủ trưởng của báo săn đối với bộ đội này chắc anh cũng có cảm tình. Huống chi, anh cũng là lãnh đạo tổng bộ, cũng không thể đứng nhìn báo săn đi xuống như vậy có đúng không? Trịnh Phương sau đó nói thêm.
Xem đã, Diệp Phàm có chút tức giận, lạnh nhạt đi vào mật thất. Hai tên này không chịu mở miệng, hơn nữa lúc đầu ở ủy ban kỷ luật tỉnh có người ám thi qua. Cho nên, hai tên này mới ngoan cố như vậy. Cho nên, dưới phân cân thác cốt thủ của tôi thì cuối cùng cũng khai rồi. Vừa mới đi vào mật thất, Vương Triều ha hả cười nói. Anh hùng đứng phía sau hãm hại Lô Minh Châu là ai? Diệp Phàm hỏi. Người đó anh không ngờ được đâu. Vương Triều nói. Xem ra không phải là người cạnh tranh với Lô Minh Châu rồi. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, không ngờ lại là đối thủ cạnh tranh kinh doanh với Lô gia tập đoàn Quốc Tinh. Bọn họ có gần 20 năm ân oán với Lô Thị rồi. Lão tổng của tập đoàn Quốc Tinh Sa Hạo Thủy này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Không ngờ có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy, mà Sa Hạo Thủy cũng rất tỉnh táo, biết Lô Minh Châu rất quan trọng đối với Lô gia. Bà ấy là trụ cột của Lô gia, nếu bà ấy ngã xuống thì việc kinh doanh của Lô gia sẽ bị tụt dốc theo. Từ đó tập đoàn Quốc Tinh có thể dậu đổ bìm leo. Vương Triều nói. Chương 3493, nói giúp. Sa Hạo Thủy không thể trực tiếp ra mặt đi. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, người này tìm người ra mặt, nhưng cũng chỉ ám chỉ Hứa Lâm tham ô không ít Sa Hạo Thủy có thể cho y khe hở này. Đến lúc đó hoàn toàn có thể giảm bớt hình phạt, hơn nữa với thực lực của nhà họ Sa mà nói cũng có thể cho Hứa Lâm đường lui. Nhà họ Sa còn đồng ý cho nhà của Hứa Lâm 10 triệu làm chi phí trong gia đình. Đến lúc đó khi Hứa Lâm ra tù cũng không đến mức trống trơn không có một đồng. Ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống sau này của Hứa Lâm. Vương Triều nói. Việc này không liên đới đến Sa Hạo Thủy nên uy hiếp đối với y cũng không phải đặc biệt lớn. Nếu Sa Hạo Thủy nhúng tay lần này chúng ta phải hung hăng làm cho y dụng mấy cân thịt mới được. Thứ nhất cũng có thể vì nhà họ Lô đã kích y một chút có phải không? Diệp Phàm nói. Phải bắt được người liên lạc chúng ta tìm hiểu nguồn gốc. Đến lúc đó có lẽ đụng được đến người Sa Hạo Thủy. Vương Triều nói. Được, hai người này tranh thủ thời cơ ngày mốt ném đi ra ngoài. Việc này nếu chúng ta làm cũng không cần phải kéo dài lâu lắm. Vương Phong cũng bị chúng ta trừng phạt, có lẽ mỗi buổi tối đều là ác mộng. Tối nay gọi người nhà họ Lô đến bàn đối sách một chút. Diệp Phàm nói, thật ra không cần Diệp Phàm nói, người nhà họ Lô đã luôn chờ Diệp Phàm ở Sở Thiên Các. Chúng tôi và nhà họ Sa không riêng gì cạnh tranh trong buôn bán, mấy chục năm trước giải phóng hai nhà chúng tôi thường xuyên đánh nhau. Hơn nữa, một lần tranh đấu kịch liệt nhất hai bên đều chết mấy người. Chính Sa Thiên Giã đã bị đánh chết trong trận chiến đó. Mối thù này càng kết càng sâu, hiện giờ tuy chuyện đánh nhau cực ít nhưng nhà họ Sa vẫn coi chúng tôi là kẻ thù. Phàm là chuyện có thể phá hư chuyện của chúng tôi bọn họ đều sẽ làm. Dù lỗ vốn cũng làm. Lô Bạch Vân nói. Xem ra, mâu thuẫn của các ông không thể điều hòa có phải không? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Tuyệt đối không có cách nào, hai gia tộc lớn như vậy từ trên xuống dưới có mấy trăm người. Cậu có thể thuyết phục một người nhưng không thể thuyết phục mười mấy người. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng các ông thực lực tương đương, muốn đối phương ngã hoàn toàn cũng không thể nào có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, cho nên, nhà họ Lô chúng tôi vẫn chú trọng bồi dưỡng người trong họ trong quan trường. Lô Bạch Vân nói. Nhà họ Sa không có người trong quan trường sao? Diệp Phàm hỏi. Cũng có, bọn họ cũng biết điều này. Sa Đình Đông giữ chức phó cục trưởng cục chống tham nhũng. Là cán bộ cấp bộ, còn có một người nhận chức ở tỉnh Thiên Vân. Nhưng cấp bậc không cao lắm, cấp phỏ. Mà Minh Châu cấp bậc cao hơn bọn họ, nhà họ Sa ghen tức chuyện này, cho nên, có lẽ luôn theo dõi Minh Châu. Phàm là có việc gì liên quan đến Minh Châu bọn họ đều ra tay. Nhưng Minh Châu có nhà họ Lô chúng tôi ủng hộ tài lực, tuyệt đối không phạm sai lầm về vấn đề tiền. Tiền không thành vấn đề. Vấn đề khác cơ bản không có. Hơn nữa Minh Châu cho đến bây giờ vẫn cẩn thận, cho nên, mấy năm nay tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng cũng không ảnh hưởng đến chức vụ. Nhưng chuyện lần này không thể tưởng tượng được nhà họ Sa lại làm chu đáo chặt chẽ như vậy. May mắn có Chủ tịch Diệp giúp đỡ, nếu không Minh Châu có vượt qua được khó khăn này không cũng khó nói. Ân tình của Chủ tịch Diệp đối với nhà họ Lô mãi mãi ghi nhớ. Lô Bạch Vân nói. Ha ha. Không cần nói những lời này, chỉ với quan hệ của tôi và Lô Vĩ cũng không cần khách sáo. Diệp Phàm khoát tay áo. Đúng rồi, các ông định giải quyết chuyện này như thế nào? Muốn đánh Sa Hạo Thủy có lẽ rất khó. Việc này không thể liên hệ đến y, nhiều nhất có thể kéo ra một người thấp bé trong họ cũng không tồi rồi.
Lô Bạch Vân nói. Nhưng chuyện này nhà họ Lô chúng tôi chắc không thể dừng tay như vậy. Đúng vậy, ít nhất phải lột ra Sa Hạo Thủy mới được. Lô Vĩ Hử nói, người nhà họ Lô vừa đi không ngờ Kiều Hoành Sơn gọi điện thoại đến. Cháu ở đâu? Kiều Hoành Sơn hỏi luôn. Cháu đang ở Thủy Châu, giải quyết chút việc ở đây. Diệp Phàm nói. Vậy vừa đúng lúc. Kiều Hoành Sơn nói. Đúng lúc. Diệp Phàm hỏi, không hiểu sao. Đúng vậy, tập đoàn quân thứ hai trú tại Thủy Châu thiếu một vị trí phó quân đoàn trưởng. Trước kia cháu từng đảm nhiệm thủ trưởng của báo săn. Chuyện Thế Hào nhờ cháu vậy, cháu nhất định phải nghĩ cách tiến cử Thế Hào với thủ trưởng báo săn. Còn đại quân khu lĩnh Nam bác sẽ nghĩ cách, tuy bác đã rời quân khu lĩnh Nam nhiều ngày. Nhưng bác nghĩ bọn họ vẫn phải nể mặt ông già này một chút có phải không? Kiều Hoành Sơn nói. Hơn nữa, Thế Hào ở sư đoàn Hồng Kiềm cũng là vương bài của quân khu. Cháu cũng có lý do đi tìm thủ trưởng báo săn đề cử nó có phải không? Đương nhiên, hơn nữa, dù là quân ủy bác cũng có cách. Nhưng việc này sợ cháu làm không được. Diệp Phàm thở dài, không thể tưởng tượng được Kiều Thế Hào cũng đến góp vui. Cháu nói gì thế? Kiều Hoành Sơn thẳng thắn phong cách quân nhân. Không phải cháu không muốn giúp, thật là không giúp được. Diệp Phàm nói, đến giờ hắn cũng cảm nhận được tình cảnh lúc trước của Trịnh Phương. Cháu không giúp, ta tôi biết rõ. Cháu làm sao có thể không giúp được, một câu thôi, cháu giúp hay không giúp? Kiều Hoành Sơn đùa. Diệp Phàm thật sự là khó muốn chết, Kiều Hoành Sơn chính là người thân của mình, hơn nữa ông ấy đã từng giúp mình không ít. Ví dụ như lúc trước Yến Nguyệt chính là Kiều Hoành Sơn giúp. Nói thật với bác, Trịnh Phương đã chọn người khác rồi. Việc này cháu đi tìm anh ta kiên quyết không đổi người. Bác nói xem cháu có cách nào, chẳng lẽ bắt anh ta lại đánh. Diệp Phàm nói. Cháu nhất định là từ chối, hình như cháu vẫn là lãnh đạo của Trịnh Phương, cậu ta dám không nghe lời cậu sao. Dù lấy khí thế của lãnh đạo ép Trịnh Phương cũng phải làm. Nếu không, lãnh đạo như cậu có thể làm gì? Kiều Hoành Sơn hừ nói. Ép không được, việc này cháu nói thật, nghe nói đây là ý tứ của cấp trên, bác nói xem, bảo cháu ép thế nào. Diệp Phàm nói. Cấp trên nào? Kiều Hoành Sơn hỏi vội. Còn có cấp trên nào, cấp trên của báo săn? Diệp Phàm nói. Cháu có thể chỉ đạo công việc của bọn họ thôi, nghe nói cháu cũng là một trong những nhân vật quan trọng. Việc này cháu không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với ta. Trước kia ta ở quân khu lĩnh Nam đã biết rõ về cháu. Hơn nữa, nghe nói cháu là quân bài quan trọng hình như còn là vương bài trẻ tuổi. Dù là lãnh đạo tổ đặc nhiệm A cũng phải lo lắng đến đề nghị của cháu có phải không? Kiều Hoành Sơn nói. Cháu thật không có cách nào. Nguyên nhân trong đó cháu không tiện nói. Bác cả, bác phải tin tưởng cháu, có thể giúp cháu lại không giúp sao? Diệp Phàm cháu là con cháu nhà họ Kiều, không thể lừa gạt. Diệp Phàm nói. Việc này cũng không chắc, cháu thường xuyên làm việc khác người mà. Lần trước chuyện giúp Kiều báo quốc nghe nói cháu cũng không để tâm. Còn chuyện của Thế Hào, có lẽ cháu càng không quan tâm. Cậu kiêu ngạo, trước kia cả lời của Viễn Sơn cũng không nghe. Hiện giờ cánh cứng có phải muốn đơn độc tôi cũng không quan tâm, nhưng chuyện Thế Hào cháu phải giúp. Không giúp lần sau tôi không cho cháu bước vào nhà họ Kiều. Kiều Hoành Sơn nói, Diệp Phàm biết ông ấy đang kích thích hắn. Cũng không phải Kiều Hoành Sơn thật sự bá đạo, đương nhiên từng làm tư lệnh viên của một quân khu phong cách của Kiều Hoành Sơn cũng luôn luôn khí phách mười phần. Cháu nói là tình hình thực tế bác lại không tin, cháu thật sự là không có cách nào. Diệp Phàm nói. Không nói nữa, việc này cứ giao cho cháu. Kiều Hoành Sơn bá đạo mười phần cúp điện thoại, một lúc sau Cung Khai Hà gọi điện thoại đến. Diệp Phàm, lần này tập đoàn quân thứ hai có cái ghế trống. Ý của tổ là đề cử đồng chí Trấn Trung Lương. Cung Khai Hà nói. Đối với đồng chí Trấn Trung Lương tôi không có ý kiến gì, hơn nữa tôi cũng sẽ không phản đối. Diệp Phàm nói. Cậu không có ý kiến không được, việc này cậu phải đứng ra kiên quyết ủng hộ mới được. Đồng chí Đông Hải còn sống đã có cống hiến bất hủ với tổ chúng ta. Tổ chúng ta có thể giúp chỉ là lúc này. Chúng ta không thể để cho trái tim của hậu duệ tổ đặc nhiệm A băng giá. Cung Khai Hà thở dài. Việc này đừng hỏi tôi vì việc này mà đã sắp phân thành hai. Hơn nữa, chuyện này nếu tổ quyết định còn hỏi tôi làm gì? Hay trong tổ còn có đồng chí phản đối? Diệp Phàm nói. Cung Khai Hà không ngờ không nói gì. Thật lâu sau mới nghe ông ấy thở dài nói.
lòng người khó dò, hơn nữa, tổ trưởng Trấn đi rồi nhân sự của tổ điều chính cũng tương đối lớn. Điều chỉnh thì điều chỉnh nhưng người lâu năm cũng không ít. Việc này các đồng chí phản đối hẳn là không chiếm ưu thế có phải không? Diệp Phàm nói, tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể hướng về một chỗ. Nếu không bàn tán nhiều ảnh hưởng cũng không tốt đối với Trung Lương. Ví dụ như vì công lao và thành tích lịch sử. Cung Khai Hà nói, không phải tôi không ủng hộ, chuyện này tôi thật sự không có cách nào ủng hộ. Ông xem, các đồng chí điều kiện thích hợp cũng không ít. Ví dụ như đồng chí Tề Thiên của Sư đoàn Hướng Hổ. Đồng chí Kiều Thế Hào của Sư đoàn Hồng Kiếm. Ông nói xem, bảo tôi phải nói thế nào. Tề Thiên là anh em sống chết của tôi, ông cũng biết tình hình của nó. Kiều Thế Hào cũng không cần nói, ông biết quan hệ của tôi và cậu ấy. Nếu bảo tôi ủng hộ Trung Lương, hai đồng chí còn lại nghĩ như thế nào? Cho nên, tôi chỉ có thể đồng ý không phản đối nhưng không ủng hộ. Không phải Diệp Phàm tôi không nhớ bạn cũ, là không có cách nào. Không phản đối là cách ủng hộ lớn nhất của tôi. Diệp Phàm nói, uống nước chớ quên người đào giếng. Đồng chí Đông Hải khi còn sống quan tâm không ít đến cậu. Cậu suy nghĩ một chút tôi sẽ không nói nữa. Nhưng vì chuyện xảy ra ở núi Sương Bối mà báo săn tổn thất nhiều nhân viên. Làm một ủy viên trung tâm, cậu phải nghĩ cách để tuyển thêm nhiều người. Tuy nói cậu không làm việc ở tổ nhưng về nhân tài cậu không thể không quan tâm. Cung Khai Hà nói. Trịnh Phương nói gì với ông có phải không? Diệp Phàm có chút căm tức. Chương 3494, bị người tố cáo rồi. Trịnh Phương, cậu ta đã nói cái gì? Chuyện này tôi đã sớm suy nghĩ rồi. Chẳng qua là chưa kịp nói chuyện với cậu thôi. Cung Khai Hà nói. Chuyện này tôi cố hết sức rồi, cũng phải giành lấy cơ hội mới được. Nếu không Diệp Phàm tôi không phải là cao thủ ra tay nữa rồi. Diệp Phàm nói, trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này mình và Trịnh Phương chắc là không dám sang bên kia nói chuyện. Chuyện này, mách lẻo sau lưng sẽ phiền người ta nhất. Cúp điện thoại không lâu Diệp Phàm buồn bã, Kiều Viễn Sơn cũng đến rồi. Nghe Hoành Sơn nói. Đối với chuyện của Thế Hào còn không được nhiệt tình đúng không? Kiều Viễn Sơn hỏi. Không phải là không nhiệt tình mà là nhiệt tình không nổi. Diệp Phàm nói. Thái độ này của con là gì thế hả? Sao muốn nhiệt tình mà lại nhiệt tình không nổi? Có lẽ Kiều Viễn Sơn hơi tức giận. Ba, con sẽ nói thật với cha. Vốn là con muốn đề cử Tề Thiên, xem ra bây giờ không được rồi. Diệp Phàm nói. Không phải là Tề Thiên vừa mới đề cử Thế Hào rồi sao? Kiều Viễn Sơn hỏi, Thế Hào cũng không được, thành phố quyết định, con có thể lật lại quyết định đó được sao? Dù sao thì Kiều Viễn Sơn cũng biết sự tồn tại của tổ A, Diệp Phàm cũng không giấu giếm làm gì. Hừ, vậy thì chứng tỏ trong tổ các con cũng không thể quyết định được suy nghĩ của ủy ban quân giới được. Kiều Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng. Việc này con cũng không thể giúp được ai, mọi người gây sức ép thế nào thì tự mình đi khắc phục thôi. Không phải là con không giúp mà giúp thế nào đây? Cha của đồng chí trong đó trong tổ lúc sinh thời có ân với con sâu tựa biển khơi, Diệp Phàm con không muốn làm hạng người vong ân bội nghĩa. Như vậy con thành ra cái gì nữa? Cho nên, cho dù chuyện này là con cũng sẽ thế thôi. Diệp Phàm nói, vị đồng chí trong tổ kia đối với con ân sâu như biển, còn có phải Kiều gia chúng ta đối với con vong ân phụ nghĩa phải không? Khẩu khí của Kiều Viễn Sơn nghiêm khắc hơn, ông còn thở dài nói thêm. Tình hình hiện giờ của Kiều gia con là người rõ nhất. Đến giờ ta và Hoành Sơn đều già hết rồi. Nhưng chúng ta còn chưa được tìm người nối nghiệp. Nếu đợi Hoành Sơn không rút lui được thì cũng chẳng có cách nào mà giúp được Thế Hào. Vậy sau này càng không có hy vọng. Bác cả đối với con không tồi, trên cơ bản là có cầu tất có cung, nói ra còn dễ chịu hơn ta nhiều. Điều này con rất rõ. Diệp Phàm nói. Rõ rồi mà còn nói chuyện thế à, ba thấy chính là con không rõ. Căn bản là còn không phân biệt được người ngoài và người thân nữa. Kiều Viễn Sơn hừ lạnh nói. Con phân biệt rất rõ, không thể mắc nợ người ngoài, chuyện của người thân có thể hoãn được. Diệp Phàm nói. Được rồi, con tự suy nghĩ đi, sau này vẫn còn cần nhiều sự giúp đỡ của bác cả con đấy. Kiều Viễn Sơn thở dài, cũng không nói gì nữa. Cơm tối là Lô Vĩ mời, gọi ba người Hạ Hải Vĩ, Đoàn Hải Thiên và Lật Nhất Tiêu cùng ăn. Địa điểm là ở Phi Vân Các. Ở thành phố Thương Hải, Phó Cục trưởng Cục Công an Vu Kiến Thần nghe nói Diệp Phàm đã trở về đã từ thành phố Thương Hải chạy tới Thủy Châu. Kiến Thần, bây giờ Thương Hải cũng khá nhỉ. Diệp Phàm cười vỗ vai Kiến Thần.
Cũng thường thôi. Phu Kiến Thần cười nói, nhưng vẫn lộ ra thần thái khó che đậy. Lúc nào ngồi trên ghế vàng cục trưởng tôi sẽ đặc biệt đến thăm anh. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy sếp Phu, anh chuẩn bị tất cả các điều kiện đi. Lô Vĩ cười nói. Khó đấy, tuy ghế vàng cục trưởng cũng giống với cấp bậc của tôi. Nhưng khó lên lắm, cục công an thành phố Thương Hải có đến 6 phó cục trưởng. Hơn nữa cục trưởng đương nhiệm Lưu Tư Đông đến Thương Hải cũng chưa được 3 năm. Và lại, cục trưởng Lưu còn kiêm luôn cả chức trợ lý chủ tịch thành phố nữa cơ. Vẻ mặt của Vu Kiến Thần có hơi chua xót. Không vội, từ từ sẽ được. Hạ Hải Vĩ an ủi nói. Vội cũng vô ích thôi, bây giờ lề lối làm việc của thành phố hoàn toàn không giống với mấy năm về trước. Về cơ bản người ra đã đi hết rồi, bây giờ nhìn toàn là những gương mặt mới. Đoàn Hải Thiên thở dài. Quan trọng là nhân vật số 1 tỉnh ủy là Sở Nhất Cư, số 2 là Trần Nguyệt Thanh, hai đồng chí nào chúng ta lại chẳng có qua lại gì. Mà vị trí cục trưởng cục công an thành phố Thương Hải lại không phải là nhỏ. Diệp Phàm nói. Chuyện của trưởng ban Minh Châu đang gấp, còn chuyện của Lô Vĩ, nếu có trưởng ban Minh Châu cùng liên thủ với chúng ta thì mới có thể nắm chắc được. Đoàn Thiên Hải nhăn mặt. Không sao, trưởng ban Minh chỉ trở lại trong nay, mai. Diệp Phàm nói. Tôi lại quên mất cậu, cậu nhúng tay vào phải không? Đoàn Thiên Hải nói. Ha ha. Diệp Phàm cười hai tiếng. Nhưng, làm như vậy có lẽ sẽ nảy sinh những ảnh hưởng không tốt đến chuyện của bản thân trưởng ban Minh Châu. Hạ Hải Vĩ nói. Tuy rằng chuyện này là trưởng ban Minh Châu bị oan nhưng muốn loại bỏ ảnh hưởng trong thời gian ngắn e rằng khó đấy. Nếu để mất cơ hội thì loại bỏ ảnh hưởng sẽ quá muộn. Chưa chắc, chuyện lần này nhất định phải chỉnh đốn lại một chút. Diệp Phàm hừ nói. Ừ, nếu muốn làm thì phải nắm chắc, thời gian loại bỏ ảnh hưởng cũng phải nhanh. Hơn nữa, ngược lại sẽ càng chứng minh trưởng ban Minh Châu trong sạch. Cái này lại vừa tạo ra được một tấm gương mẫu mực. Đoàn Thiên Hải gật đầu, lúc đang uống chút rượu thì có điện thoại của phó trưởng ban thường trực Quách Thiên Minh gọi đến. Không phải nghe nói cậu đang ở Thiên Vân, sao lại đến Thủy Châu vậy? Quách Bình Minh cười hỏi. Có cách nên phải vất vả thôi mà. Diệp Phàm cười nói. Vất vả thì không sao nhưng tôi vừa về đã có người tố cáo cậu lên thành phố rồi. Quách Thiên Minh nói. Có lẽ là đồng chí Vương Phong ủy ban kỷ luật quốc gia. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đúng là phó trưởng ban Lan của ủy ban quản lý giám sát gọi điện đến, nói chuyện Vương Phong bị cậu tát. Hơn nữa còn chỉ rõ cậu hành động quá thô bạo, trong công việc có thể hợp tác với Vương Phong, tại sao lại hành động như kẻ lưu manh thế? Và lại, trong vụ án của đồng chí Lô Minh Châu cậu ra tay điều ra rất thô bạo, can thiệp cả vào công việc của ủy ban kỷ luật. Cậu muốn gặp Lô Minh Châu cũng đúng nhưng phải có sự đồng ý của đồng chí Vương Phong là người phụ trách chính mới được. Nếu như cái gì cũng lấy nắm đấm ra giải quyết thì quốc gia còn gì là pháp luật nữa. Trưởng ban Quách nói. Trưởng ban Quách, có lẽ anh chưa từng thấy bộ mặt kiêu ngạo của Vương Phong. Hơn nữa tên này còn quấy nhiễu tôi phá án. Giống như là sai bảo tôi vậy. Dù gì thì Diệp Phàm tôi cũng là trợ lý của bộ trưởng, sao có thể thành người hầu cho đồng chí tiểu phó Vương Phong đó được. Lẽ nào ngành này của chúng ta không bằng ủy ban kỷ luật hay sao? Tôi giám sát vụ án này chứ không phải là tùy tùng của Vương Phong. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hơn nữa, tôi thấy trưởng ban Lan, người này cũng quá bao che cấp dưới rồi. Ít nhất anh cũng phải làm rõ chuyện này rồi mới nói chuyện có đúng không? Chứ không phải chỉ trích tôi làm càn. Tôi ra tay, thực sự là quá tức giận thôi. Hơn nữa, Vương Phong cố tính ngăn cản, tôi không ra tay không được. Ha ha ha, Vương Phong anh ta cho rằng mình mới chính là người phụ trách vụ án. Hơn nữa đồng chí trong ủy ban kỷ luật quốc gia có lẽ ai cũng có một chút tâm lý quái dị. Đồng chí này gặp cậu thực sự là xui xẻo rồi. Nhưng cậu là người tham gia, cũng không thể mạnh tay thế được. Quách Thiên Minh cười. Điều này thì anh sai rồi, trưởng ban Quách. Diệp Phàm cười nói. Sai rồi, nói thế là sao? Quách Thiên Minh hỏi. Tôi đi giám sát chứ không tham gia. Diệp Phàm nói. Chuyện này là đích thân trưởng ban lo liệu. Nghe nói là xuống tham gia. Cậu cứ khăng khăng phải giám sát như vậy e rằng đồng chí Lan Tiềm sẽ không đồng ý. Hai chữ tham gia và giám sát này ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Quách Thiên Minh nghiêm túc nói. Tôi cũng chẳng làm bậy, tôi thì giám sát theo giấy của chính tay đồng chí Phó Bí Thư ủy ban kỷ luật Lục Hải Bình đã ký. Lẽ nào chuyện này họ chưa lên tiếng với anh sao?
Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Tôi thực sự không biết, xem ra cậy thực sự có năng lực. Quách Thiên Minh cười nói. Nhưng, cậu đánh người và chuyện giám sát chẳng có quan hệ gì đến nhau cả. Vương Phong khăng khăng muốn ngăn cản cậu không để ý đến gã là được chứ đánh người là không nên. Đánh anh ta là con nhẹ đấy, người này nhân lúc tôi và Lô Minh Châu đang nói chuyện đã lén lút mang hai phạm nhân Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh đi rồi. Còn giấu ở chùa Tượng Đồng ở Thủy Châu, tôi không thể tin nổi, anh nói xem có đáng tức hay không. Diệp Phàm hừ nói. Vương Phong có nghi ngờ, người này thật kỳ lạ. Quách Thiên Minh nói. Tôi cũng cảm thấy bực bội, có lẽ là Vương Phong nghe được tin đồn hoặc gì đó. Nhưng, không lâu sau tôi đã liên hệ được với Ủy ban Kỷ luật tỉnh Nam Phúc biết được địa điểm đã đổi của bọn họ. Chỉ là tên Vương Phong này đã làm mất người rồi thôi. Hơn nữa, lúc trước còn muốn che giấu chuyện này, cuối cùng vẫn là gã ra tay. Hiện giờ hai thủ phạm của vụ án này không thấy đâu. Tôi không tìm Vương Phong gây phiền toái thì tôi gã còn dám tố cáo tôi. Diệp Phàm nói. Người muốn làm thì không được, sao có thể chứ thế chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Quách Thiên Minh hỏi, Diệp Phàm mang chuyện kể cho ông ta nghe một chút. Ha ha, Vương Phong gặp cậu xui xẻo là cái chắc rồi. Quách Thiên Minh cười nói. Trưởng ban Quách, anh nói câu này hơi quá rồi. Diệp Phàm cười nói. Nhưng đồng chí Diệp Phàm này, có những chuyện nếu đùa quá mức sẽ phát hỏa đấy, vừa phải thôi. Hơn nữa, Ủy ban Kỷ luật phá án rất nghiêm túc không phải trò đùa. Đương nhiên tôi tin cậu sẽ xử lý tốt. Còn về phần chuyện tát Vương Phong, thực ra chuyện này xử lý dễ thôi. Tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Lan Tiềm. Không thể để cho người khác chỉ trích chúng ta được đúng không? Chuyện này có lẽ Lan Tiềm sẽ giải quyết được, ta cũng nên phê bình bọn họ có những đồng chí cá biệt khác người. Trưởng ban Quách nói, Diệp Phàm cũng hiểu. Người ta là trưởng ban Quách sớm đã nhìn ra manh mối trong chuyện này. Có lẽ chuyện hai thủ phạm mất tích này mình làm sẽ không bằng nếu không anh ta đã không nói chuyện như thế. Ha ha, vậy làm phiền trưởng ban Quách rồi. Diệp Phàm cười nói, lúc này là trưởng ban Quách gọi điện, cấp trên có phản ứng rất nhanh. Buổi sáng hôm sau Diệp Phàm bị Hướng Đông Phương gọi đến. Đi vào văn phòng của bí thư đã phát hiện ra Vương Phong ở đó. Hơn nữa Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện ra, trong vòng một đêm mà đầu tóc của Vương Phong kia bạc trắng một nửa. Hôm nay gọi cậu đến đây chủ yếu là cùng với đồng chí Vương Phong chuyển giao vụ án này một chút. Hướng Đông Phương nói. Chương 3495, cuộc chuyển giao nhàm chán. Chuyển giao, là ý gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Ý của lãnh đạo cấp trên là đồng chí Vương Phong không thích hợp điều tra vụ án này, để ông ấy lập tức về Bắc Kinh. Còn người chính tay Phó Bí Thư Lục Hải Bình phê duyệt phụ trách giám sát vụ án này là cậu. Cho nên, ý của lãnh đạo cấp trên là từ bây giờ để cậu làm chủ xử lý vụ án này. Còn công việc của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi là sẽ phối hợp với cậu. Hướng Đông Phương nói. Diệp Phàm hiểu có lẽ là Lan Tiềm muốn bảo vệ Vương Phong. Cho nên mới để anh ta rút lui đúng lúc như vậy. Nói cách khác nếu như không tìm thấy Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh thì Vương Phong cũng chẳng làm nổi vụ án này. Thứ hai, có lẽ là Vương Phong ít nhất cũng sẽ bị xử phạt nặng. Còn để cho Vương Phong rút lui Lan Tiềm đẩy ngọn núi này sang cho Diệp Phàm. Tôi không có nhiều thời gian để làm chủ vụ án này, để Ủy ban Kỷ luật các ông làm chủ là được rồi. Tôi giám sát. Diệp Phàm cố tình thuận nước đầy thuyền cho Hướng Đông Phương. Ha ha, chúng tôi không thể. Cấp trên đã quyết định chúng tôi không thể thay đổi được. Hướng Đông Phương nói. Phiền thật, hai nghi phạm của vụ án này không thấy đâu, bảo tôi xử lý thế nào đây? Diệp Phàm cố tình nhăn mặt. Quả nhiên Vương Phong vừa nghe thấy thì mặt đã đỏ bừng lên. Đồng chí Diệp Phàm, trong chuyện này tôi có phần không đúng. Nhưng tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi sẽ về thỉnh tội với trưởng ban Lan. Đây là tài liệu của vụ án này anh hãy cất kỹ. Vương Phong cũng không thể giả ngốc nổi nữa nhanh chóng muốn giữ người lại. Vậy đồng chí mà anh mang đến thì sao? Diệp Phàm hỏi. Tất cả sẽ theo tôi về, vụ án này chuyển toàn quyền cho anh. Còn người thì tùy anh lựa chọn, lấy cấp dưới của Ủy ban Kỷ luật là chính. Vương Phong nói, hình như trong đó có chút vấn đề, cấp bậc của đồng chí Minh Châu để đâu rồi? Không thích hợp để cho đồng chí trong Ủy ban Kỷ luật lo liệu vụ án này. Diệp Phàm cố ý làm khó người này, ít nhất cũng phải nói lại mấy câu khiến anh ta khổ sở một chút. Anh là đồng chí mà tự tay Bí Thư Lục ký duyệt, anh chính là đại diện cho Ủy ban Kỷ luật quốc gia xử lý vụ án này.
Vương Phong nói. Anh đã nói thế thì tôi phải tiếp nhận thôi, nhưng tôi nghĩ lần này để cho đồng chí Hướng Đông Phương làm tổ phó tổ điều tra. Diệp Phàm nói. Không được, không được, tôi và đồng chí Minh Châu vẫn là đồng nghiệp. Để tôi đảm nhiệm phó tổ trưởng không thích hợp, công việc của nhân viên trong ủy ban kỷ luật vẫn do cậu lựa chọn. Hướng Đông Phương vội từ chối. Diệp Phàm hiểu rằng không thấy thủ phạm trong vụ án này, đương nhiên Hướng Đông Phương cũng không muốn lại tham gia vào. Hoàn toàn không giống với suy nghĩ ban đầu của hắn. Nếu đã như vậy, tôi đề cử đồng chí Hạ Hải Vĩ làm tổ phó tổ điều tra. Để anh ta toàn quyền phụ trách vụ án này. Còn tôi phụ trách giám sát và đốc thúc. Chuyện này còn phải thông báo một chút đến trưởng ban Lan và tỉnh ủy Nam Phúc. Vẻ mặt của Diệp Phàm nghiêm túc. Được, anh quyết định thế nào thì cứ như thế mà làm đi. Tôi gọi đồng chí Hải Vĩ đến. Hướng Đông Phương không chút do dự mà gọi điện cho Hạ Hải Vĩ đến. Nếu đổi lại là trước kia, Hướng Đông Phương sẽ nghĩ cách ngăn cản. Lúc trước muốn giành công, bây giờ công thành công cốc đương nhiên chẳng ai thích. Sau khi chuyển giao công việc, Vương Phong vội vàng dẫn người đi. Hướng Đông Phương trực tiếp dẫn Diệp Phàm vào văn phòng của Sở Nhất Cư. Nghe xong báo cáo của hai đồng chí Sở Nhất Cư gọi cho Chủ tịch tỉnh Trần Nguyệt Thanh và Phó Bí thư Đoàn Hải Thiên đến để nghe đề cử của Diệp Phàm. Cuối cùng Hạ Hải Vĩ đảm nhiệm chức tổ phó cũng được ba đồng chí kia gật đầu đồng ý. Còn Hướng Đông Phương báo cáo chuyện này lên Phó trưởng Ban Lam, ông ta cũng đồng ý với đề cử này của Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, tập đoàn Hoành Không hiện tại làm rất khá. Chúng ta cùng nhau uống chén trà đi. Nhân vật số một tỉnh ủy Sở Nhất Cư này cười nói mời Diệp Phàm ngồi nghỉ ở phòng bên ngoài, uống trà nói chuyện phiếm. Bí thư Sở quá khen rồi, chỉ tạm tạm thôi. Hơn nữa, tập đoàn chúng tôi còn nợ mấy tỷ chưa trả được. Nhiệm vụ còn gian khổ lắm. Đương nhiên tiền đồ cũng rất sáng lạn. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Không nhiều, con số mà các anh công bố là 2 tỷ. Hơn nữa nhìn vào sự phát triển của tập đoàn Hoành Không, đến cuối năm cơ bản có thể trả hết nợ ngoài. Diện tích quy hoạch sang năm làm xong, đến lúc đó thì đúng là lộc vào như nước. Chủ tịch tỉnh Trần Nguyệt Thanh cười nói. Xem ra, tập đoàn Hoành Không của chúng tôi vị chủ tịch tỉnh theo dõi rồi. Diệp Phàm nói đùa một câu. Giám đốc Diệp. Cậu cũng là người của Nam Phúc chúng ta. Hơn nữa, thời gian công tác trong tỉnh cũng không phải là ngắn. Tính ra cậu cũng là cán bộ từ tỉnh Nam Phúc mà lên. Chủ tịch Trần cười nói có hàm ý sâu xa. Đương nhiên rồi, chủ tịch Trần nói đúng lắm. Chưa giây phút nào tôi quên mình là người của Nam Phúc. Dù có phải xa nước tha hương cũng vậy. Diệp Phàm cười nói. Vậy là được rồi, nghe nói tập đoàn Hoành không có đầu tư lớn bên Việt Châu. Sở Nhất Cư nói. Đúng vậy, chúng tôi có làm ăn với công ty Yến Nguyệt còn có một xưởng đóng tàu. Diệp Phàm nói. Xem ra, xó đầu tư lớn ở Việt Đông Đô cậu đã quên mất quê hương của mình rồi. Sở Nhất Cư lại nói đùa. Bí thư Sở đâu có ạ? Diệp Phàm giả ngốc. Không thể quên quê hương cần phát triển. So với thành phố Việt Châu, Thủy Châu vẫn cần cơ hội hơn. Sở Nhất Cư nói. Tập đoàn Hoành Không đang trong giai đoạn phục hồi. Một khi đã có cơ hội phát triển Diệp Phàm tôi nhất định sẽ không quên mình là người Nam Phúc. Diệp Phàm bày tỏ thái độ. Chủ tịch Diệp, tôi hy vọng cậu để ý đến khu phía tây của thành phố, thế nào? Chủ tịch tỉnh Trần nói. Khu phía tây, ha ha, tình hình cũng có chút tương tự như khu Lục Loan của Vinh Thành ở tỉnh Thiên Vân. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp giỏi thật, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Đoàn Hải Thiên cười đùa. Đúng rồi. Nghe nói bây giờ tập đoàn Hoành Không còn quản lý cả khu Lục Loan. Điều này nói lên tập đoàn Hoành Không sẽ có kế hoạch cải tạo khu Lục Loan. Bí thư Sở cười nói. Quy hoạch của tập đoàn Hoành Không chính là dựa vào tình hình thực tế, tập đoàn có rất nhiều kinh nghiệm về quy hoạch lớn để tham khảo. Một khu Lục Loan chắc hẳn không làm khó được Hoành Không. Nếu không tỉnh ủy Thiên Vân cũng đã không ra một quyết định thận trọng như vậy. Hơn nữa. Thành phố Vinh Thành vừa mới thông qua phê duyệt tổng hợp lại khu thí điểm cải cách. Tỉnh Thiên Vân mang mốt gánh nặng như vậy giao cho tập đoàn Hoành Không, nói lên điều gì chứ? Trần Nguyệt Thanh nói. Nói lên năng lực của đồng chí Diệp Phàm sẽ mang khu thí điểm Lục Loan phổ biến rộng ra toàn bộ thành phố Vinh Thành. Sở Nhất Cư và Trần Nguyệt Thanh cứ kẻ sướng người họa. Còn Diệp Phàm phát hiện Đoàn Hải Thiên đang nháy mắt mình, trong lòng lập tức hiểu được có lẽ hai vị đứng đầu tỉnh Nam Phúc này muốn mượn thứ gì đó của mình. Chuyện vẫn chưa bắt đầu tiến hành, Diệp Mỗ nào dám nói có khả năng cải tạo được khu Lục Loan. Hơn nữa,
nói ta khu Lục Loan này chỉ là dựa vào quy hoạch của Hoành Không thôi. Do thành phố Vinh Thành cùng tập đoàn Hoành Không có cùng quản lý. Mà chúng tôi chính là người quản lý, chủ quản vẫn là thành phố Vinh Thành. Chúng tôi vẫn phải giúp một chút sức lực, về phần nói đến chủ thể cái tạo quy hoạch này vẫn là do thành phố Vinh Thành làm. Chúng tôi chỉ cung cấp một chút kinh nghiệm thôi. Diệp Phàm muốn đùn đẩy. Ha ha, chủ tịch Diệp khiêm tốn quá. Thực ra, là một người của Nam Phúc, nếu chủ tịch Diệp có thể quay về tỉnh làm việc thì chẳng phải là sẽ xây dựng được quê hương mình sao? Vậy còn hiệu quả hơn cả các cậu đầu tư trực tiếp. Trần Nguyệt Thanh cười nói. Quay về công tác, ha ha ha, ở bên kia tôi còn bao nhiêu việc đã xử lý xong đâu. Hơn nữa khu kinh tế Hoành Không mới được thành lập, nhiều việc còn đang chờ tôi. Diệp Phàm cười nói. Vừa nói đến xây dựng quê hương, đồng chí Diệp Phàm đã có lý do ngay. Thực ra bên này chúng tôi vẫn còn một vị trí trống. Nếu đồng chí Diệp Phàm đồng ý chúng tôi có thể ra mặt đề cử. Sở Nhất Cư đưa cành ô liu mời gọi Diệp Phàm khiến cho hắn có chút bất ngờ. Ồ, không biết là vị trí gì? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Đồng chí Trần Đông Hạo đã giờ rồi, đã có lệnh rồi đến hội nghị chính trị nhận chức phó chủ tịch. Nhưng vẫn chưa chọn được người. Cho nên tạm thời ông ấy vẫn nắm chức chủ tịch thành phố Việt Châu. Sở Nhất Cư nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chủ tịch thành phố Việt Châu, ba vị lãnh đạo đề cao tôi quá rồi. Diệp Phàm cười nhạt. Bởi vì, tuy Thủy Châu là một tỉnh thành nhưng vẫn chưa phải là thành phố cấp phó tỉnh. Còn bí thư Thủy Châu là ủy viên tỉnh ủy. Nhưng chủ tịch thành phố Thủy Châu vẫn không phải là cán bộ cấp phó tỉnh mà là một cán bộ cấp giám đốc sở. Đương nhiên là Diệp Phàm không có hứng thú. Dường như Sở Nhất Cư nhìn ra tâm tư của Diệp Phàm liền cười nói. Đồng chí Diệp Phàm có thể đã hiểu lầm rồi, tuy chức chủ tịch thành phố Thủy Châu chưa phải là chức vụ chính thức. Nhưng nếu cậu khẳng định có thể nhậm chức được, ví dụ như phó chủ tịch tỉnh Nam Phúc kiêm cả chủ tịch thành phố Thủy Châu. Ha ha ha, không phải tôi hiểu lầm, mà chính xác là không thể phân thân ra được. Đương nhiên, nếu có cơ hội thực sự tôi cũng muốn về công tác ở quê hương. Nhưng tạm thời thì không có cách nào cả. Diệp Phàm cười nói, thực ra hắn cũng động lòng lắm. Còn muốn hướng lên cấp độ cao hơn, chủ tịch thành phố vị trí này cũng rèn luyện được công việc khá tốt. Hơn nữa, tuy là quy hoạch của Hoành Không lớn, phạm vi kinh tế của Hoành Không không nhỏ. Nhưng so với mất trăm vạn dân thành phố Thủy Châu thì vẫn còn nhỏ hơn một chút. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không nỡ rời khu kinh tế Hoành Không. Hơn nữa, sau lưng còn có chỗ dựa là chữ lão đại. Còn Sở Nhất Cư và Trần Nguyệt Thanh mời mình về chủ yếu là muốn mượn kinh nghiệm của mình để cải tạo thành phố Thủy Châu mà thôi. Đến lúc đó, mình cũng không thể gia nhập vào chân doanh của bọn họ được. Lúc gặp mối mâu thuẫn này tự tìm một chi kỷ ủng hộ mình cũng thật khó khăn. Hơn nữa, bây giờ cũng không dám khoác lác nhiều. Nếu thực sự hai đồng chí kia cần người, nếu lời này bị Ninh Lão Địa nghe thấy thì người ta sẽ nghĩ thế nào đây? Chuyện này cũng không vội, cậu có thể về suy nghĩ một chút. Nếu như muốn thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Sở Nhất Cư nói. Chương 3496, anh cũng đừng lôi thôi nữa. Đúng vậy, làm người của Nam Phúc có thể trở xây dựng quê hương, đó cũng là chính là cảm giác có thành quả. Trần Nguyệt Thanh cười nói, người phụ nữ này vẫn chưa nản lòng. Tôi cũng muốn, nhưng có nhiều nguyên nhân, sau khi mà kinh tế của Hoành Không đi vào quỹ đạo, tôi sẽ xem xét việc này. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không nói lời cự tuyệt. Vậy thì chúng tôi sẽ trông mong rồi. Trần Nguyệt Thanh cười đùa nói. Ba vị lãnh đạo đề cao tôi quá rồi. Diệp tôi thực sự có cảm giác được lo lắng khi có nhiều người thương mến. Diệp Phàm cũng cười sang sảng. Sau những việc này, Hạ Hải Vĩ sớm đã kéo những thành viên của mình lên. Diệp Phàm cũng chủ trương mở một cuộc hội nghị lâm thời điều tra về vụ án. Đồng chí Hải Vĩ, lập tức liên lạc với giám đốc sở tỉnh và những người có trách nhiệm trong cục công an. Yêu cầu bọn họ bằng mọi cách phải tìm người trở về. Hai nghi phạm chủ yếu chính là nhân vật quan trọng. Nếu như bị người ta giết mất rồi thì vụ án này sẽ càng phức tạp hơn nhiều. Trong cuộc họp vẻ mặt của Diệp Phàm có vẻ nghiêm túc giao nhiệm vụ nói. Sau khi Diệp Phàm đi rồi, Hạ Hải Vĩ lại chủ trì mở cuộc họp. Diệp Phàm vừa mới trở về sở thiên các thì phát hiện Đàn Thiên Hải cũng đã đến rồi. Anh Đoàn, vội vã như vậy có phải là muốn thêm miếng cơm không? Diệp Phàm cười chào hỏi. Là tôi muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. Đoàn Hải Thiên cười đi vào sở thiên các. Nói chuyện, có phải là chuyện của trưởng ban Minh Châu không? Diệp Phàm vừa ngồi xuống đã ngây người ra cười nhìn Đoàn Hải Thiên.
Không phải, chuyện của Minh Châu, cậu đã định rồi, tôi tin cậu. Chính là chuyện lúc trước đề nghị bí thư sở. Sao cậu lại không xem xét một chút, cơ hội lần này hiếm có. Chủ tịch thành phố Thủy Châu tuy chỉ là một vị trí của tỉnh nhưng thành phố Thủy Châu chính là một trong những thành phố duyên hải lớn. Hơn nữa, mấy năm gần đây sự phát triển của Thủy Châu cũng tương đối nhanh. Còn cậu trở về làm người đầu tư, nếu công việc quay lại khác nào như cá gặp nước đúng không? Đoàn Hải Thiên nói, có phải Sở Nhất Cư cùng với Trần Nguyệt Thanh gọi anh là người làm khách? Diệp Phàm nói, không phải, là tôi muốn cậu nói xuất phát từ đáy lòng. Cậu em à, tôi có ngốc cũng nhiều hơn cậu 20 tuổi. Chức bí thư của thành phố Thủy Châu này tôi cũng đã từng làm. Là tôi muốn nói, chủ tịch thành phố Thủy Châu chỉ là một giai đoạn giao thời. Với năng lực của cậu hoàn toàn có thể đảm đương được. Qua 3 năm thuận lợi sẽ lên được vị trí của một bí thư thành ủy. Đến lúc đó, cậu chính là ủy viên thường trực của tỉnh ủy. Hơn nữa, nếu có cơ hội hai anh em ta cùng làm, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Đương nhiên, không biết tôi có thể chờ được đến ngày đó không? Cuộc đời này óc lẽ chỉ lên xuống ở vị trí này thôi. Đoàn Hải Thiên có võ công, cho nên cũng có phong cách của một nhân sĩ võ lâm. Anh Đoàn nói câu này có thể hơi sớm rồi. Tuổi của anh Đoàn cũng chưa phải quá lớn. Năm nay còn chưa đến 55 tuổi, cơ hội lên trên còn rất nhiều nên tranh thủ một chút. Nếu anh Đoàn có thể làm chủ tịch tỉnh thì chẳng phải càng tốt sao? Chưa biết chừng gặp may còn có thể làm một tổng tư lệnh ấy chứ. Diệp Phàm cười nói. Tổng tư lệnh thì tôi không dám nghĩ mà ngay đến chức chủ tịch tỉnh này tôi cũng biết là không thể. Đoàn Hải Thiên thở dài, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái rồi nói. Nhưng thực ra cậu có thể ngồi lên những vị trí này được. Muốn ngồi lên những vị trí này cũng phải làm lung lay cái cột hiện tại. Cậu có dây anten thì sẽ là người có ưu thế lớn nhất. Tôi thiếu cái này, hơn nữa lĩnh vực công tác của cậu cũng phong phú hơn. Từ địa phương đến đối địa bàn lên Bắc Kinh lần nữa. Các công việc phong phú trong xí nghiệp và quân đội cậu đều từng làm. Bên ngoài cậu lại kết giao nhiều bạn bè, con đường của cậu rộng mở hơn nhiều. Đã nhiều năm như vậy rồi mà anh Đoàn vẫn chưa tìm được một dây anten thích hợp sao? Diệp Phàm hỏi. Cậu nói gì thế, anh Đoàn của cậu không phải loại người như vậy. Vẻ mặt của Đoàn Hải Thiên không cười chút nào mà căng thẳng. Diệp Phàm hiểu, Đoàn Hải Thiên cho rằng mình là một thành viên trong trung tâm ý là không thể đổi chủ được. Còn lúc đầu Đoàn Hải Thiên ngồi ở vị trí số 3 của tỉnh Nam Phúc cũng là một cơ hội mà Diệp Phàm ngẫu nhiên ra tay. Ồ, anh Đoàn. Anh và anh Thiết giống nhau như một cái cân vậy. Là Diệp Phàm em đã cản đường của các anh. Diệp Phàm thở dài. Ha ha ha, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta đều là anh hùng. Cậu nói xem có đúng không? Không thể xem chúng ta là người ngoài được. Đột nhiên Đoàn Hải Thiên quay sang phá lên cười. Đúng, anh Đoàn nói đúng, chúng ta là anh hùng. Đời làm trai của em phải đầu đội trời chân đạp đất. Làm việc mà bản thân mình muốn làm. Sống thật sảng khoái. Diệp Phàm ngồi dựa vào chiếc ghế tựa, cũng phá lên cười. Cả đời tôi không cần đến thứ khác, chỉ giao Trần Quân cho cậu. Bây giờ cậu đến nó phát triển rất tốt, tôi nghĩ, có cơ hội con đường của nó sẽ càng tiến xa hơn. Vẻ mặt của Đoàn Hải Thiên đột nhiên lại trở lên thận trọng. Yên tâm, Trần Quân là anh em của em mà. Diệp Phàm nói. Hạ Hải Vĩ triển khai hành động. Sau 2 ngày nếu thuận lợi sẽ bắt được Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh trở về. Nhưng, tên bắt cóc đã chuồn mất. Hơn nữa, thẩm tra tấn tốc. Cuối cùng, lại liên lụy đến em trai của Chủ tịch Tập đoàn Quốc Tinh Sa Tân Thiên. Thao túng sau huyện này chủ yếu là Sa Tân Thiên. Hết cách rồi, vụ án này chỉ có thể đổ lên Sa Tân Thiên. Sa Hạo Thủy làm quá hoàn mỹ. Dù thế nào cũng không đả thương được y. Hạ Hải Vĩ có chút tiếc nuối nói. Thôi. Đến Sa Tân Thiên cũng được, coi như chúng ta không phụ lòng Lô gia, chuyện khác để cho bọn họ xử lý đi. Diệp Phàm khoát tay. Sa Đình Đông có, đi tìm anh không? Diệp Phàm hỏi. Không, chuyện này tôi thấy có chút kỳ quái. Hạ Hải Vĩ nói. Có lẽ cho rằng chuyện này dù có đổ lên người Sa Tân Thiên cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Diệp Phàm nói. Vấn đề không lớn, không phải chứ? Hạ Vĩ Hải lắc đầu nhìn Diệp Phàm nói. Vụ án này liên quan đến số tiền hơn 100 vạn, hơn nữa số tiền còn chưa trả được khoảng 10 triệu. Lần này Sa gia nặng tay muốn làm cho Lô Minh Châu bại rồi. 5 triệu này có phải là trả cho Hứa gia và Lâm gia không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy,
số tiền này chúng tôi đã tìm thấy rồi. Nhưng, đã cho Hứa Gia và Lâm Gia cầm tiêu hơn 1 triệu rồi. Hơn nữa, Sa Gia và Lô Gia đối đầu nhau, nghe nói, đã đánh nhau mấy trăm năm rồi. Mặc dù nói họ là những người có chút bản lĩnh, nhưng cũng là tiền đen tối. Lần này bọn họ đứng sau bên này chúng ta cũng có cao thủ. Nếu không, quả thực khó mà bắt được họ. Hạ Hải Vĩ nói, trình độ võ công của Lô Gia cũng khá lắm, bằng không đấu với một nhà mạnh như vậy sớm đã gục rồi. Ở xã hội hiện đại có pháp luật không ra tay được nhưng ở thời cổ đại thì đã nắm quyền trong tay rồi. Diệp Phàm nói, ừ, đến khi hai vị này đều có năm đẳng, may mà võ công của Vương Cục cao cường, nếu không chúng ta cũng chỉ biết dương mắt lên nhìn. Xem ra, võ côn của Lô Gia cùng Sa Gia cũng không hề xuống dốc. Hạ Hải Vĩ cười nói, ha ha ha, đúng lúc quá, đây không phải là thức ăn mang đến cho chúng ta sao? Hai người này chắc là có mấy năm rồi. Diệp Phàm liền thấy sảng khoái vô cùng. Đó đương nhiên rồi, bắt bọn họ đưa số tiền 10 năm cũng không nhiều. Hạ Hải Vĩ cười nói, Hải Vĩ, anh nói Sa Gia loại bỏ hai cao thủ này sao? Diệp Phàm hỏi, không đâu, hai người này rất quan trọng với Sa Gia. Bọn họ là quân cờ quan trọng để đối kháng với Lô Gia. Mất đi bọn họ Lô Gia cũng chẳng khác nào mất đi sự toàn diện của võ công. Tuy nói là xã hội hiện đại không phải là tranh giành quyền lực nhưng muốn làm những chuyện đen tối thì cũng phải có những cao thủ tốt nhất. Hơn nữa, có lúc buôn bán cạnh tranh cũng cần đến cao thủ. Ví dụ như, buôn bán những chuyện cơ mật của đối thủ. Nhưng, đến giờ bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi cũng thất buồn bực. Hạ Hải Vĩ nói, bọn họ không có động tĩnh gì thì chúng ta làm lớn chuyện lên một chút, đến lúc đó bắt họ phải có động tĩnh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng vẻ mặt hiếm thấy. Chuyện này căn bản là không cần làm, hành động của ban kỷ luật tỉnh không giấu được những người của Sa Đông Đình. Tên này chắc chắn để ý đến hành động của chúng ta. Tuy chúng ta hành động bí mật nhưng kết quả hiện tại không giấu được rồi. Hơn nữa, tôi nghi ngờ lúc đầu có người trong ban kỷ luật tỉnh ủy đã thông báo cho Hứa Gia và Lâm Nhất Danh. Người này rất có thể là Sa Đông Đình. Nếu như từ bên này có thể điều tra ra chút manh mối gì đó có thể đem tên Sa Đông Đình này đi hỏa thiêu. Vị này trong Sa Gia có vị trí cao nhất, còn võ công thì khá kém. Từ nay về sau Lô Gia mấy đi một trụ cột, vậy là chúng ta làm tốt rồi. Hạ Hải Vĩ nói, đây cũng có thể coi là một manh mối. Diệp Phàm nói, nhưng, cứ như vậy, anh đắc tội với Sa Gia, muốn làm cũng phiền toái lớn. Cậu đưa ra chủ ý đi, tôi đi xử lý là được. Chuyện phiền toái chắc chắn là có, làm người trên đời nếu như sợ phiền toái thì căn bản là không cần làm việc trong ban kỷ luật tỉnh ủy. Công việc của chúng ta chính là phiền toái. Hạ Vĩ Hải chủ động giao quyền cho Diệp Phàm. Cha! Diệp Phàm phun ra một chữ. Hạ Hải Vĩ vừa đi, Diệp Phàm cũng gọi điện thoại cho Cung Khai Hà, đem chuyện của hai cao thủ Sa Gia nói cho anh ta nghe. Tốt, tốt, làm tốt lắm. Đồng chí Diệp Phàm, cậu vất vả rồi. Cung Khai Hà vô cùng vui sướng. Vậy thì bây giờ tôi lại để cử chuyện của đồng chí Tề Thiên nhé. Diệp Phàm nói. Cậu nói chuyện này làm gì? Đồng chí Diệp Phàm, nói chuyện cũng không thể không giữ lời được. Cung Khai Hà có chút giận dữ. Ha ha, không phải là tôi phản đối đồng chí Trung Lương trong trấn thôi mà. Thực ra, có thể điều chỉnh lại một chút. Hệ thống quân đội quốc gia của chúng ta rộng lớn, chẳng lẽ lại không có chỗ ngồi trống nào sao? Tôi ủng hộ đồng chí Trung Lương, ơn của đồng chí Đông Hải tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cậu nói là đề cử đồng chí Tề Thiên đến đơn vị khác nhậm chức sao? Cung Khai Hà hỏi. Không phải là đơn vị khác, vẫn là tập đoàn thứ hai của Thủy Châu thôi. Diệp Phàm cười nói. Chỉ còn một ghế trống, lẽ nào cậu muốn để cho Trung Lương đi chỗ khác? Chuyện này tuyệt đối không thể. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện này cậu đừng giằng co nữa. Chương 3497, giáp mặt xung đột. Đồng chí Lão Cung, tôi thấy đầu óc của người này bỗng chốc không thể thay đổi được, chẳng lẽ tập đoàn thứ hai không thể đồng thời có hai đồng chí hay sao? Có thể lúc đầu là đồng chí lợi hại mà, bởi vì tập đoàn quân thứ hai vì phối hợp với tổ nòng cốt thứ 8 của chúng ta mà đặt tại Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Theo sự thay đổi lớn của tình hình thế giới, thành phố Duyên Hải Thủy Châu này ngày càng nổi bật. Tăng cường năng lực tiến công của tổ 8 chính là duy trì, hoàn thiện hậu cần. Mà tập đoàn quân thứ hai chính là bảo vệ cho hậu cần. Cho nên, tập đoàn quân thứ hai cũng phải tăng cường điều chỉnh mọi phương diện.
Ví dụ như, điều chỉnh nhân viên chức phó quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ hai. Diệp Phàm nói, chuyện này nếu như trong tổ thẳng thắn đề nghị, tôi nghĩ cấp trên sẽ xem xét kiến nghị của chúng ta. Hơn nữa, trong tinh thần chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Đường cũng không nhắc đến việc tăng cường xây dựng toàn diện. Kiến nghị của chúng ta có phải vừa khớp với tinh thần của Chủ tịch Đường hay không? Tôi thấy khả năng lợi dụng sơ hở của đồng chí này cũng khá lắm. Cung Khai Hà liền cười. Đây không phải là lợi dụng sơ hở, đây thực sự là chỉ thị công việc của Thủ trưởng. Hai năm gần đây, tổ chức đặc biệt của các quốc gia không có hành động gì lớn. Nhưng, hành động nhỏ của khu vực vẫn còn đang tiếp tục. Mà không có hành động gì lớn không có nghĩa là sau này sẽ không có hành động lớn. Tôi thấy, hành động lớn đang ngầm, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị không đủ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, không phải nghe nói Kiều Gia vẫn còn một đồng chí đang tiến cử vào giờ phát quan trọng. Đồng chí Diệp Phàm cậu đề cử Tề Thiên, đồng chí Kiều Thế Hào kia nếu như vì thế mà không vào được cánh cổng lớn của Kiều Gia thì sao đây? Vẻ mặt của Cung Khai Hà vui mừng như nhìn thấy kẻ khác gặp họa. Tôi làm người có nguyên tắc, Tề Thiên là tôi đề cử trước. Cho nên, một đầu Kiều Gia kia tạm thời hoãn lại. Đương nhiên, nếu bọn họ có cách đẩy Kiều Thế Hào lên tôi cũng không phản đối. Tôi chỉ làm việc không phải thất vọng với lương tâm của chính mình là được. Diệp Phàm nói. Cậu đã nói như thế chuyện này chúng ta có thể thử, nhưng phải nghĩ cách làm cho hai cao thủ xa ra kia vào trong tổ. Việc này giao cho cậu xử lý gì? Cần tổ ủng hộ thế nào cậu cứ gửi cái tin là được. Cung Khai Hà đồng ý. Thực ra Cung Khai Hà cũng rất vừa ý với Tề Thiên này. Vì tổ A đối với Tề Thiên cũng chẳng có bí mật gì. Nếu như đồng chí này có thể làm phó chủ tịch tập đoàn quân thứ hai sẽ phối hợp rất ăn ý với tổ nòng cốt thứ 8. Nếu như đổi một đồng chí tổ A khác chuyện phối hợp này sẽ giảm đi đáng kể rồi. Chuyện bên này vừa mới có một chút tin tức của Diệp Phàm. Lại nhận được điện thoại của Chánh văn phòng Khổng Ý Hùng dục hắn phải nhanh chóng về trụ sở, nói là ngày mai trong tỉnh sẽ có lãnh đạo xuống. Diệp Phàm cũng vội vàng quay về trụ sở của tập đoàn Hoành Không. Trưa hôm sau có người trong tỉnh xuống, tất nhiên người đến là nhân vật thứ ba của tỉnh đồng chí Đường Quang Hùng. Vẻ mặt của người này khá nghiêm túc mang theo mấy đồng chí nữa xuống. Cấp trên nghiên cứu đưa ra quyết định, nghiêm túc xử phạt đồng chí Diệp Phàm. Trong đoàn người của tỉnh. Vẻ mặt của Đường Quan Hùng rất nghiêm túc tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Cho dù là vẻ mặt thì đứng đắn nhưng hẳn trong lòng ông ta đang mừng thầm. Dựa vào cái gì mà xử phạt cảnh cáo tôi? Bộp một tiếng, Diệp Phàm đấm mạnh lên bàn mắt đỏ ngầu nhìn Đường Quang Hùng. Không phải đã nói rõ lý do rồi sao? Không tuân theo sự sắp xếp của cấp trên. Hơn nữa, khiêu khích thậm chí là công kích cả lãnh đạo. Đường Quang Hùng hừ nói. Lãnh đạo cấp trên. Là tôi đã khiêu khích đồng chí nào vậy? Mời đồng chí Đường Quang Hùng chỉ mặt vạch tên ra. Lấp lửng như vậy khiến Diệp Phàm tôi không phục. Diệp Phàm hừ nói. Đường Quang Hùng tức giận gõ gõ lên bàn họp, nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi thấy cậu vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Vốn là chúng tôi cho cậu cơ hội, bảo cậu về viết kiểm điểm, cậu có viết kiểm điểm nộp lên cấp trên không? Đã mấy ngày trôi qua, cậu vẫn thờ ơ. Cậu coi những ủy viên trong tỉnh là gì vậy? Cậu thực sự cho rằng mình có thể coi trời bằng vung phải không? Tập đoàn Hoành Không thì sao? Khu kinh tế Hoàng Không thì sao? Nó đều là những xí nghiệp và khu vực của tỉnh ủy Thiên Vân. Lẽ nào đồng chí Diệp Phàm cậu còn muốn làm một quốc vương độc lập sao? Hôm nay ngữ khí của Đường Quang Hùng đã áp chế Diệp Phàm. Nếu không dựa vào cái gì mà một nhân vật số 3 của tỉnh lại ra mặt như vậy? Tôi không làm gì sai dựa vào cái gì mà bảo tôi viết kiểm điểm. Lúc đầu tôi đã nói thẳng với anh, tôi sẽ không viết bản kiểm điểm này. Vì, Diệp Phàm tôi không làm gì sai cả. Vẻ mặt của Diệp Phàm trấn tĩnh nói với Đường Quang Hùng. Cậu vẫn còn không làm gì sao? Cậu không làm gì sai mà phải chịu xử lý cảnh cáo của đảng. Chuyện này tỉnh ủy đã điều tra xong rồi. Có những câu chúng tôi không nói là nể mặt cho cậu thôi. Đường Quang Hùng hừ nói. Tôi không cần các ông nể mặt, có câu gì quang minh chính đại thì cứ nói thẳng ra. Nếu như mọi người phán xét lỗi của tôi, ai cũng cho rằng tôi làm sai thì các công khai trừ tôi ra khỏi đảng tôi cũng không phản đối. Nhưng cải kiểu cử phạt không minh bạch này, Diệp Phàm tôi không phục. Tôi nghi ngờ trong chuyện này các ông không công bằng. Hơn nữa, các ông chỉ là làm việc mờ ám, Diệp Phàm tôi phải khiếu nại, chắc chắn sẽ khiếu nại. Diệp Phàm tức giận.
khí thế của một cao thủ tiên thiên toát ra khiến cho Đường Quang Hùng cảm thấy được áp lực cực lớn. Không ngờ đồng chí này lại có tính cách cương nghị như thế, khiến mình bẽ mặt. Tỉnh ủy đối xử với đồng chí nào cũng rất công bằng, không có chuyện đen tối như vừa nói. Chuyện cậu ăn nằm với một ủy viên tỉnh ủy có đen tối không? Cậu đang công kích tỉnh ủy phải làm chuyện bất chính phải không? Đồng chí Diệp Phàm, tôi sẽ mang từng lời nói hành động của cậu hôm nay báo lên cấp trên tỉnh ủy. Đường Quang Hùng dùng tỉnh ủy để gây áp lực. Tùy anh thôi, chỉ bằng anh cứ báo cả khiếu nại của tôi lên tỉnh ủy. Nếu tỉnh ủy không thể nói rõ tôi sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp trên. Tập đoàn Hoàng không là tập đoàn của tỉnh ủy Thiên Vân, nhưng tỉnh ủy Thiên Vân vẫn còn có cấp trên nữa. Còn có vụ viện, còn có trung ương. Diệp Phàm kiên quyết nói. Đồng chí Diệp Phàm, chỗ này là tỉnh quản lý. Bí thư Đường là lãnh đạo tỉnh ủy, tôi hy vọng cậu tôn trọng anh ấy một chút. Nhậm Thời Mãn ra miệng. Tôn trọng, chuyện gì thế? Chuyện này tôi không có cách nào mà tôn trọng được. Lẽ nào Diệp Phàm tôi không được đãi ngộ công bằng mà vẫn phải nghiêm mặt đi nghênh đón xử phạt nghiêm túc cảnh cáo của tỉnh ủy hay sao? Diệp Phàm nói châm chọc. Đúng vậy, có chuyện gì cứ ngồi xuống bàn. Nếu tỉnh ủy đối xử với các đồng chí đều công bằng, vậy thì cứ xử lý đồng chí Diệp Phàm đi. Tuy chúng tôi là cấp dưới nhưng thực sự rất muốn nghe lý cụ thể xử lý đồng chí Diệp Phàm lần này. Lam Tồn Quân nói. Đồng chí Tồn Quân cậu nên chút ý nơi phát biểu một chút. Bây giờ lãnh đạo tỉnh ủy đang nói chuyện, cậu xen vào là sao? Nhậm Thời Nhãn liền nhắc nhở Lam Tồn Quân. Chỗ này là tỉnh quản lý, đồng chí Diệp Phàm có khiếu nại, lẽ nào cũng tôi muốn nghe một chút lý do cũng không được sao? Kiều Báo Quốc cũng đứng ra, dù sao người ngoài Lam Tồn Quân cũng đứng ra nói rồi. Trừ phi là có mở ám hoặc không đủ lý lẽ mới không dám nói ra, phản ứng này đồng chí Diệp Phàm nói sao đây? Lam Tồn Quân nói. Đồng chí Tồn Quân, nói không thể nói bừa được. Đây là quyết định của tỉnh ủy đã họp đưa ra, tỉnh ủy làm chuyện mờ ám khi nào chứ? Tư tưởng, nhận thức của đồng chí này đã sai lầm ngay từ đầu. Tôi thay mặt cho tỉnh ủy đến nói lời cảnh cáo. Lần sau nói chuyện phải chú ý một chút, vô duyên vô cớ anh lại chỉ trích tỉnh ủy đó là hành vi công kích nghiêm trọng đến tỉnh ủy. Tính chất này quá nghiêm trọng. Đường Quang Hùng ra vẻ mặt giáo huấn đến Lam Tồn Quân. Câu này là tôi nói, đồng chí Tồn Quân chỉ thuật lại lời tôi mà thôi. Hơn nữa, tôi cho rằng tôi nói không sai. Nếu tỉnh ủy xử phạt tôi, phải nói đầy đủ lý do. Xử phạt mơ hồ như vậy trong lòng tôi không phục. Ngoài ra, trước đó chúng tôi cũng không chắc chắn đây là mờ ám, chỉ là một loại khả năng thôi. Nhưng, đối với quyết định này của tỉnh ủy, tôi cảm thấy không công bằng. Cho nên, tôi sẽ khiếu nại lên tỉnh ủy và cấp trên. Diệp Phàm nói. Chủ tịch Diệp, tuy câu này cậy đã nói từ lâu nhưng tôi cho rằng chuyện xử phạt này với cậu là không công bằng. Tôi sẽ ủng hộ khiếu nại này của cậu. Lam Tồn Quân quyết tâm đi theo Diệp Phàm còn Kiều Báo Quốc thì không hé răng nửa lời. Đồng chí Diệp Phàm, cậu cứ thao thao bất tuyệt muốn làm rõ lý do tỉnh ủy xử lý cậu. Thường thường khi xử lý đều có lý do cả. Hơn nữa, quyết định này của tỉnh ủy cũng đã trải qua sự thận trọng, xem xét. Cậu không nên nghi ngờ về quyết định của tỉnh ủy. Phong Hồ Ninh bổ sung vào cuộc náo nhiệt. Vì tôi không sai, cho nên tôi nghi ngờ. Từ khi nào mà một ủy viên cũng được tham gia vào chuyện của chủ tịch tỉnh thế? Diệp Phàm nói châm chọc. Tôi không tham gia, nhưng tôi tin vào quyết định của tỉnh ủy. Phong Hồ Ninh có chút êm mặt, vẫn kiên trì nói. Nếu đồng chí Diệp Phàm không phục, cậu có thể khiếu nại lên tỉnh ủy. Nhưng, hôm nay hành vi của cậu quá ngông cuồng. Tôi sẽ yêu cầu tỉnh ủy tăng hình phạt với cậu. Một cảnh cáo nghiêm túc không thể giáo dục được cậu mà chỉ cổ vũ thêm cho dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Chuyện này không tốt đối với những đồng chí cấp dưới. Cuộc họp hôm nay dừng ở đây, tôi về tỉnh trước. Đường Quang Hùng tức giận đến mất bình tĩnh nói xong liền mang theo mấy cấp dưới đi mất. Có xử phạt gì đồng chí Quang Hùng cứ việc đưa ra tôi tiếp đón là được. Nhưng, Diệp Phàm tôi vẫn sẽ khiếu nại mạnh mẽ. Diệp Phàm nói về phía sau lưng Đường Quang Hùng. Ông ta không quay đầu lại mà càng bước chân nhanh hơn. Đường Quang Hùng đi chưa được 5 tiếng đồng hồ Diệp Phàm đã nhận được điện thoại của Kiều Viễn Sơn. Sao con lại không hồ đồ như vậy? Câu đầu tiên mà Kiều Viễn Sơn nói là như vậy. Có phải cha nói về chuyện của Đường Quang Hùng không ạ? Diệp Phàm hỏi. Chương 3498, Kiều đến giải thích nghi ngờ. Không phải anh ta thì còn là ai, có ý kiến thì có thể gặp anh ta một mình nói chuyện mà.
lòng người đều mềm yếu, đồng chí Quang Hùng cũng không phải là người không nói lý. Có những việc con nghĩ không thông, còn nữa còn phải nói với đồng chí Ninh Chí Hòa đúng không? Con khiến đồng chí Quang Hùng bẽ mặt như vậy có phải là con tự đi tìm sự trừng phạt cho mình không? Hơn nữa, cho dù là chuyện của con có lý thì chuyện này cũng ảnh hưởng rất không tốt đến hình ảnh của con. Chuyện có lý sẽ trở lên vô lý. Ngoài ra, con còn chỉ trích hội nghị thường ủy. Con nói xem, các đồng chí ấy sẽ vui khi con chỉ trích họ sao? Chỉ thị mờ ám, hội nghị thường ủy tiến hành họp mờ ám sao? Những lời này rất không được. Kiều Viễn Sơn nói rất nghiêm túc. Đây là chuyện của con và đồng chí Nhậm Thời Mãn, nhưng chuyện của Nhậm Thời Mãn không đáng để xử phạt cảnh cáo con. Đối với suy nghĩ muốn chỉnh người khác con sẽ không khách sáo. Bọn họ đã không khách sáo con việc gì phải khách sáo. Khẩu khí của Diệp Phàm cũng không kém. Sao con lại như vậy, không phải là ta đã nói với con rồi sao? Con là cấp dưới, nhẫn nhịn cũng không phải là nói lên Diệp Phàm con yếu đuối. Thực ra, lần này xử phạt con ta nghĩ vẫn còn nhân tố khác. Kiều Viễn Sơn nói. Nhân tố khác, cha nói con nghe đi. Diệp Phàm hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Chủ tịch thành phố đồng chí Yến Nguyệt của các con đi ra tỉnh ngoài. Đây có phải là chống một chức vụ không? Mà đồng chí Bí Thư Điền trong tỉnh ủy lại là một đồng chí trung lập. Còn vị trí Chủ tịch thành phố là tương đối quan trọng. Mà đối với vị trí quan trọng vị đương quyền nào mà chẳng muốn nắm quyền trong tay. Điền Chí nhất thời không đi đó không phải là không có cách, nhưng vị trí của Yến Nguyệt đã có người nhắm đến. Khúc và Chữ đều muốn tranh thủ nắm vị trí này trong tay. Mà gần đây chuyện của khu Lục Loan con đã khiến cho đồng chí Khúc có ý kiến rồi đấy. Khúc Chí Quốc chính là muốn tìm cơ hội gõ con một chút. Bởi vì, chuyện con làm ở khu Lục Loan khiến cho tên Khúc phải ê mặt. Hơn nữa, cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của Khương Quân. Vốn dĩ, nếu con ủng hộ Khúc Chí Quốc, Khương Quân Sơn có thể dương mắt nhìn sao? Cũng vì con khiến cho coi thường cả một tổ chức của tỉnh, họ Khúc tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy Khương Quân Sơn ảnh hưởng đến con nắm toàn bộ đại cục của tỉnh trong tay. Chuyện này, đương nhiên là quan trọng cho bước chân của con cùng Ninh Chí Hòa. Chuyện này con không sai. Nhưng, họ Khúc không thể để con làm 5 lần 7 lượt như vậy. Cứ như vậy họ Khúc sẽ càng ngày càng khó kham, còn đồng chí Khương Quân Sơn sẽ càng ngày càng tức giận. Cho nên, phải nghĩ cách đánh con một cái cho con nhớ họ người này. Cho nên, chuyện của đồng chí Lâm Thời Mãn chính là một mồi lửa lớn. Là họ Khúc mượn Đường Quang Hùng và Nhậm Thời Mãn trong cuộc họp thường ủy đã bắt đầu nã pháo vào con. Còn trong cuộc thảo luận tỉnh, Chủ tịch thành phố chọn đề cử họ Khúc cũng không phải là chiếm ưu thế. Nhưng nếu y lịch liệt phản đối, lại thêm Nhậm Thời Mãn muốn đánh con. Cứ đi đi lại lại như vậy, ba người bọn họ cũng thành một. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là chức Chủ tịch thành phố được chọn cho họ Khúc, Ninh Chí Hòa đã thành công. Nhưng, Ninh Chí Hòa cũng không thể không biểu hiện một chút. Cho nên, đối với y hoàn thành điều kiện bên kia, Ninh Chí Hòa bên này nhằm vào vấn đề xử phạt của con đã mềm đi rất nhiều. Đương nhiên, họ cũng không dám đưa ra yêu cầu xử phạt con nặng. Dù sao tên Ninh cũng là cấp dưới của con, nếu như thế anh ta cũng thật mất mặt. Cuối cùng là áp dụng biện pháp nhẹ nhàng thì phải nghiêm túc xử phạt cảnh cáo con trong nội bộ đảng. Chuyện này vốn dĩ ta không biết, hôm nay sau khi ta nói chuyện với báo quốc mới hiểu tình hình một chút, bây giờ cũng đang cân nhắc. Kiều Viễn Sơn nói. Hơn nữa, con càng làm loạn thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Con làm loạn đẩy ba đồng chí đó vào việc làm chuyện đen tối. Một vị là Khúc Chí Quốc Chủ tịch tỉnh, một vị là Đường Quang Hùng nhân vật số 3 của tỉnh, còn người nữa là Nhậm Thời Mãn. Chắc chắn bọn họ sẽ áp chế thái độ của con, còn họ Ninh sẽ vì những lời nói của con mà không thỏa hiệp đâu. Đến lúc đó, phải chịu thiệt không phải là con sao. Hơn nữa, trong cuộc họp thường ủy, con đã xúc phạm đến rất nhiều đồng chí. Chờ mà xem, không lâu nữa người xử phạt tiếp theo sẽ là cha của con đấy. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai thì sẽ xử lỗi nặng. Bởi vì con khiêu khích đến uy quyền của hội nghị thường ủy, nếu như con có thể qua được chuyện này thì ngày đó tỉnh ủy Thiên Vân còn lý do gì để quản lý tất cả các đồng chí nữa? Chẳng lẽ bọn họ không phân biệt được phải trái sao? Diệp Phàm hừ nói. Tên họ Ninh này nói không được rõ ràng lắm, chân lý thường chỉ nắm trong tay số ít người. Pháp luật của quốc gia là trị người, có cả nhân tố của hành vi con người. Pháp luật khó mà có thể làm cho ai cũng ngang hàng, cứ nói chi đến chữ lý. Có một số việc, con nói xem sao có thể rõ ràng được.
Lãnh đạo nói con có lý thì là có lý, con vô lý thì là vô lý. Hơn nữa, con bây giờ lại ỷ vào thực lực để đối đầu với hội nghị thường ủy. Con nói xem có thắng được không? Kiều Viễn Sơn hừ nói. Chẳng lẽ con phải chấp nhận chuyện này? Diệp Phàm châm chọc. Bây giờ con có muốn chấp nhận cũng không kịp nữa rồi. Xử phạt con đã tiến hành rồi. Chính là ta làm bí thư tỉnh ủy xử lý con. Không xử lý con khó mà có thể làm cho các đồng chí trong tỉnh yên lòng được. Đạo lý này ta đã từng nói với con rồi. Vì thế con hãy lập tức viết bảng kiểm điểm thật sâu sắc nộp lên mấy vị đồng chí. Khúc và Ninh là không thể thiếu. Còn bên Đường Quang Hùng con phải thừa nhận lúc đó mình nhất thời nóng giận mới được. Thái độ phải thành khẩn. Chỉ có như vậy xem ra con mới không bị xử phạt giáng xuống mấy cấp bậc. Kiều Viễn Sơn nói. Con không viết đâu. Diệp Phàm tỏ vẻ kiên quyết. Viết bảng kiểm điểm nhận sai thì có gì đâu, chẳng lẽ như thế này là mất mặt con sao? Dù sao so với việc con mất mặt cũng còn hơn. Kiều Viễn Sơn nói. Con nói rồi, con tuyệt đối không viết. Cái con muốn viết chính là khiếu nại. Nếu tỉnh ủy Thiên Vân xử phạt con sẽ khiếu nại lên Trung ương. Chuyện này con tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đâu. Một lần nữa Diệp Phàm lại tỏ thái độ. Vậy thì con hãy tự đi lo liệu đi. Kiều Viễn Sơn nói một câu rồi cúp điện thoại. Chú em, sao lại hồ đồ như thế? Cái Thiệu Trung gọi điện thoại đến. Chuyện của em và đồng chí Quang Hùng anh đã nghe rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Chuyện lớn như vậy ai mà không biết cơ chứ? Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ tất cả các thành viên trong tỉnh đều biết rồi. Có lẽ chỉ sáng mai là chuyện này đến tai các đồng chí trong tỉnh ủy. Mà Chủ tịch Khúc đã có thông báo, sáng sớm mai triệu tập mọi người mở cuộc họp, đã thông báo cậu đến họp chưa? Cái Thiệu Trung hỏi. Chưa. Lẽ nào là xử phạt tôi, cho nên tôi là đương sự không tiện có mặt. Diệp Phàm sửng sốt hừ nói. Có lẽ là thế, phiền cho chú em rồi. Chú nhanh mà nghĩ cách đi, tốt nhất là lập tức theo chân bọn họ vào tỉnh. Có thể nhận sai có phải hơn không? Cái Thiệu Trung nói. Không nhận, chuyện này tôi sẽ làm đến cùng. Cho dù là mất mũ cũng phải đấu, tuyệt đối không thỏa hiệp. Thái độ của Diệp Phàm dứt khoát. Ôi, chuyện này bảo tôi nói gì mới tốt cho cậu đây? Cái Thiệu Trung thở dài cúp điện thoại, cũng hiểu tính khí của Diệp Phàm, chuyện đã quyết định thì chắc chắn không thay đổi. Điện thoại của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Chiến Hữu Quang. Cậu ấy à, một cái phạt cảnh cáo nghiêm trọng lại không nhập vào hồ sao. Đây là ý của Bí Thư Ninh, vấn đề thăng chức của cậu cũng không phải là quá lớn, sao cậu cố chấp như vậy? Chiêm Hữu Quang nói. Đây không phải là vấn đề thăng chức, đây chính xác là vấn đề sai lầm. Diệp Phàm nói. Ít nhất thì vấn đề cư xử với đồng chí Đường Quang Hùng cậu rất không lý trí. Dù lãnh đạo sai phê bình cậu có mấy câu thì đã sao? Sau đó nghĩ cách không được à? Nhận thức của lãnh đạo sẽ thay đổi đúng không? Còn cậu mới là người đứng mũi chịu sào. Đồng chí Diệp Phàm ơi, cậu tự tìm lấy phiền toái rồi. Chiêm Hữu Quang thật lòng khuyên bảo. Thực sự xin lỗi bí thư, cảm ơn ý tốt của bí thư. Đây là tôi tự tìm lấy phiền toái. Nhưng chuyện này tôi sẽ không thỏa hiệp đâu. Nếu như hội nghị thường ủy phạt tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Diệp Phàm nói. Cậu ấy à, sao không bình tĩnh mà cân nhắc lợi hại? Như vậy là cậu tự hủy hoại mình đấy. Cậu chăm chút cho tập đoàn Hoành không? Lẽ nào cậu muốn nhìn nó biến thành bọt nước sao? Không nhìn được chuyện nhỏ sẽ hỏng đại cục. Thực ra, bí thư Ninh Hòa cũng có chỗ khó xử. Cậu tạm thời nhẫn nhịn để sau này nghĩ cách có hơn không? Chiêm Hữu Quang nói, Diệp Phàm cũng hiểu ông ta đang khuyên bảo mình. Gặp nạn cũng không thể giết tôi được, chuyện này tôi không nhẫn nhịn. Diệp Phàm tức giận. Vậy được, tự cậu muốn thế, là tỉnh ủy sai hay xử lý cậu thế nào, cậu tự quyết định đi. Chuyện này bí thư chỉ giao cho cậu 2 ngày, cũng có thể được 2 ngày. Bên Chủ tịch Khúc sáng mai sẽ thảo luận về vấn đề của cậu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có quyết định. Quyết định này báo lên hội nghị thường ủy bí như Ninh cũng khó xử. Giống như đồng chí Đường Quang Hùng, đồng chí Nhâm Thời Mãn, đồng chí Khúc Chí Quốc, 3 người cùng liên thủ, bí thư Ninh không mở cuộc họp là không phù hợp với quy định. Chiến Hữu Quang thở dài cúp điện thoại. Vào buổi tối, báo quốc đích thân đến tìm Diệp Phàm truyền đạt lại ý của cha mình, nhưng Diệp Phàm tức giận mắng cho báo quốc một trận rồi đuổi đi. Đừng uống nữa, anh đã uống 2 chai rồi đấy. Mộc Nguyệt Nhi cướp lấy con dao nhỏ đi giết Diệp Phàm trong tay Lưu Đông. Ôi, Nguyệt Nhi, em nói xem muốn làm chút chuyện sao mà khó khăn đến vậy. Diệp Phàm tiện tay mở Mộc Nguyệt Nhi ra.
Còn Mộc Nguyệt Nhi dường như không đứng vững nữa, ngồi vào lòng Diệp Phàm. Làm người thật khó, xã hội này nhiều nguyên tắc lắm. Anh không tuân theo nó sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Thực ra, anh Diệp em thấy hà cớ gì anh phải mệt mỏi như vậy. Bây giờ anh có tiền, làm gì phải vất vả thế. Không làm cái quan này nữa, sống thật tốt. Hơn nữa, với thân thủ của anh cũng có được cuộc sống tiêu diêu tự tại. Chương 3499, tạm biệt ông lão thần bí. Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, lý tưởng của Diệp Phàm anh chính là đem lại hạnh phúc cho muôn dân trăm họ. Tiêu diêu tự tại mặc dù rất thoải mái nhưng đây không phải là mục đích sống của anh thích làm việc. Hơn nữa, anh sẵn sàng đổi lấy công việc của mình để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của nhân dân. Diệp Phàm nói, nhẹ nhàng sờ soạng người Mộc Nguyệt Nhi. Anh Diệp, em khâm phục anh. Mộc Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn Diệp Phàm. Dưới ánh trăng, hai bờ môi cuối cùng đã hòa làm một. Bàn tay của Diệp Phàm tìm kiếm nhanh hơn trên người Mộc Nguyệt Nhi. Một lúc sau đã sờ vào bộ quần áo mỏng như lưới. Tay hắn nhẹ nhàng vặn vẹo núi đôi, Mộc Nguyệt Nhi hừ nhẹ nhẹ. Dưới ánh trăng càng trở nên mê người hơn, dưới mức độ khiêu chiến lớn nhất thần kinh Diệp Phàm bị kích thích. Diệp Phàm đã đạt đến sự thỏa mãn, trò chơi phía dưới đã bắt đầu, ngón tay hắn đã muốn cởi bỏ y phục của Mộc Nguyệt Nhi. Về phòng được không, em muốn cho anh lần đầu tiên, em thích cho anh. Mộc Nguyệt Nhi mềm mại như nước. Ánh mắt dịu dàng cô đã lạc vào ánh trăng lung linh. Được. Diệp Phàm như một binh lính tuân lệnh ôm lấy cô đi về phía phòng. Vì sự hạnh phúc của thiên hạ, Diệp Phàm cậu chẳng qua là ở thời đại lắm rèm pha. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến một âm thanh. Là vị nào, có hứng thú xin mời cùng ngồi uống rượu với Diệp Mỗ bàn chuyện nhân sinh. Diệp Phàm cũng không kinh ngạc, mà đứng lại bình tĩnh hai mắt nhìn vào trong rừng. Tuy con rơi bị pho tượng kia làm mất rồi nhưng Diệp Phàm vẫn cong ưng nhãn. Sự phân hình hiện tại đạt cực đại cũng tới khoảng 2, 3 dặm. Nhưng Diệp Phàm cũng không thể phát hiện ra dấu vết gì từ âm thanh trong rừng cây kia, đến một chút hơi thở cũng không có. Trong lòng Diệp Phàm bị chấn động, biết hôm nay gặp được cao thủ. Thủ đoạn che giấu của người này có thể tránh được ưng nhãn, đủ biết được lợi hại của ông ta. Ha ha ha, anh bạn nhỏ đến lão phu mà cậu không nhận ra sao? Đúng lúc này thì âm thanh quen thuộc kia lại vang đến, âm thanh gần trong trên một cây đa lớn. Ưng nhãn của Diệp Phàm bắt đầu phân hình nhưng vẫn không thể phát hiện ra sự khác thường trong khoảng cách có 100 mét. Tài năng ẩn mình của tiền bối khiến Diệp Mỗ bái phục. Diệp Phàm cười nói, cũng nghe ra tiếng nói này chính là của vị tiền bối đã gặp đêm đó ở trong núi Sương Bối. Ha ha ha, tiếng cười lạ vang lên, không khí có chút dao động. Hơn nữa, trong không khí hình thành những gợn sóng tản ra về phía đông tây. Trên một cành cây, dường như người bí ẩn này đã hiện thân hình. Mặc chiếc áo choàng giản dị, dưới bàn chân vẫn là một đôi giày vải của phụ nữ nông thôn. Nhưng vẻ mặt búp bê của không lão, nhìn khí sắc rất khá, hồn hào và sáng sủa. Anh bạn nhỏ ôm một mỹ nhân vui sướng quá ha. Ông lão thoát một cái đã đến trước mặt Diệp Phàm. Mộc Nguyệt Nhi vừa nghe thất thế đã xấu hổ nhảy xuống khỏi lòng ngực của Diệp Phàm. Lần trước từ biệt cũng khá lâu rồi, vì không có cách nào liên lạc được vãn bối luôn tìm tiền bối. Diệp Phàm dùng động tác tay ra hiệu. Mộc Nguyệt Nhi vội mau đi dọn dẹp một lúc sau đã bưng ra đồ ăn và rượu. Ông lão mặt tròn cũng không khách sáo ngồi xuống ghế trúc đối mặt với Diệp Phàm. Liêu Đông đốt đao hay là của chân ký, không tồi, rất chính tông. Ha ha ha, loại trần ký thiêu đao này phổ biến trong vùng Liêu Đông cổ. Mức độ cao. Vị đậm đà lưỡi đao nhập khẩu đốt hồng nuốt vào trong bụng chẳng khác nào ngọn lửa bỏng rát. Đương nhiên, hỏa đao Liêu Đông có thể ngược dòng lịch sử đến tận bây giờ. Đỗ Khang Trung Nguyên tạo ra loại rượu này sau đó lưu truyền về tận phía Nam, do là loại rượu ngon. Hôm nay được thưởng thức rượu thiêu đao của Liêu Đông, là kỹ thuật chế biến rượu nguyên thủy, nghe nói từ xưa thiêu đao đã là loại rượu tinh túy, được gọi là vua rượu, là rượu ngon nổi tiếng nhất vùng Đông Bắc. Còn vãn bối thích độ mạnh của loại rượu này. Con người của Diệp Phàm ăn ở cũng như rượu này. Diệp Phàm cười nói. Nói hay lắm, làm người như rượu. Gặp được tính người cứng cỏi như vậy, tiền bối tôi cần phải như vậy. Ông lão gật đầu. Tiền bối điều tra đán phi tử thế nào rồi ạ? Diệp Phàm hỏi. Ồ, thực ra tôi thấy rất kỳ lạ. Đán phi tử này giống như người có nguồn gốc vậy. Đương nhiên thế giới rộng lớn mênh mông cậu có thể biến đán phi tử thành thần. Có lẽ một số việc chỉ là sự suy đoán của cậu mà thôi.
Ông lão mặt tròn trầm ngâm một lúc. Có phải lần trước trong núi Xương Bối, tiền bối đã phát hiện ra một thi thể rất lớn trong động không? Diệp Phàm hỏi. Cái đó không phải là thi thể, nghe nói là một vật của tuyệt đỉnh cao thủ cổ đại luyện ra, giống như người thôi. Ông lão mặt tròn nói. Lần trước tiền bối nói là trong động của núi Xương Bối có một cái đỉnh, chuyện là thế nào? Diệp Phàm hỏi. À, tôi cầm cái đỉnh đi vì tôi cần dùng. Ông lão mặt tròn gật đầu uống một chén rượu. Không biết là nhìn cái đỉnh đó thế nào? Có tác dụng gì không? Có phải là cái đỉnh đó là của cao thủ cổ đại luyện thứ gì đó không? Diệp Phàm hỏi. Không phải, bộ đồ vật kia không có tác dụng để luyện vật. Về phần tác dụng thì tạm thời lão phu vẫn chưa tiện nói cho cậu biết. Ông lão mặt tròn không chút do dự mà lắc đầu. Ồ, tôi còn tưởng đó là đỉnh luyện cái gì đó. Diệp Phàm có chút thất vọng nhìn ông lão cười nói. Vốn là định mượn tiền bối dùng một chút. Cậu cần dùng nó làm gì? Ông lão mặt tròn hỏi vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên. Vãn bối học được một chút phương pháp luyện vật, muốn luyện ra hai chi giả cho thân nhân trong nhà. Diệp Phàm nói. Chuyện này chẳng phải quá lãng phí sao? Chi giả nhập khẩu từ nước ngoài chất lượng cũng khá lắm mà. Hà tất phải dùng cách để luyện, đó chẳng phải là dùng gáo vàng mà múc nước giếng sao? Theo tôi được biết, cách luyện vật ở xã hội hiện đại đã thành một tuyệt phẩm bí mật rồi. Mà quan trọng hơn chính là tài liệu luyện vật chính là một tuyệt phẩm, khó mà có thể tìm được. Ông lão mặt tròn nói. Vì hai vị thân nhân trong nhà cũng có võ công cho nên, dù chi giả nhập khẩu từ nước ngoài chất lượng không tồi nhưng cũng không chống nổi sức ép của họ. Diệp Phàm nói. Cậu tìm thấy tài liệu rồi sao? Ông lão mặt tròn nói. Có chỗ nhưng còn chưa đi làm. Diệp Phàm nói. Tiền bối chưa từng nghe nói đến nơi gọi là hội sở thất bảo sao? Hội sở thất bảo, chưa nghe nói. Nhưng, chỗ đó có gì đặc biệt sao? Ông lão hỏi vì thế mà Diệp Phàm đã kể lại hết tình cảnh cho ông ta nghe. Thiếu một bàn tay có ngón cái, có bức tượng nước sao? Quả nhiên ông lão nghe thấy cũng lột rõ thần sắc khiếp sợ. Lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Tôi cảm thấy quá trùng hợp, cho nên mới hoài nghi bàn tay kia liệu có phải cửu chỉ sắp xếp không? Còn pho tượng nước kia chính là rắn nghìn năm ở lại nơi nào đó. Hơn nữa, nghe nói hội sở thất bảo đã có mấy trăm năm lịch sử rồi. Chính là hội sở thần bí kia giống như thi triển một công lực có cùng loại với pho tượng kia. Diệp Phàm nói. Cậu nghi ngờ vị hội trưởng kia là truyền thừa của pho tượng nước. Có thời gian rảnh nhất định phải đi xem sao, cái này rất quỷ dị. Ông lão nói. Tiền bối, chúng ta đã gặp nhau mấy lần. Đến giờ tôi còn chưa biết quý danh của tiền bối. Có thể nói cho tôi biết không, sau này xưng hô cho tiện. Diệp Phàm hỏi. Thiên Cùng, cậu gọi tôi là Thiên Cùng là được. Thiên Cùng nói. Con người của tiền bối thật là khí phách, Thiên Cùng chính là không có ngày cuối cùng. Diệp Phàm tán thưởng nói. Nhưng, hình như tiền bối không phải là người trong thời đại của quốc gia chúng ta. Cậu nói là giống phái Thiếu Lâm Võ Đương sao? Thiên Cùng xoa cằm, cười lạnh nói. Đúng vậy, nghe nói giống những phía này đều có dấu tích của cao thủ tuyệt thế. Những cao thủ này lúc bình thường rất ít khi lộ diện. Chỉ có những lúc nguy hiểm mới hiển thân. Diệp Phàm nói, tự nhiên muốn biết tỉ mỉ về Thiên Cùng. Có lẽ người ta đã sớm nhìn ra rồi, cười nói. Đó là đương nhiên, những môn phái đó đều là những phái lớn từ ngàn năm rồi. Nếu như không có những cao thủ bảo vệ thì những môn phái đó sớm đã bị người ta diệt rồi. Cậu xem, mấy ngàn năm qua đi. Năm tháng bể dâu, những đại phái này vẫn sừng sững không sụp đổ. Xã hội hiện đại có những cao thủ của đại phái này chẳng khác nào bảo tồn được võ công truyền thống của Trung Hoa. Nhưng, cậu xuống dốc tôi cũng xuống dốc, trên thực tế lực lượng cũng giảm đi đáng kể. Đúng vậy. Xã hội hiện đại chủ yếu là súng ống đối đầu với võ thuật truyền thống Trung Quốc. Diệp Phàm thở dài. Anh bạn nhỏ, tôi còn một chuyện rất quan trọng phải làm. Nếu chuyện này có thể làm được đến lúc cũng đó sẽ mời cậu đi cùng. Thiên Cùng nói. Tiền bối có chuyện quan trọng phải làm chắc chắn là chuyện bí mật. Có thể tiết lộ một chút không, tôi thấy rất hứng thú. Diệp Phàm cười nói. Về sau không cần gọi tôi là tiền bối, cứ gọi tôi là Thiên Cùng là được. Thiên Cùng cười nói. Nhưng, chuyện này đến giờ tôi chỉ nghe chuyện chưa được chứng kiến, tôi không thích tiết lộ. Nghe nói là có liên quan đến Đán Phi Tử, nhưng có manh mối của y tôi sẽ nói với cậu. Vậy tiền bối hãy để lại cách liên lạc, đến lúc đó tiểu đệ tôi có chuyện gì thỉnh giáo ông cũng sẽ tiện hơn.
Diệp Phàm tự xưng là tiểu đệ. Được, tôi cho cậu số này. Thiên Cùng nói, sau đó hai người nói chuyện tào lao một chút rồi dường ai lấy đi. Võ công của người này cao cường không thể lường được. Mộc Nguyệt Nhi nhìn về phía Thiên Cùng biến mất. Này, tối nay điều cảm thấy kỳ lạ chính là dù ngồi bên cạnh nhưng không hề cảm nhận được một chút gì hơn thở của ông ta. Tất cả những người học võ đều có một hơi thở không lộ ra ngoài. Cao thủ tiên thiên mới làm được chuyện này. Tuy nói là tụ đỉnh tam hoa ngũ đẳng khí có thể thu lại hơi thở. Nhưng so với em vẫn cảm giác được một hơi thở yếu ớt thay đổi. Nhưng người này chúng ta không thể cảm nhận được một tia hơi thở nào. Có vẻ như võ công của ông ta còn lợi hại hơn Dương Đinh Thiên nhiều. Diệp Phàm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3500, phản pháp quy chân. Lẽ nào trong võ học đây là phản pháp quy chân, nghe nói cao thủ thực sự càng luyện càng giống người phàm. Ví dụ như, thái dương của các cao thủ đều có hơi nhô ra. Đương nhiên đột khởi này nhô ra chính là tương đương với người thường. Bằng mắt thường khó có thể phát hiện ra nhưng đã từng học quốc thuật cũng có thể cảm nhận được. Cao thủ 12 đẳng trước kia lấy huyệt thái dương đột khởi nhô ra có thể phân biệt được công lực cao thấp. Còn trên thái dương của cao thủ tiên thiên về cơ bản có thể phục hồi nguyên trạng từ phương diện này. Nhưng, người có võ công cao vẫn có thể cảm nhận được sự mỏng manh của hơi thở này. Đương nhiên là người này chưa đến bước. Em nghĩ có ba nguyên nhân, một là võ công của chúng ta thấp hơn ông ta, điều này có thể chắc chắn được. Hai là người này có khả năng biến mất rất giỏi, có những bí thuật nghe nói cũng là biến mất rất tốt. Ba là võ công của người này rất đáng sợ, đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như thoát thần cảnh. Mộc Nguyệt Nhi nói, ừ, đúng là người này rất thần bí, đến giờ những tin tức về ông ta chúng ta cũng không được rõ ràng cho lắm. Diệp Phàm nói, hình như người này rất xem trọng anh. Mộc Nguyệt Nhi nói, chuyện này am cũng cảm nhận được à. Diệp Phàm cười nói, anh xem, trước kia có phải là anh tiếp xúc ông ta đều xưng là tiền bối không? Còn bây giờ lại gọi là anh bạn nhỏ. Chính là coi anh như huynh đệ tốt của ông ta. Chuyện này, chắc chắn có liên quan đến chuyện võ công của anh tăng lên. Có lẽ ông ta đã biết được khả năng thực sự của anh. Nói cách khác, trong xã hội này, rất khó có những cao thủ được ông ta coi trọng. Huống hồ lại xưng là huynh đệ. Mộc Nguyệt Nhi nói rất có lý. Em nói, buổi tối ông ta đến tìm anh chính là vì câu nói sau cùng này sao? Chính là có một bí mật phải không? Diệp Phàm nói, có ba khả năng, một chính là ông ta tiện đường thì đến thăm anh một lúc. Nếu bây giờ ông chút quý mến anh, đương nhiên sẽ thường xuyên tiếp xúc để sau này có việc sẽ gọi anh đi. Thứ hai là vì bí mật mà ông ta nói, có lẽ bí mật này một mình ông ta cũng khó mà hoàn thành được. Mà ông ta lại biết anh có những thể giúp một tay. Hơn nữa, những huynh đệ này võ công cũng rất khá đúng không? Ba là, có thể người này lợi dụng anh. Mộc Nguyệt Nhi nói, bảo anh đi làm vật hy sinh sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Thời đại này cái gì cũng có thể, anh cũng phải đề phòng một chút. Đừng để đến lúc cái bí mật kia hại đến anh. Hơn nữa, người này nói rằng chưa từng nghe thấy hội sở thất bảo, em cảm thấy kỳ lạ. Hội sở thất bảo đã có đến mấy trăm năm, trong khoảng thời gian đó chắc chắn là rất có danh tiếng. Cao thủ này không thể không biết chỗ đó. Mộc Nguyệt Nhi nói, chuyện này không chắc chắn. Giống như Hồng Tà, Lệ Vô Nhai của chúng ta cũng rất khá đúng không? Nhưng bọn họ cũng không biết hôi sở thất bảo. Trái đấy lớn như vậy không biết cũng là chuyện bình thường. Không thể vì chuyện này mà suy đoán trong đó có âm mưu gì được. Nhưng, anh và anh ta vô tình gặp nhau trong núi Sương Bối. Đán phi tử này này đã chết mà vẫn có thể sắp xếp được nhiều chuyện như vậy. Cao thủ hiện đại bình thường hơn chúng ta nhiều. Diệp Phàm nói. Ồ, thần bí. Mộc Nguyệt Nhi thở dài. Mà anh cũng phải đi rồi. Diệp Phàm thở dài đứng dậy. Anh không. Vẻ mặt của Mộc Nguyệt Nhi đỏ lên nhìn Diệp Phàm. May mà ông ta đến đây, nếu không anh phải rất có lỗi với em. Diệp Phàm nói. Sớm muộn gì anh cũng làm. Mộc Nguyệt Nhi nói câu này rồi quay trở về phòng. Nguyệt Nhi. Diệp Phàm nghẹn lời ngơ ngác nhìn phòng của Mộc Nguyệt Nhi, một lúc lâu sau mới thi triển thuật thần hành đi về phía chân núi. Sáng hôm sau Diệp Phàm vừa mới xử lý xong một việc thì Vương Triều gọi điện thoại đến nói. Lâu như vậy rồi mà Sa gia vẫn chưa có biểu hiện gì, xem ra bọn họ quyết đấu với chúng ta đến cùng rồi. Sao vậy, lẽ nào hôm nay Sa gia lại có hành động sao?
Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Hạ Hải Vĩ và tôi cùng điều tra. Vương Triều nói. Ý gì thế? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Chắc chắn là Sa Đông Đình làm, sáng nay hai đồng chí điều tra cao nhất đã đến đây. Bọn họ chủ yếu tìm đồng chí. Anh ở bên này lại tiếp đón bộ công an. Mũi mâu nhằm thẳng vào tôi vào Hạ Hải Vĩ. Hơn nữa, yêu cầu tôi và Hạ Hải Vĩ tạm thời bị cách chức chịu sự điều tra của cấp trên. Vương Triều giận dữ nói. Bọn họ nói gì? Diệp Phàm hỏi. Nhận hối lộ lớn. Vương Triều nói. Ha ha ha, chuyện này hình như rất có lý. Trong nhà Vương Triều cậu bây giờ ít nhất cũng phải có chục triệu. Một chức vụ như cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Là quan tham điển hình rồi. Diệp Phàm cười. Vậy sao, mẹ kiếp, may mà lúc trước tổ quản lý quốc gia đã có căn cứ xác minh chính thức. Nếu không, hôm nay thực sự là không thể nói rõ được rồi. Vương Triều nói. Đúng vậy, lúc đầu còn đau lòng về phí quản lý này. Xem ra, vẫn còn phải nộp phí quản lý nữa rồi. Bây giờ không phải là sử dụng nữa rồi. Diệp Phàm cười nói. Không riêng gì tôi, anh cũng bị điều tra. Yêu cầu cậu lập tức đến Thủy Châu nhận lệnh điều tra. Vương Triều tươi cười như nhìn thấy kẻ khác gặp tai họa. Tôi cũng bị điều tra, bọn họ điều tra tôi cái gì? Diệp Phàm sững sốt hỏi. Hồng Diệp bảo vậy, một tòa nhà lớn giả trị 700 triệu, anh mà không bị ai điều tra thì khiến tôi ghen tị đấy. Vương Triều nói. Tôi về ngay, để xem bọn họ muốn gây sức ép gì. Diệp Phàm hừ lạnh nói, vội vàng mua vé máy bay bay thẳng về Thủy Châu. Buổi trưa thì đến Thủy Châu, Vương Triều đích thân đi đón Diệp Phàm. Đúng rồi, bọn họ tố cáo Hạ Hải Vĩ cái gì? Diệp Phàm hỏi. Giống nhau thôi, tài sản lớn không rõ lai lịch, lão Hạ cũng có gia sản 5 triệu đúng không? Vương Triều nói. Ừ, lão Hạ qua hai lên lần làm nhiệm vụ với tôi cũng buôn bán được một số lời lớn. Nhưng, có lẽ lần này bọn họ thu về. Diệp Phàm cười lạnh nói. Tôi thấy bọn họ chính là muốn đến gây rối, đơn giản chỉ là muốn chúng có phải đến lúc điều tra thì thay người hay không. Đến lúc đó làm thì tốt rồi. Vương Triều nói, một lúc sau xe đã đến tỉnh ủy Nam Phúc. Hai người vội vàng vào phòng họp nhỏ của ban kỷ luật tỉnh ủy, Diệp Phàm phát hiện trong này đã có thư ký Đông Phương và hai người trung niên ngồi. Còn có cả phó bí thư tỉnh ủy Đoàn Hải Thiên. Đồng chí Diệp Phàm, người này chính là lưu lượng của Cục Phòng chống tham nhũng và phó trưởng phòng Mô Minh. Vẻ mặt của Đông Phương nghiêm túc giới thiệu với Diệp Phàm về hai người trung niên. Ồ, có chuyện gì sao? Diệp Phàm lên tiếng. Đồng chí Diệp Phàm, gần đây tố cáo ba đồng chí phạm phải vấn đề lớn. Chúng ta lập tức đi xác minh một chút, cho nên, chuyện hôm nay chủ yếu là xác minh làm rõ. Trong lúc xác minh, chúng tôi đề nghị tỉnh ủy và bộ cơ quan, các ngành liên quan tạm thời đình chỉ mọi công tác của cậu để nhận điều tra. Vẻ mặt của trưởng phòng Lưu Lượng nghiêm túc nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha ha, chuyện còn chưa rõ ràng mà các công đã đề nghị ngừng chức vụ của chúng tôi. Chuyện này, có phải hơi quá không? Hơn nữa, chúng tôi thấy chuyện này rất lạ. Bởi vì, tôi đồng chí Vương Triều, Hạ Vĩ Hải, vụ án Lô Minh Châu đều do anh phụ trách điều tra. Ba người cùng bị kiện, cùng bị cách chức, tôi có lý do để nghi ngờ có người điều tra là nhằm vào vụ án Lô Minh Châu đi. Lẽ nào trong vụ án này có ẩn khúc lớn, có người muốn ngăn cản ba người chúng tôi phá án? Diệp Phàm cười lạnh ngồi xuống ghế. Điều mà đồng chí Diệp Phàm nói chỉ là sự phỏng đoán. Hơn nữa, có những việc không có căn cứ chính xác. Các vụ án của Viện Kiểm sát cho đến giờ đều nói chuyện bằng chứng cứ. Có người đưa ra bằng chứng tố các cậu dù sao chúng tôi cũng phải thụ lý có đúng không? Nếu không chúng tôi không làm tròn trách nhiệm rồi. Còn nếu như tạm thời cách chức khiến các cậu ngừng điều tra, vậy thì đối với việc điều tra cũng không cần những phiền phức. Nói đến quy tắc chính là như vậy, chúng tôi làm việc theo quy tắc, không có điều gì là không theo quy định có đúng không? Cái miệng của Lưu Lượng này cũng thật là ghê gớm. Bằng chứng, cái khác thì tôi không nói đến. Tôi muốn hỏi một chút, bằng chứng trong vấn đề của chúng tôi là gì? Xin này mang ra để lên mặt bàn, bởi vì, tôi bận nhiều việc. Còn vụ án điều tra về Lô Minh Châu đã sắp kết thúc rồi. Diệp Phàm nói. Chuyện này e rằng không tiện, phải điều tra cũng chính là cũng ta phải nói chuyện riêng đúng không? Lưu Lượng nói. Không sao, tôi không sợ mất mặt, các ông cứ việc lấy chứng cớ ra. Các ông không cần phải giữ thể diện cho tôi, nếu thực sự như vậy thì có nể mặt cũng chẳng ích gì đúng không? Diệp Phàm nói.
đồng chí Diệp Phàm, nếu cậu đã nói thế thì chúng tôi hỏi cậu một câu. Hồng Diệp ở Bắc Kinh có phải là biệt thự tài sản cá nhân của cậu không? Ngô Minh vừa lấy tài liệu ra vừa lạnh lùng nói. Câu hỏi này tôi nghĩ là không cần trả lời các anh. Diệp Phàm đang cố ý trêu đùa bọn họ. Bây giờ nói không được đúng không? Theo điều tra, xác minh của chúng tôi, xây dựng Hồng Diệp trước giải phóng vẫn là một cương thất của phong kiến quý tộc. Hơn nữa, diện tích của biệt thự này lớn, theo giá trên thị trường hiện nay ít nhất cũng phải trị giá 800 triệu. Chuyện này hay là bỏ đi, đồng chí Diệp Phàm là một quan viên phong phú, có một tòa nhà cao cấp như vậy. Dù sao cậu cũng phải giải trình, theo điều tra, chúng tôi được biết, đồng chí Diệp Phàm không buôn bán, cũng không tự nhiên lại có được giải thưởng nào lớn đến mấy trăm triệu như vậy. Còn bây giờ cậu là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không? Tiền của tập đoàn này cũng không ít nhỉ. Hơn nữa, cậu nhậm chức ở nhiều nơi, ngoài ra còn giảm nhiệm những chức vị nặng nề. Ví dụ như, ở huyện Xuyên. Ví dụ như, cậu còn. Ngô Minh thuộc việc điều tra như lòng bàn tay. Có những việc ngay đến Diệp Phàm cũng không nhớ gì cả vậy mà ông ta lại nhớ rất rõ. Này hai đồng chí, viện kiểm sát phá án có phải quan trọng nhất là sự thật không? Diệp Phàm hỏi. Đó là đương nhiên rồi, nếu không có căn cứ sao chúng tôi có thể nói bừa được. Trưởng phòng Lưu Lượng gật đầu nói. Cảm giác của tôi chính là việc xác minh của các anh rất qua loa đại khái. Xem ra, tôi phải nói là đối với thái độ làm việc này chính là không làm tròn trách nhiệm. Diệp Phàm bắt đầu nói sắc bén. Chương 3501, từ chức tập thể. Cậu không nói rõ về khu nhà cao cấp còn chỉ trích chúng tôi, đồng chí Diệp Phàm. Nếu cậu tiếp tục làm càn như vậy chúng tôi không thể không dùng cách cưỡng chế hành động của cậu. Trưởng phòng Lưu hừ lạnh nói. Làm càn, bộp một tiếng, Diệp Phàm vỗ xuống bàn chỉ vào Lưu Lượng nói, đến Hồng Diệp bảo là làm gì cũng không rõ lại còn chỉ trích chúng tôi làm bậy. Các công có ý gì hả? Đồng chí Diệp Phàm, câu này của cậu là có ý gì? Chúng tôi chỉ trích cậu làm bậy khi nào? Chúng tôi có chứng cứ. Hơn nữa, sự thật đã rõ ràng, tài liệu chứng cứ đầy đủ. Nếu không, cậu nghĩ rằng chúng tôi dám đến hỏi trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an lung tung sao? Lưu Lượng tức giận, đứng lên nhìn giáp mặt Diệp Phàm. Đúng vậy, vỗ bàn với cả nhân viên phá án. Cậu chính là trợ lý của Bộ trưởng Công an cũng không có quyền vỗ bàn với chúng tôi như vậy. Hành vi của cậu là thế nào hả? Quá ngôn cuồng, Ngô Minh cũng lớn tiếng nói, hai vị này rất khi thế ngẩng cao đầu. Hai vị có đến Hồng Diệp bảo sao? Diệp Phàm hỏi. Có đi, Lưu Lượng nói. Đến cả cổng chính ông cũng không nhìn rõ sao? Diệp Phàm hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, câu này của cậu tôi thật quá ngây thơ. Mắt của chúng tôi tốt, số đo 1,5 sao lại không nhìn rõ trên cổng chính viết Hồng Diệp bảo sao? Đương nhiên là Lưu Lượng đùng đùng nổi giận khẩu khí cũng rất nặng nề. Nhìn rõ, tôi thất các ông đi nhìn lại đi xem có rõ không. Vương Triều đưa ảnh chụp toàn cảnh Hồng Diệp bảo đến đây cho Lưu trưởng phòng xem. Diệp Phàm nói, Vương Triều lấy ra một tấm ảnh phóng lớn để lên bàn. Không sao, là viết ba chữ Hồng Diệp bảo đúng không? Ngô Minh vừa nhìn thấy khuôn mặt liền tươi cười. Mắt ông không bị mù chứ? Xem lại xem bên trái có tấm biển gì? Vương Triều hừ nói. Lưu Lượng và Ngô Minh vừa nghe thấy thế liền đảo mắt qua bên hông, sắc mặt hai người liền đỏ lên. Đoàn Thiên Hải cũng nhìn rất hiếu kỳ. Phòng khoa học quân sự Hồng Diệp bảo, Đoàn Hải Thiên nhắc mãi. Trưởng phòng Lưu, biết biển hiệu này là của đơn vị nào không? Diệp Phàm bắt đầu được thể, hỏi Lưu Lượng. Chuyện này, chẳng lẽ là của ngành quân đội sao? Chúng tôi chưa nghe nói bao giờ. Vẻ mặt của Lưu Lượng vẫn còn hoài nghi. Nực cười. Viện quân khoa bảo vệ an ninh quốc gia mà ông còn nghi ngờ. Trưởng phòng Lưu, ông có thể trực tiếp đi thẩm tra. Nhưng Diệp Mỗ tôi cũng phải nhắc nhở ông một tiếng. Viện quân khoa này là bí mật, tấm biển này chính là đích thân phó bộ trưởng thượng tướng Cung Khai Hà treo lên đấy. Cho nên, về vấn đề tài sản của Hồng Diệp bảo nếu ông vẫn còn băn khoăn thì có thể đi điều tra làm rõ. Đương nhiên, nếu đề cập đến chuyện quốc phòng cơ mật đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì Diệp Mỗ tôi cũng không chắc đâu đấy. Nếu ông không tin thì cứ việc đi thăm dò. Diệp Phàm cười lạnh nói. Lưu Lượng vừa nghe Thất Thái Dương đột nhiên toát mồ hôi. Chuyện này, chúng tôi thực sự đã rõ. Xin lỗi, nhóm công tác của tôi có nhầm. Việc xác minh của hội chúng tôi xin giao lại cho cậu. Lưu Lượng như cầm được thì cũng buông được lúc này nói. Đây là liên quan đến chứng minh chúng tôi liên quan đến tài sản quốc gia,
Công Cầm đi xác minh xem có phải giả không. Lúc này, Hạ Hải Vĩ và Vương Triều cũng đưa ra một gói tài liệu to để trước mặt trưởng phòng Lưu. Lưu Lượng nhận lấy cùng với Ngô Minh lật đi lật lại cẩn thận. Những chứng cứ này chúng tôi mang về xác minh một chút, nếu quả thực như vậy thì chúng tôi sẽ làm sáng tỏ cho các anh. Lưu Lượng và Ngô Minh cần lấy túi tài liệu vẻ mặt chán nản. Chuyện này hình như rất phức tạp rồi. Đoàn Hải Thiên đột nhiên thở dài, thôi thấy trong đó có chút vấn đề. Bí thư Đoàn nói chuyên môn của bọn họ là nhằm vào đồng chí phụ trách trong tổ điều tra vụ án Lô Minh Châu. Hướng Đông Phương hỏi. Bí thư Hướng, anh cũng có cảm giác này sao? Diệp Phàm hỏi. Khéo thật, vụ án của đồng chí Lô Minh Châu còn chưa kết thúc, lại xảy ra chuyện này. Hướng Đông Phương gật đầu, đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng trùng hợp. Sa Đông Đình muốn làm những chuyện này, chúng ta không thể để y sống khá giả như vậy được. Vương Triều hừ lạnh nói. Điều tra, bắt đầu từ ban kỷ luật tỉnh ủy, chắc chắn sẽ ra Sa Đông Đình. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh tanh. Chuyện này tôi đã bắt đầu từ sớm rồi. Ban đầu là điều tra phụ trách của ban kỷ luật tỉnh ủy. Nhưng, có thể moi được gì hay không thì không rõ lắm. E rằng trong tỉnh có những đồng chí lên tiếng. Đến lúc đó, có muốn làm cũng không được. Thường thường nhiều chuyện làm không xong chỉ vì cấp trên lên tiếng. Hạ Hải Vĩ nói. Lã Hạ không ở đây đúng không? Vương Triều nói châm chọc. Tôi sợ gì chứ, chuyện này chúng ta quyết tâm điều tra đến cùng. Dù đề cập đến cái gì nếu người ta ra tay với chúng ta, nếu chúng ta không phản kích thì chẳng phải là người sợ phiền sao. Hạ Hải Vĩ tôi cũng không phải là quả trứng mềm, tôi lo lắng là có những người mang tôi chuyển đi thôi. Đây chính là cách mà họ rút củi đáy nồi. Đến lúc đó, đến thân mình cũng lo không xong. Hạ Vĩ Hải rất khí thế. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng quay về tập đoàn Hoành Không. Nghe nói buổi sáng đã bắt đầu mở cuộc họp thường ủy. Sáng ngày hôm sau sẽ xử lý lai đồng chí Diệp Phàm. Vẫn là Đường Quang Hùng chủ trì, theo ông ta còn có Mâu Loan Nguyệt trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và phó bí thư tỉnh ủy Chiêm Hữu Quang, tổng cộng có 3 đồng chí. Còn có tất cả các ủy viên mà phòng họp cũng lấy phòng họp của tập đoàn Hoành Không. Đồng thời trong phòng họp còn có thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không. Những người làm trong tổ chức bộ máy của Hoành Không tổng cộng cũng phải hơn 100 người cùng tụ lại. Thấy rằng thái độ ngông cuồng của đồng chí Diệp Phàm gần đây. Tỉnh ủy quyết định xử phạt hành chính nặng đồng chí Diệp Phàm. Đồng thời, tạm đình chỉ mọi chức vụ của đồng chí Diệp Phàm. Chức bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không tạm thời ủy thác cho đồng chí Phong Hồ Ninh. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không tạm thời do đồng chí Dương Chí Thăng đảm nhận. Tạm thời cách chức toàn diện đồng chí Diệp Phàm. Hy vọng trong 2 tiếng đồng hồ đồng chí Diệp Phàm giao lại toàn bộ công việc lại cho những đồng chí đó. Tiếng nói của Đường Quang Hùng lúc này đặc biệt vang dội, cố tình nói to khiến lỗ tai người khác bị ù cả lên. Đường Quang Hùng vừa dứt lời thì cả phòng họp im bặt, sự im lặng đến nỗi một chiếc lá cây rụng cũng có thể nghe thấy rõ. Diệp Phàm biết rằng Phái Ninh và Chiêm Hữu Quang đang nhìn mình chằm chằm gây sức ép trực diện giống như Đường Quang Hùng vậy. Hơn nữa, Ninh Chí Hòa điều Dương Chí Thăng lên chức chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiên cũng sẽ không để cho tập đoàn Hoành Không rơi vào tay những đồng chí khác. Ninh Chí Hòa chính là muốn nắm chắc tập đoàn Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm, chỉ là cách chức tạm thời. Tỉnh ủy hy vọng cậy suy nghĩ kỹ. Viết một bản kiểm điểm sâu sắc, kiểm điểm những hành vi gần đây của chính bản thân mình. Nếu như có thể nhận sai, thì tỉnh ủy sẽ châm trước quyết định về cậu, Chiêm Hữu Quang nói với vẻ mặt còn an ủi Diệp Phàm. Nếu tỉnh ủy tạm thời xử phạt tôi và quyết định cách chức, còn giữ lại người như thế làm gì? Hơn nữa, tôi sẽ khiếu nại về quyết định xử phạt tôi của tỉnh ủy. Vì tôi không phục, Diệp Phàm đứng lên vẻ mặt thẳng thắn nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu chuyển giao công việc rồi về nghỉ ngơi một chút. Vẻ mặt của Chiêm Hữu Quang nghiêm túc, nói. Đương nhiên vẫn hy vọng Diệp Phàm có thể bảo trụ lại. Ninh Chí Hòa thì tuyệt đối từ chối Diệp Phàm. Chẳng qua là có một số việc trước mặt phải cân nhắc nặng nhẹ mà thôi. Cảm ơn ý tốt của Bí Thư Chiêm, tôi sẽ về nghỉ ngơi. 2 năm mệt chết đi được, tôi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm nói xong, lấy bút ra ký viết cái gì rồi sau đó vỗ vào trước mặt Đường Quang Hùng nói. Đây là đơn từ chức của tôi quyết định từ 3 chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân, Bí Thư Đảng ủy Tập đoàn Hoành Không, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoành Không. Từ nay về sau Thiên Vân và tôi không liên quan đến nhau. Về phần chuyển giao, nội trong nửa tiếng đồng hồ tôi sẽ giao cho các đồng chí mới nhận chức. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu bình tĩnh,
Đừng có mở miệng là nói đến từ chức gì đó. Đây là chuyện lớn, đừng nói bậy. Chiêm Hữu Quang có chút căng thẳng lập tức ngăn lại. Đồng chí Hữu Quang, lẽ nào anh cho rằng đồng chí Diệp Phàm là trẻ lên ba sao? Người ra sớm đã lo cho chuyện của mình rồi. Nhậm Thời Mãn chạy nhanh đến nói. Đương nhiên là người chỉ mong Diệp Phàm làm xăng. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng chuyện này cậu suy xét lại một chút, đơn từ chức này để sau hãy nói. Chiêm Hữu Quang nói. Chủ tịch Diệp, tập đoàn Hoàng không thể rời khỏi cậu được. Ai đến chúng tôi cũng không nhận. Lúc này, Bao Nghị lớn tiếng kêu lên. Đúng đúng đúng, tập đoàn Hoàng không là do một tay chủ tịch Diệp làm lên. Không có cậu ấy sẽ không có Hoàng không hôm nay. Tập đoàn tuyệt đối không thể thiếu sự lãnh đạo của cậu ấy được. Khương Quân cũng đứng lên lớn tiếng. Đồng chí Diệp Phàm là lãnh đạo tốt nhất của tập đoàn Hoành Không, tập đoàn không thể thiếu một lãnh đạo như thế được. Tôi thấy đồng chí Diệp Phàm không thể từ chức được, Cái Thiệu Trung cũng nói. Chủ tịch Diệp không thể đi, nếu không tập đoàn Hoành Không sẽ bị phá hủy. Khu kinh tế Hoàng không cần chủ tịch Diệp. Nhân dân Hoàng không hy vọng chủ tịch Diệp có thể mang lại con đường hạnh phúc cho mọi người. Có mấy người cổ động, mấy đồng chí phía dưới cũng hô lên không thể từ chức. Nhất thời giống như hình thành một cơn lốc quét về đám Đường Quang Hùng đang ngồi. Còn ra thể thống gì nữa, im hết cho tôi. Đường Quang Hùng đập mạnh lên bàn, sau đó cầm lấy microphone lớn tiếng nói, cả phòng họp liền yên tĩnh trở lại. Nếu đồng chí Diệp Phàm muốn từ chức, tôi chuyển đơn từ chức này lên tỉnh ủy. Còn về phần tỉnh ủy có đồng ý hay không là chuyện sau này, nhưng bây giờ đồng chí Diệp Phàm hãy bắt đầu bàn giao công việc. Đường Quang Hùng hừ nói. Được. Diệp Phàm gật đầu nhìn mọi người rồi bước chân rảo nhanh. Chúng tôi phản đối quyết định của tỉnh ủy xử phạt chủ tịch Diệp. Chương 3502, thái độ của nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy. Chúng tôi phản đối, tập đoàn Hoành không thể thiếu được chủ tịch tỉnh Diệp. Khương Quân nói lớn. Hai đồng chí này gây nhiễu loạn ở đây, thật chẳng ra làm sao cả. Tôi thay mặt tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tuyên bố ngừng chức vị của hai đồng chí này. Từ bây giờ trở đi, hai đồng chí này trở về tự kiểm điểm hành vi của mình. Còn công tác của hai đồng chí này sẽ do đồng chí Phong Hồ Ninh sắp xếp. Đường Quang Hùng bá khí 10 phần. Ông đây không thèm làm nữa, từ chư C. Bao Nghị vô cùng tức giận, cầm bút vạch vạch vài cái trước mặt Đường Quang Hùng. Ông đây cũng không thèm làm nữa, mẹ nó chứ, ông đây làm việc như vậy còn bị xử phạt. Đây là quyết định anh minh của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đấy. Khương Quân cũng đặt đơn từ chức lên. Hai đồng chí đi nhanh tới phía sau Diệp Phàm. Không khí trở nên vô cùng nặng nề, nếu có nhạc buồn nữa thì chẳng khác nào đám ma cả. Tuyệt đại bộ phận cán bộ của tập đoàn Hoành không cũng lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Đồng chí Khổng Ý Hùng, cơm trưa đã sắp xếp ổn chưa? Bí thư mới nhậm chức Phong Hồ Ninh vẻ mặt nghiêm túc hỏi Khổng Ý Hùng. Đã sắp xếp xong rồi, bốn món mặn một món canh, không có rượu. Khổng Ý Hùng nói. Hôm nay người nhiều. Mỗi bàn thêm hai món mặn nữa đi. Dương Chí Thăng bên cạnh chen vào nói. Không thể thêm được nữa, đây là quy định của cấp trên. Nếu không sẽ bội chi mất, Khổng Ý Hùng lạnh lùng nói. Bữa cơm này TPSN chúng tôi chi trả. Dương Chí Thăng tức giận rồi. Thật sự xin lỗi bí thư Dương, TPSN cũng là tiêu chuẩn như vậy. Hơn nữa, lần này là việc của tập đoàn Hoành không, cho nên TPSN không có lý do gì để đứng ra chiêu đãi cả, có đúng không? Không ngờ Lam Tồn Quân cũng đứng ra đáp lại. Được được, bốn món mặn một món canh cũng được. Dương Chí Thăng tức giận mặt đen lại, hung hăng nhìn Lam Tồn Quân và Khổng Ý Hùng một cái. Như vậy cũng tốt rồi mà, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Quang Hùng hôm nay có vẻ tâm trạng không tồi. Một giờ sau, việc chuyển giao đã hoàn tất. Sau khi cơm nước xong, đám người Đường Quang Hùng vội vàng rời đi. Dương Chí Thăng thì đi vào văn phòng, ngồi trên ghế xoay xoay vài vòng. Ông ta khẽ đặt đôi mắt kính xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bí thư Dương, đây là trà của ngài. Thư ký mới nhậm chức Thái Kỳ nhẹ nhàng đi vào, đặt lên bàn ông ta một cốc trà thơm nức. Gọi Khổng Ý Hùng đến đây cho tôi muốn sắp xếp công tác. Dương Chí Thăng nói. Không lâu sau, Khổng Ý Hùng bước vào. Dương Chí Thăng dùng ánh mắt của người thắng cuộc nhìn anh ta một hồi lâu. Dương Tổng, không phải mặt tôi có sâu chứ? Khổng Ý Hùng hỏi. Sâu thì không có, nhưng, hình như sắc mặt của cậu không tốt lắm. Chẳng lẽ không hoan nghênh tôi sao? Dương Chí Thăng thản nhiên hừ một tiếng. Ha ha, Dương Tổng nghĩ sai rồi. Khổng Ý Hùng tôi chẳng qua chỉ là một chánh văn phòng thôi, đâu có quyền gì mà hoan nghênh hay không hoan nghênh Dương Tổng chứ.
Khổng Ý Hùng cười nói. Bộp, mặt bàn bị Dương Chí Thăng vỗ mạnh một cái, chỉ tay vào mặt Khổng Ý Hùng nói, biết như vậy là tốt, đừng có xì cái mặt ra trước mặt tôi. Cậu không những là tránh văn phòng của khu kinh tế mà còn là tránh văn phòng của tập đoàn Hoành Không, công việc của cậu là phục vụ lãnh đạo và làm công tác tiếp đãi. Nếu cái mặt lúc nào cũng như vậy thì không phải sẽ dọa cho khách chạy mất dép sao? Sau này phải chú ý một chút, nếu không, hừ. Tôi biết rồi Dương Tổng. Khổng Ý Hùng gật đầu. Thông báo các vị trong thường ủy 9 giờ ngày mai đến họp gặp mặt một chút. Dương Chí Thăng nói, Khổng Ý Hùng gật đầu đi ra ngoài. Thật là sảng khoái, Dương Chí Thăng cười ha hả nhấp một ngụm trà. Đúng lúc này điện thoại của ông ta lại vang lên. Dương Chí Thăng vừa nhấc điện thoại, theo phản xạ có điều kiện nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt cung kính nói, anh họ, anh có dặn dò gì không? Nhớ cho kỹ, đừng có gây nhiễu ở đó. Ninh Chí Hòa hừ lạnh nói. Anh họ ầm đâu có gây nhiễu. Dương Chí Thăng lập tức nói, y cảm thấy rất ủy khuất. Lãnh đạo tỉnh đang nói chuyện cậu nhúng tay lung tung vào chuyện gì đó, bây giờ có phải đang rất tự hào đúng không? Tôi thấy cậu mụ mẫm đầu óc rồi. Ninh Chí Hòa phê bình không chút khách khí nào. Im em không dám, Dương Chí Thăng giống như quả bóng bị kim đâm vậy. Biết vậy là được rồi, tập đoàn Hoành Không không phải là thứ cậu có thể nắm trong tay được. Đừng có ở đó mà ôm mộng nữa. Cậu chỉ tạm thời ngồi đó vài ngày thôi. Đừng có tưởng mình đã là tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Không thật rồi. Đó là vị trí phó bộ tham chiếu, nói thế nào thì cũng không đến lượt cậu đâu. Cho nên phải chú ý một chút. Trong thời gian này đừng có gây ra phiền phức gì, Ninh Chí Hòa nói. Em biết rồi anh họ, em sẽ cẩn thận. Dương Chí Thăng gật đầu đáp. Cúp máy xong, Dương Chí Thăng vẻ mặt buồn bực. Buổi tối, việc này Diệp Phàm quá mạnh mẽ, thật đúng là không dễ xử lý, bí thư Ninh ạ. Chiêm Hữu Quang vẻ mặt ngưng trọng, nhấp một ngụm trà, thở dài. Cậu ta căn bản là gây ầm ĩ, việc này chẳng lẽ không thể nhịn được một chút sao? Qua một thời gian nữa nghĩ cách giải quyết là được mà. Không phải chỉ là việc xử phạt thôi sao? Chúng ta đâu có cắt hết chức vụ của cậu ta đâu. Tạm thời cách chức để tự kiểm điểm thôi cơ mà. Kiểm điểm xong thì không phải sẽ xong chuyện sao? Cậu ta đang hù dọa ai cơ chứ? Thiếu ai thì quả đất này cũng vẫn quay được à? Ninh Chí Hòa tức giận đập bàn một cái, vẻ mặt ông âm trầm xuống. Chẳng lẽ việc này chúng ta phê bình thật hay sao? Chiêm Hữu Quang nhìn Ninh Chí Hòa nói. Phê thế nào, tập đoàn Hoành Không bây giờ có thể không có cậu ta sao? Không chừng còn xảy ra đại sự ấy chứ. Ninh Chí Hòa tức giận nói, sự ương ngạnh của Diệp Phàm thật sự cũng khiến ông hao tâm tổn trí. Tôi thấy đồng chí Đường Quang Hùng cũng tích cực quá, hơn nữa, việc này đổ lên người Diệp Phàm thì cũng có chút bất công. Nhậm Thời Mãn đập bàn trước hai cái thì chẳng bị sao, đằng này Diệp Phàm vừa vỗ đáp trả thì không được hay sao? Lãnh đạo tỉnh ủy chẳng lẽ không được đập bàn hay sao? Hai, việc này đúng thật sự là khó giải quyết, Chiêm Hữu Quang mặt mày nhăn lại nói. Bí thư Ninh, ông không nhìn thấy hoàn cảnh lúc đó, thiếu chút nữa thì nổ tung mất. Nổ, thế nào mà nổ? Ninh Chí Hòa tức giận hừ nói. Địa vị của Diệp Phàm ở tập đoàn Hoành Không là thâm căn cố đế, đồng chí nào cũng không thể lay động được. Người của Hoành Không đều coi cậu ta là vị thần sáng thế. Đây đích xác là sự thật, tôi chỉ sợ từ nay về sau tập đoàn Hoành Không sẽ bước vào thời kỳ trong vùng chúng. Nếu bình ổn một chút thì còn đỡ, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra mà thôi. Tập đoàn Hoành Không này có một số lớn người rất ủng hộ Diệp Phàm, nếu nhóm người này không phục mà gây ra chuyện gì thì phiền toái lớn. Chiêm Hữu Quang vẻ mặt lo lắng nói. Không phải bọn họ đều muốn ngồi vào vị trí lớn nhất của tập đoàn Hoành Không sao? Vậy cứ thử để họ ngồi vào xem sao? Nhìn người khác ngồi và mình ngồi xem cảm giác khác nhau thế nào? Ninh Chí Hòa hừ nói. Nếu muốn bổ nhiệm nữa, thì kêu đồng chí Cái Thiệu Trung quay về tỉnh. Vậy vị trí chủ tịch tập đoàn kia sẽ do ai đảm nhiệm? Chiêm Hữu Quang thất kinh hỏi. Đồng chí Nhậm Thời Mãn không phải rất có năng lực sao? Cứ để ông ta đảm nhiệm vị trí đó là được, Ninh Chí Hòa hừ lạnh nói. Chiêm Hữu Quang không khỏi cảm thấy rung mình. Nếu thật sự phế Diệp Phàm tôi thấy xem hắn còn dũng cảm được đến đâu. Phạm Hồng Vũ nói với Khúc Chí Quốc. Ông nói chuyện này tỉnh sẽ đồng ý sao? Khúc Chí Quốc lạnh lùng nói. Chắc chắn là không rồi. Phong Hồ Ninh có chút nhục chí. Cho nên, ông nói cũng chỉ là vô ích thôi. Hơn nữa, dù là bí thư Ninh đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. Khúc Chí Quốc nói. Cái này tôi có chút không hiểu. Phong Hồ Ninh có chút không phục. Khó hiểu à, không phải tôi nói Hồ Ninh ông. Ông chống lại được ngọn cờ lớn là tập đoàn Hoành Không này không?
không nói đến cái khác, nếu hôm nay những đồng chí kia kích động mà gây sức ép thì ông chịu nổi không? Chúng ta mượn việc lần này để gõ Diệp Phàm một chút để cho hắn nhớ. Mà mượn việc này cũng có thể gõ Khương Quân Sơn một chút. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm không ở tập đoàn Hoành Không đối với việc ủng hộ cải tạo khu Lục Loan liền không thể tiến hành được. Khúc Chí Quốc hừ nói, chúng ta đều rõ ràng, cục diện này chỉ là tạm thời, không kéo dài được bao lâu nữa. Chức bí thư đảng ủy này Phong Hồ Ninh tôi có thể đảm nhiệm được, chẳng lẽ tập đoàn Hoành Không thiếu đi Diệp Phàm là không thể hoạt động được sao? Phong Hồ Ninh có chút tức giận. Ha ha, tôi thật sự hy vọng ông có thể đảm nhiệm được. Khúc Chí Quốc cười nói, vậy thì ông hãy xem một chút. Phong Hồ Ninh nói, lão Phong, tỉnh táo chút đi. Khúc Chí Quốc gõ nhẹ mặt bàn. Phong Hồ Ninh cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khúc Chí Quốc. Con qua xúc động rồi, lập tức mang đơn từ chức về. Làm việc không được như vậy, Kiều Viễn Sơn gọi điện cho Diệp Phàm nói. Nếu bọn họ làm thật thì con sẽ rời khỏi tỉnh Thiên Vân, con sẽ về bộ công tác. Diệp Phàm nói, con vất vả bao nhiêu tập đoàn Hoành Không mới được như thế này. Đến lúc hái quả rồi lại để cho người khác đến hái sao? Kiều Viễn Sơn hỏi, ai cũng khó hái quả này đấy ạ, ba nhìn là biết mà. Bọn họ không công bằng với con, việc này con không thể nhịn được. Diệp Phàm bắt đầu ương ngạnh. Chương 3503. Ba đã nói với con rồi, cái này có liên quan đến việc thay đổi ở tỉnh ủy Thiên Vân. Ba nghĩ, việc này chính là kế hoãn binh của Ninh Chí Hòa. Khi nào bên con ổn thỏa thì ông ấy sẽ nghĩ cách loại trừ ảnh hưởng. Đây chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Chức vị của con càng cao thì phạm vi công tác của con càng rộng hơn. Tầm nhìn của con cũng phải rộng hơn, nếu không thì không thể tiếp tục con đường làm quan đâu. Kiều Viễn Sơn tận tình khuyên nhủ. Con không muốn làm tể tướng, con chỉ là một chiếc thuyền rách mà thôi, cho nên, đi đến đâu con sẽ tính đến đó. Diệp Phàm nói. Con cứ suy nghĩ điều ba nói đi. Kiều Viễn Sơn khá buồn bực, liền cúp máy trước. Nghe nói cháu từ chức rồi à? Chuyện gì xảy ra thế? Không lâu sau, Kiều Hoành Sơn cũng gọi điện đến. Cháu bị bắt buộc đấy, bọn họ quá đáng quá. Diệp Phàm nói. Ha ha, ta thấy cháu mới là người quá đáng, đây là cháu đang ép tỉnh ủy Thiên Vân đấy. Cháu lấy lực lượng của cá nhân để chống lại bọn họ. Nếu người ta làm thật thì cháu chỉ còn nước khóc ròng mà thôi. Kiều Hoành Sơn phỏng chừng đang vui mừng trước tai họa của người khác. Khóc cái gì, cháu càng được tiêu diêu tự tại. Diệp Phàm hừ nói. Tề Thiên có phải người cháu giới thiệu không? Kiều Hoành Sơn chuyển sang chuyện khác. Vâng, việc này cháu đành phải xin lỗi bác thôi. Bác hiểu tính của cháu mà, nếu đã đồng ý người khác, chỉ cần có thể giải quyết được là cháu sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, chuyện của Thế Hào đành phải gác lại đã, sau này có cơ hội chúng ta lại cố gắng. Lời này cháu hứa đấy. Bác, lần này Diệp Phàm cháu xin lỗi bác, thực sự xin lỗi. Diệp Phàm nói với giọng bi thương. Người nhà thì không giúp lại đi giúp người ngoài. Hôm nay ta mới biết một con người mới của Diệp Phàm cháu đấy. Kiều Hoành Sơn tức giận nói. Không phải bác cũng tìm người giới thiệu Thế Hào rồi sao? Chẳng qua là một đề cử phía dưới, chứ có phải từ trên dội xuống đâu. Đối với thượng tầng thì cháu cũng chịu, bác chỉ cần mở lời một cái không chừng có thể khiến Thế Hào đi lên được. Đến lúc đó, Tề Thiên cũng không trách được cháu có đúng không? Diệp Phàm nói. Cháu còn ngụy biện nữa, cháu không biết sự đề cử của Cung Khai Hà đối với Thế Hào là rất có sức mạnh hay không. Bởi vì, người đề cử lần này chính là tập đoàn quân thứ hai tại Thủy Châu. Sự đề cử của báo săn là rất có phân lượng. Ta biết, đây căn bản là việc Cung Khai Hà có thể làm được. Nếu xét về ức mạnh thì đại bá đây còn kém hơn đồng chí Cung Khai Hà nhiều. Nếu để lại một thời gian nữa như cháu nói thì Thế Hào làm gì còn hy vọng nữa. Kiều Hoành Sơn bất mãn nói. Thật sự xin lỗi bác, việc này thật sự xin lỗi bác. Tuy nhiên, sau này có cơ hội nhất định cháu sẽ nghĩ cách. Cháu biết bác rất tốt với cháu, trong lòng cháu không bao giờ quên. Nhưng bác cũng hiểu bản tính con người cháu, mong bác thông cảm cho cháu một thời gian. Diệp Phàm vẻ xin lỗi nói. Thôi được rồi, cháu để tâm chuyện này là được. Tuy nhiên, chuyện của cháu cũng phải suy nghĩ một chút, đừng hành động theo cảm tính nữa. Cơ ngơi ngày hôm nay không phải dễ dàng mà có được, cháu cũng phải rất vất vả mới lên được vị trí đó. Không thể buông xuôi như vậy, phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Kiều Hoành Sơn nói rồi cúp máy. Tốc độ của Đường Quang Hùng đúng là rất nhanh, sáng hôm sau đã đem đơn từ chức của Diệp Phàm đến chỗ Ninh Chí Hòa, mà Khúc Chí Quốc cũng có mặt ở đó.
Cứ đặt đó đi, Ninh Chí Hòa thái độ lạnh nhạt. Tôi thấy việc này cũng khá lớn, hay là thảo luận một chút thế nào? Có một số đồng chí đã cố chấp như vậy thì chúng ta cũng phải có một thái độ rõ ràng. Không thể dung túng cho loại oai phong tà khí này. Đường Quang Hùng yêu cầu triển khai cuộc họp bí thư. Đồng chí Quang Hùng, sao gọi là oai phong tà khí, hy vọng cậu có thể phân biệt rõ ràng một chút. Đây chẳng qua chỉ là một tờ đơn từ chức thôi mà, không liên quan gì đến oai phong tà khí gì cả. Ninh Chí Hòa thản nhiên hừ một tiếng, Đường Quang Hùng có thể nghe ra, Ninh Chí Hòa rất không hài lòng đối với cách nói của mình. Đồng chí Diệp Phàm từ chức, lúc đó còn lôi kéo hai đồng chí. Hơn nữa còn một số đồng chí đang ồn ào. Tôi sợ nếu giải quyết chậm trễ thì bọn họ sẽ tưởng là tỉnh ủy chúng ta sợ họ, không có biện pháp gì với bọn họ. Nếu như vậy thì tôi lo tập đoàn Hoành Không sẽ mất đi sự ổn định. Không thể để một số nhân tố mà gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn được. Tôi đau lòng lắm, bí thư Ninh không đau lòng sao? Đường Quang Hùng nói, ra vẻ ép Ninh Chí Hòa. Cậu biết không thể để tập đoàn Hoành Không bị hủy, chẳng lẽ cậu không biết đồng chí Diệp Phàm chính là sư tài lôi tập đoàn Hoành Không từ vũng bùn đi lên sao? Đồng chí Quang Hùng, cậu nói một chút xem, tập đoàn Hoành Không có thể thiếu được Diệp Phàm sao? Ninh Chí Hòa hừ lạnh nói, đối với thái độ của Đường Quang Hùng như vậy, Ninh Chí Hòa cũng rất tức giận. Hơn nữa, việc Diệp Phàm từ chức khiến cho tỉnh ủy Thiên Vân trở nên rất bị động, khiến cho tỉnh ủy Lâm vào tình cảnh rất xấu hổ. Bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, nếu không đồng ý Diệp Phàm từ chức thì đồng nghĩa với việc tỉnh ủy Thiên Vân thỏa hiệp. Nếu đồng ý thì Ninh Chí Hòa biết tuyệt đối không thể làm như vậy được. Cái này, tôi thấy thay đổi người cũng có thể làm cho tập đoàn Hoành Không phát triển ổn định mà. Đường Quang Hùng nói, ổn định à, đồng chí Quang Hùng, cậu vừa mới xuống dưới, không biết hiện trạng trong 2 năm nay của tập đoàn Hoành Không. Tuy nói xử lý Diệp Phàm, nhưng đối với những đồng chí có năng lực như vậy Khúc Chí Quốc tôi luôn tin tưởng. Có thể nói, nếu không có Diệp Phàm thì trên đời này đã không có tập đoàn Hoành Không, càng không có khu kinh tế Hoành Không. Thành tích của đồng chí Diệp Phàm đét được luôn nhận được sự tán thành của các đồng chí các cấp. Từ việc quần chúng xúc động tại hiện trường hôm đó là có thể nhìn ra. Nếu chúng ta để cho đồng chí Diệp Phàm từ chức thì tập đoàn Hoành Không sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Đó là sự thật, Khúc Chí Quốc nói. Đường Quang Hùng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì lúc trước Khúc Chí Quốc là người ủng hộ mạnh mẽ việc xử phạt Diệp Phàm. Không ngờ hôm nay lại chuyển 180 độ như vậy. Lực lượng gì khiến cho thái độ của Khúc Chí Quốc thay đổi chỉ trong vài ngày như vậy, chẳng lẽ Diệp Phàm đã nói với ông ta điều gì đó? Vậy ý của hai đồng chí là gác việc này lại? Đường Quang Hùng hỏi. Trước tiên hãy xử lý một thời gian đi, để cho đồng chí yên tĩnh một chút. Đương nhiên, cũng là để cho chúng ta cân nhắc xem việc này đã xử lý thích đáng hay không, công bằng hay không. Hơn nữa, có một số việc thời gian trôi đi, tư tưởng con người cũng sẽ thay đổi. Ninh Chí Hòa nói, mịt mờ phê bình việc xử lý Diệp Phàm lần trước có chút không công bằng. Đây cũng là trực diện phê bình Đường Quốc Cường chủ trì xử lý có chút bất công. Xử lý lạnh một thời gian ngắn cũng được. Chúng ta cùng nhau ngẫm lại. Tập đoàn Hoành Không có được ngày hôm nay cũng thật sự không dễ dàng. Chúng ta là lãnh đạo tỉnh ủy, phải làm cho tập đoàn Hoành Không ngày một đi lên. Khúc Chí Quốc cũng gật đầu nói. Thời gian trước là Khúc Chí Quốc gõ Diệp Phàm, bây giờ gõ xong rồi, đương nhiên Khúc Chí Quốc cũng phải nhìn vào hiện trạng của doanh nghiệp. Khúc Chí Quốc là người biết rõ nhất việc tập đoàn Hoành Không không thể thiếu được Diệp Phàm. Vậy được rồi. Trước tiên cứ xử lý lạnh một thời gian ngắn. Đường Quang Hùng gật đầu bất đắc dĩ, khi nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy đã lên tiếng như vậy thì mình có nói gì cũng vô dụng. Điều phẫn nộ nhất chính là mình đường đường là nhân vật số 3 tỉnh ủy lại không quyết định được tương lai của cấp dưới. Tuy nhiên, tiếp theo, liên quan đến đề nghị nhậm thời mãn kiêm nhiệm bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không được thông qua rất thuận lợi. Nếu nhân vật số 3 tỉnh ủy đã đồng ý, thì các đồng chí khác của tỉnh ủy cũng sẽ không có ý kiến gì. Cuối cùng quyết định này được thông qua. Lão đệ, tôi không thể cộng sự được với cậu rồi. Cái Thiệu Trung nói với vẻ mất mát. Có ý gì vậy anh cái, tôi từ chức anh cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Anh phải làm thật tốt công việc của mình, đừng để ai đến hưởng thành quả của mình. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Hai, việc này tỉnh ủy đã quyết định rồi, để cho nhậm thời mãn kiêm nhiệm chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Thiếu tôi cũng không sao cả, tôi trở về tỉnh hiệp trợ chủ tịch tỉnh Khúc triển khai công tác là xong. Mẹ kiếp, chỉ trong một đêm là tất cả thay đổi rồi. Rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì không biết, cái Thiệu Trung có chút oán giận. Chương 3504, lửa thiêu mông.
Ha ha, hiện tại tập đoàn Hoành không không những là miếng bánh ngon, mà còn là củ khoai nóng bỏng tay. Nhậm Thời Mãn đến lúc đó tha hồ mà lửa thiêu cháy mông. Lửa thiêu cháy mông, lão đệ, lời này của cậu có ý gì? Có phải chuẩn bị triển khai hành động không? Cái Thiệu Trung tỉnh ngộ nói. Tập đoàn Hoành không do một tết tôi lập nên, cho dù có thay đổi bao nhiêu đời lãnh đạo thì uy tín của tôi ở đây không phải ngày một ngày hai có là có thể mất đi. Hơn nữa, hơn chục tỷ tiền đầu tư của năm ngoái, đa số là do tôi kéo đến. Anh nói xem, những người như Đồng Oanh Oanh và Mộc Nguyệt Nhi kia thì họ sẽ nghe ai? Diệp Phàm nói. Hay, hay lắm. Cái Thiệu Trung ở đầu dây bên kia cũng phải vỗ tay tán thưởng. Đến lúc đó, cứ để đồng chí lão Nhâm bị lửa thiêu cháy đi. Hơn nữa cũng phải để cho tỉnh ủy Thiên Vân nhìn thấy, đồng chí phía dưới của chúng ta cũng có dũng khí và quyết tâm giành lấy những quyền lợi hợp pháp cho mình. Lão đệ, tôi ủng hộ cậu. 9 giờ sáng hôm sau, Dương Chí Thăng hăng hái cùng với Phong Hồ Ninh mở cuộc họp bộ máy tập đoàn Hoành Không. Thật ra đối với bộ máy của tập đoàn thì hai người này chẳng xa lạ gì. Hôm nay chẳng qua chỉ là mở một cuộc họp đơn giản, thể hiện một chút quyền uy của mình mà thôi, cho nên cuộc họp hôm nay cũng không mang nhiều ý nghĩa cho lắm. Màn chào hỏi được tiến hành rất nhanh. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoành Không Trần Viên Kiều nói. Bí thư Phong, Tổng Giám đốc Dương, hôm nay trợ lý Lưu Minh Nguyệt của hạng mục cải tạo khu Lục Loan gọi điện đến. Yêu cầu chúng ta cấp tiền như đã hứa. Tổng cộng là 500 triệu, trước đó đã cấp hơn 200 triệu, số còn lại họ yêu cầu chúng ta cấp nốt. Số tiền đó là hội đồng quản trị quyết định cấp, hơn nữa Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị xuống. Việc cải tạo khu Lục Loan đã bắt đầu rồi. Tập đoàn hiện tại cũng không thiếu tiền. Nếu trợ lý Lưu đã có yêu cầu như vậy thì chúng ta khẩn trương cấp tiền cho họ đi. Bằng không, tập đoàn Hoành Không chúng ta sẽ trở nên thất tín với người ta. Ngũ Vân Lượng nói. Không thiếu tiền, ai nói không thiếu tiền thế? Dương Chấn Đông lạnh lùng nói. Tôi mới kiểm tra qua, tài vụ của tập đoàn Hoành Không chúng ta còn đến tỷ mấy, hơn nữa lập tức có thể thu khoản được. Cho nên, chuyển 300 triệu qua thì cũng đâu có khó khăn gì. Ngũ Vân Lượng nói, số tiền kia nếu đã được hội đồng quản trị quyết định thì cứ cấp đi. Dương Chí Thăng nói, vì chuyện này Ninh Chí Hòa đã đồng ý, cho nên Dương Chí Thăng dù không muốn nhưng cũng không có cách nào khác. Ông ta không thể phản đối quyết định của Ninh Đại Lão. Dương Tổng, anh vừa đến có lẽ không hiểu được tình hình thực tế của tập đoàn. Vội vàng cấp tiền như vậy nếu như ảnh hưởng đến sự vận hành của tập đoàn chúng ta thì làm thế nào? Dương Chấn Đông nói. Đối với người mới đến nhậm chức như Dương Chí Thăng, Dương Chấn Đông cũng khá có ý kiến với người này. Đồng chí Chấn Đông, tôi tuy mới đến nhậm chức, nhưng, anh đừng có quên tôi trước giờ vẫn là một trong những thành viên của bộ máy tập đoàn. Tình hình tài vụ của tập đoàn thế nào tôi rất rõ ràng. Dương Chí Thăng hừ nói. Ha ha, chúng tôi cũng là một trong những thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn, hiện trạng của tập đoàn Hoành Không thế nào cũng biết rất rõ. Theo tôi được biết. Tập đoàn Hoành không có tỷ mấy thật, nhưng tập đoàn chúng ta lớn như vậy, các mặt công tác lại rất rộng, cộng thêm việc di rời hai thành phố, địa khu vẫn chưa kết thúc. Ở giai đoạn kết thúc thì càng cần nhiều tiền hơn, tỷ mấy nghe thì to thật đấy, nhưng thực tế thì lại chẳng to chút nào. Việc cải tạo khu Lục Loan đã mở màn, trước đó đã cấp cho 200 triệu rồi, cũng đủ để khu Lục Loan chống đỡ trong một thời gian ngắn. Và lại, cải tạo khu Lục Loan cũng là hạng mục trọng điểm của tỉnh trong năm nay. Trên tỉnh cũng sẽ có hỗ trợ tài chính. Cho nên, tình hình trước mắt chúng ta chưa vội cấp tiền cho họ. Phong Hồ Ninh phản đối. Khoản tiền này là do hội đồng quản trị trước cân nhắc kỹ càng và quyết định, hơn nữa đồng ý trong khoảng thời gian này sẽ cấp. Đến bây giờ rồi, tập đoàn Hoành Không chúng ta cũng không nên thất hứa với người ta đúng không? Ngũ Vân Lượng nói. Thất tín à, đồng chí Vân Lượng, anh nói nghiêm trọng quá rồi đấy. Tại sao có thể nói là thất tín với người ta được? Chúng ta đâu nói là không cấp nữa, mà chỉ chậm một chút thôi. Hơn nữa, chúng ta là bên viện trợ cho họ, ngay cả việc cấp chậm một chút chúng ta cũng không có quyền hay sao? Dương Chấn Đông hừ lạnh nói. Thật ra phải nói rằng trong thời gian này tiền nong của tập đoàn khá là dư giả, ngay cả công ty Yến Nguyệt ở Việt Đông của chúng ta cũng có nhiều tiền dư. Nếu tổng công ty cảm thấy dồn tiền khó quá thì công ty Yến Nguyệt có thể rút ra mấy trăm triệu hỗ trợ. Trên đời này chữ tín rất quan trọng. Huống chi hạng mục này đã được tỉnh ủy phê chuẩn là hạng mục trọng điểm. Chúng ta là hợp tác chứ đâu phải là viện trợ toàn bộ. Cho nên, phương diện tài chính này phải làm đúng chỗ, đúng lúc. Nếu không,
vì tiền mà khiến cho việc cải tạo khu Lục Loan gặp tổn thất thì trách nhiệm chúng ta không gánh nổi đâu. Phó Tổng Tào Nguyệt nói, tuy rằng Diệp Phàm tạm thời bị cách chức, nhưng Tào Nguyệt vẫn đi sát theo Diệp Phàm. Hơn nữa, Tào Nguyệt tin rằng quẫn cảnh hiện nay của Diệp Phàm chỉ là tạm thời và những ngày tươi đẹp của Diệp Phàm không lâu nữa sẽ trở lại. Ha ha, nếu Tào Tổng nói công ty Yến Nguyệt có tiền thì cấp một chút cho công ty cơ khí của chúng tôi có được không? Trần Viên Kiều cười nói. Thật xin lỗi đồng chí Viên Kiều, công ty của đồng chí quá nhiều tiền rồi. Chị nói như vậy chẳng khác nào địa chủ lại phải đi xin ăn cả. Tào Nguyệt nói. Tuy nhiều tiền nhưng đối với một công ty cơ khí lớn mà nói thì vẫn không đủ. Hơn nữa, chúng ta đều là công ty con của tập đoàn Hoành Không, giúp đỡ nhau một chút cũng là điều nên làm mà. Cái mỏ nhọn của Trần Viên Kiều cũng khá lợi hại, cô ta vốn có ý kiến với Diệp Phàm. Diệp Phàm đề nghị cấp tiền cho khu Lục Loan, cô ta cũng là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất. Các công ty con chúng ta đều mượn tiền của tổng công ty để xoay vòng, nếu việc cải tạo khu Lục Loan cầm thì cũng tôi sẵn sàng, còn những cái khác thì khỏi cần nói. Tào Nguyệt nhấn mạnh, nếu công ty Yến Nguyệt có tiền như vậy thì trực tiếp hỗ trợ khu Lục Loan là được, cần gì phải thông qua tổng công ty nữa. Tào Nguyệt hừ lạnh nói, một là một hai là hai, hợp tác cải tạo khu Lục Loan là chuyện của tổng công ty, chứ không phải của công ty con chúng tôi. Khi tổng công ty gặp khó khăn thì chúng tôi cũng có trách nhiệm phải hỗ trợ. Hơn nữa, công ty Yến Nguyệt chỉ là một công ty con, không có thực lực để hợp tác với khu Lục Loan. Huống chi chúng tôi lại ở Việt Đông, danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận. Tào Nguyệt phản bác nói. Tôi thấy đồng chí Tào Nguyệt nói rất có lý, đương nhiên, tôi tin rằng tổng công ty sẽ không rơi vào cảnh không thể quay vòng được. Dương Chí Thăng nói. Nếu là chuyện đã đồng ý với người ta thì phải cố gắng làm cho được. Huống chi việc hợp tác với khu Lục Loan còn có hợp đồng hẳn hoi. Nếu vi phạm hợp đồng còn phải nộp tiền phạt ấy chứ. Hơn nữa, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không nên vì 300 triệu mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Ngũ Vân Lượng nói. Tuy nhiên, đáng tiếc là Cung Chí Quân không có ở đây, Ngũ Vân Lượng có cảm giác một cây làm chẳng nên non. Chuyện lớn như vậy không phải nói cấp là cấp được, như vậy đi, chúng ta hãy biểu quyết thông qua việc này. Phong Hồ Ninh nói, việc đã quyết định rồi còn biểu quyết làm gì nữa? Không lẽ chúng ta còn muốn hủy quyết định của hội đồng quản trị hay sao? Dương Chí Thăng không đồng ý, vì ông ta cảm thấy không chắc. Không phải là hủy, mà là tình hình có thay đổi mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng không có ý không chấp hành quyết định của tỉnh ủy. Chỉ là vì việc quay vòng của tập đoàn có khó khăn cho nên tạm thời chậm lại mà thôi. Dương Chấn Đông nói, việc này mấy hôm nữa rồi họp đi. Hôm nay chúng ta thuần túy là gặp mặt mà. Dương Chí Thăng muốn kéo sang ngày khác. Việc gấp rồi, chúng ta không kéo dài thêm được nữa. Chúng ta không cấp được thì cũng phải cho khu Lục Loan một câu trả lời thuyết phục. Chứ nếu hôm nay họ dục mai họ dục thì cũng rất phiền phức. Phong Hồ Ninh quyết không buông tha Dương Chí Thăng. Đúng vậy, phải cho người ta một câu trả lời thuyết phục. Dương Chấn Đông lập tức hưởng ứng. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng tạm thời có khó khăn thì cứ chậm vài ngày đi. Dương Chí Thăng tuyệt đối không giơ tay biểu quyết, tuyệt đối không cúi đầu trước Phong Hồ Ninh. Ha ha, nếu đồng chí Chí Thăng nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Phong Hồ Ninh cười nói, Dương Chí Thăng muốn xông lên tát cho ông ta một cái.